Hay thật, bọn xa huynh đã bị truyền tống đến một nơi cách đây cả vạn dặm, tuy nhiên cũng không xa gì mấy. Nếu muốn tụ tập lại cùng lắm chỉ mất khoảng nửa khắc thôi. Hai vị đạo hữu đó không sao thì tốt rồi, dù sao thì ô tiên tử vẫn có bí thuật có thể cảm ứng được các đạo hữu khác, nếu không chắc chúng ta sẽ phải lo lắng một phen đây. Tên ma tộc mặc giáp vàng thở phào rồi nói, còn gã có ba mắt nghe hai người kia nói vậy cũng trở nên yên tâm hẳn đi. Nhưng ngay lúc này, ở gần đó bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời chuyển đất quầng sáng vốn đang bị các loại công kích đánh lên bỗng nhiên hóa thành một mảng hào quang chói mắt vỡ ra vô số tia sáng màu vàng từ trong đó chiếu đến đem các lưỡi búa các loại hào quang ở xung quanh xé toạc làm đôi với khí thế như không gì không phá được sau đó các tia sáng lại chấp động chúng phát ra tiếng xe gió chói tai rồi đâm sầm vào đàn ong đang lơ lửng bên trên trong khoảng khắc vô số xác ong đỏ chói lả tả từ trên trời rơi xuống chỉ mới một cái nháy mắt mà đàn ong đông ngùn ngụt hiện giờ chỉ còn lại hơn trăm con may mắn thoát chết nhưng lúc này chúng giống như chim sợ cành cong, lập tức tán loạn bay đi. Mà trong vầng hào quang màu vàng đang tan vỡ kia bất chợt tỏa ra một cỗ khí thức mạnh kinh khủng làm người ta phải sởn gai ốc. Sau khi tiếng nổ chát chúa tan đi, trong không trung bỗng chốc xuất hiện thêm một con cua vàng lớn như cả ngọn núi. Cái gì là thánh giải ở Ma Nguyên Hải? Là cái ngụy tiên bảo có tu vi ngang với thánh tổ, sao nó lại ở đây? Thiếu nữ xinh xắn cùng với gã to con mặc giáp vàng nhìn thấy hình dáng thật của giải đạo nhân liền trở nên kinh hoàng tên nào tên nấy nếu phóng ra ma khí bảo vệ quanh thân đến tầng tầng lớp lớp. Cả bọn đều trở nên hoảng sợ, chỉ cần con cua có hành động gì là chúng sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Tên ma tộc có ba mắt tuy không thể hiện ra ý muốn chạy trốn như hai tên kia, nhưng thấy được hình dáng của Hoàng Kim cự giải cũng không khỏi tỏ vẻ giật mình. Có điều sau khi hắn nhăn mắt suy nghĩ một lúc, con mắt thứ ba của hắn nhanh chóng lóe lên một thứ ánh sáng kỳ dị, rất bắt mắt. Xem ra trước đây bản thể của các ngươi đã từng gặp được ta ta cũng không nói nhiều nữa nếu cả ba người các ngươi ngoan ngoãn ngồi im ở đây đợi hàn đạo hữu quay về phân thắng bại ta sẽ không ra tay với các ngươi ngược lại chớ có trách bản thánh không khách khí hoàng kim cự giải vừa mới hiện lên đã nói với giọng điệu nghe ông ổng cô ả à xinh xắn và gã mặc giáp vàng nghe vậy liền sợ lạnh cả sống lưng thân hình của cả hai đang lui lại cũng lập tức đứng khựng lại hai vị không cần sợ hãi pháp lực của nó lúc này đã tăng lên rất nhiều những vẫn chưa đạt đến cảnh giới đại thừa như lúc nó ở ma nguyên hải xem ra cái ngụy tiên bảo này đã gặp chuyện gì đó mà tu vi giảm xuống, nếu vậy chỉ cần ba chúng ta phối hợp với nhau chắc chắn sẽ đấu được một trận. Tia sáng rực rỡ trong mắt tên ma tộc chợt tắt, hắn nói thật to, đồng thời vòng tay về sau hông lấy ra một cái túi da Một cỗ ánh sáng bảy màu trà ra từ miệng túi đã vừa hé mở. Ở trước mặt tên ma tộc bỗng chốc xuất hiện thêm ba bộ xương người trong suốt như ngọc. Trên tay mỗi con đều cầm một cái khiên bằng xương trắng như ngọc, một thang cốt trùy tỏa ra khí đen cuồn cuộn tất cả đều xếp thành một hàng đứng chắn phía trước tất cả những bộ xương này đều tỏa ra có khí thức kinh người xem ra bọn chúng đã đạt đến tu vi hợp thể trung kỳ con hoàng kim cự giải này gặp vấn đề gì sao người không nhìn nhầm chứ cô ả à xinh xắn tỏ ra ngạc nhiên hỏi minh đạo hiếu tu luyện bảo luân pháp mục nên chắc không nhìn nhầm đâu hơn nữa bây giờ con cua này cũng không để cho chúng ta đi so với việc bị nó đánh chết thì thả hợp sức đấu với nó một trận còn hơn hai mắt của gã mặc giáp vàng ánh lên hắn siết chặt cán búa to tướng ở trong tay, toàn thân cũng tỏa ra một cỗ sát khí. Ta có nghe đồn đại rằng có một tên nhân tộc bắt cóc hoàng kim thánh giải, thật không ngờ lại gặp phải nó ở đây. Nếu đúng là nó đã theo tu sĩ nhân tộc, vậy tiểu muội sẽ trợ giúp hai vị đánh với nó một trận. Cô à mảnh khảnh hạ quyết tâm rồi nói, tốt lắm, kể cả khi chúng ta không phải đối thủ của nó, nhưng muốn níu chân nó đợi hai vị kia quay lại thì không có vấn đề gì. Đợi hai người kia đánh chết tên nhóc nhân tộc rồi quay lại đây, khi đó năm người chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết cái khôi lỗi ngụy tiên đang gặp trục trặc này. Tên ba mắt nói chắc chắn như đinh đóng cột, ừ, mong là thế đi, à mảnh khảnh cười gượng gạo, không ngờ ở nơi này bọn họ còn gặp phải kẻ địch mạnh đến mức này, thật là không biết nói sao cho phải. Trong trí nhớ của cô ả à sinh xắn này, tu sĩ đã bắt cóc Hoàng Kim Thánh giải cũng có chút thực lực. Nhưng lúc này là khoảng thời gian ả à phải đang đi công tác, các loại tin tức từ thánh giới truyền đến vô cung mơ hồ, hơn nữa còn có chút khuếch đại sai sự thật làm cho nàng không dám tin tưởng nhiều. Thôi, nếu đã quyết định đánh một trận thì nói thêm làm gì nữa, tất cả cùng ra tay đi. Gã mặc giáp vàng cười vang, đột nhiên hắn há mồm phun ra một ngụm máu. Ngụm máu đón gió hóa thành một mảng mây máu, phốc phèo, đám mây máu lại nhập thẳng vào trong lưỡi búa. Gã mặc giáp vàng lẩm nhẩm pháp quyết, cây búa lớn phát ra một nổ vang rền, toàn thân nó tỏa ra hào trói lọi rồi biến thành màu đỏ tươi ga cầm cây búa ném mạnh lên cao cây búa lóe thành một đường cầu vồng rồi nhập thẳng vào trong không trung không còn thấy đâu nữa ngay sau đó trên trời cao nổi lên từng tràng sấm ẩm ù một đám mây đen không biết từ đâu mau chóng kéo đến ngưng kết lại với nhau chẳng mấy chốc chúng đem bầu trời nhuộm thành một mảng tối đen như đáy nồi một đạo chất màu bạc ngoằn nghèo như con rắn leo lên trong đám mấy đen có thể nhìn thấy lờ mờ một lưỡi búa dài đến trăm trượng, bề mặt nó lượn lờ ma khí, uy áp từ nó tỏa ra mạnh mẽ đến kinh người. Thấy vậy, trong nháy mắt sau tên ma tộc ba mắt cùng với cô ả mảnh khảnh đều đồng loạt ra tay. Chợt thấy ba bộ xương khô trước mặt tên ba mắt hơi mở đi, sau đó chúng lại đứng thành hình tam giác xuất hiện bên cạnh hoàng kim cự giải. Con nào con nấy đều cầm khiên che kín trước ngực, tay còn lại không chút do dự dơ cái chùy làm bằng xương lên cao. Trong phút chốc, trên cây cốt chùy nổi lên âm thanh thê thiết khí đen tuôn ra cuồn cuộn đam khí lại tách ra hóa thành hơn 10 cái xúc tua sau đó hung hăng trườn về phía con cua mà cô ả yêu kiều bỗng nhiên há miệng nhả ra một vật thể giống như cái hồ lô mà bạc lóng lánh ả phất tay điểm vào cái hồ lô khiến nó phun ra một quầng sáng màu hồng sau khi ngưng tụ lại quầng sáng lại biến ảo thành một đàn quạ màu hồng cái mỏ vừa màu nửa vàng nửa bạc nhìn rất kỳ quái cô ả xinh xắn huyết một tiếng đàn quạ liền nháo nhác bay đi con cua lớn trông thấy cảnh này nó liền nhấc hai cái càng vàng óng lên cao ngay lập tức tiếng sấm chớp vang lên trên cơ thể nó tuôn ra vô số tia chớp màu bạc rồi hóa thành một tấm lưới điện khổng lồ bao bọc lấy toàn thân cùng lúc đó trên đầu hai chiếc càng là hai của cầu điện lớn như cả căn phòng đang ngưng tụ thành nó không ngừng phát ra những tiếng nổ kinh người giải đạo nhân bắt đầu triển khai trận đấu với ba tên ma tộc ở giữa hai quả núi cách đó hơn vạn dặm hàn lập đang mỉm cười đứng lơ lửng trên cao sau lưng hắn là pháp tướng ba đầu sáu tay vàng rực như đã được cô động thành thật thể. Dưới chân hắn còn có thêm 72 thanh kiếm nhỏ màu xanh bay lượn không ngừng. Quanh chúng lại mơ hổ biến ảo thành tầng tầng lớp lớp những đóa hoa sen màu xanh đang dập dềnh trôi nổi. Mà trong không trung đối diện hắn là lão già mặc áo bào cùng với ả có đôi cánh sau lưng. Họ đang sợ sệt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, bộ dáng giống như gặp phải kẻ địch kinh khủng vậy. Chương 2166, đại chiến ở Mộc tộc 10 ngươi đúng là không phải loại tu sĩ hợp thể kỳ bình thường mới vậy mà đã đem hai người bọn ta truyền tống đến đây mặc dù loại thần thông về pháp trận này chỉ là loại cơ bản nhất nhưng cũng đã cực kỳ hiếm thấy mà ngươi đưa hai người bọn ta đến đây chẳng nhẽ vì muốn lấy một địch hai sao hai mắt của lão già mặc áo bào nhìn chằm chằm pháp tướng phía sau lưng của hàn lập tỏ vẻ rất đề phòng các ngươi không phải là bản thể lấy một địch hai có gì mà không được cơ chứ hàn lập cười cười trả lời bâng quơ nói thì có thể nhưng làm được hay không lại rất khác. Các hạ cứ đem mạng của mình để lại cho lão phu đi. Lão ta nghe vậy liền hóa giận mà cười ầm lên, lão giơ một tay bấm niệm thần chú, hào quang màu đỏ như máu phía sau lưng phóng vút lên, thoáng chốc lại biến thành ảo ảnh một con côn trùng đỏ rực, lớn đến vài chục trường. Toàn thân ảo ảnh của con trùng có màu đỏ tươi, thoạt nhìn nó rất mập mạp giống như một con tầm lớn. Chỉ khác là trên đầu bất ngờ lại có thêm hai cái răng nanh thò ra từ cái miệng khổng lồ, vô cùng dữ tợn phanh, con trùng vừa hiện ra đã há to cái mồm phun ra một đạo hào quang đỏ như máu. Mà hào quang màu đỏ vừa ra khỏi cái miệng lớn liền mau chóng tách ra, hóa thành vô số sợi tơ máu đỏ rực nhắm thẳng về phía Hàn Lập. Đến hay lắm, Hàn Lập cũng thôi vẻ cười cợt trên mặt, miệng hắn khẽ quát, sau cánh tay của Pháp tướng lại nhoáng lên. Ngay lập tức có những tiếng xé gió vang lên mãnh liệt. Vô số bóng quyền màu vàng bất ngờ hiện ra ngay trước mặt, rồi hóa thành một đoàn hào quang vàng rực lao tới. Ẩm ầm ầm, hàng loạt tiếng nổ liên miên không đứt từng nắm quyền vừa chạm vào nhưng sợi tớ liền nổ thành một vầng hào quang rực rỡ tỏa ra từng đợt sóng khí mãnh liệt đem các sợi tơ chặn hết lại ở phía trước lão già mặc áo bào thấy vậy bèn hư lạnh hai tay lão mau chóng bấm niệm thần chú rồi điểm vào những sợi tơ máu một chuyện không thể tin nổi hiện ra vô số sợi tơ rậm rạp trở nên vặn vẹo chúng run lên từng đợt rồi chìm nhỉm vào trong không gian không thấy bóng dáng đâu nữa ngay sau đó không gian ở trước người Hàn Lập bỗng trở nên nhộn nhạo. Vô số sợi tơ đỏ như máu bất ngờ hiện ra rồi vèo vèo lao tới, chúng đầy đặc, kín mít như mưa ập thẳng về phía Hàn Lập. Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, hai chân chưa động mà thân hình của hắn đã thụt lùi về sau đến mấy trượng. Lưới kiếm màu xanh chợt phóng lớn, từng đóa từng đóa hoa sen biến ảo thành tầng tầng lớp lớp hào quang xanh mướt mát chắn phía trước người. Những sợi tơ máu vừa chạm vào màng kiếm màu xanh, hào quang lóe lên, ngay lập tức chúng bị chém nát thành vô số mảnh nhiều sợi tơ màu máu như vậy nhưng không có sợi nào xuyên thủng được tầng sáng tất cả đều bị chém nát vụn thành một làn xương đỏ tán loạn ra bốn phía mùi máu tươi ngập ngụa khắp nửa bầu trời nhưng còn kỳ lạ hơn là lão già phía xa thấy đòn tấn công của mình không có hiệu quả chẳng những hắn không tỏ vẻ thất vọng mà còn nhếch miệng cười bí hiểm hàn lập cũng nhận ra điều gì đó không đúng lắm hắn a à lên rồi liếc nhìn qua ả à có cặp cánh sau lưng tia sáng màu lam rực trói lên trên hai mắt của hàn lập dường như hắn đã nhìn thấy điều gì đó hắn liền đem cỗ thần niệm khổng lồ quét ra phía sau. Một tay của hắn cũng vòng lại đánh tới một quyền nhanh như chớp, nắm đấm bay đi phát ra tiếng nổ chói tai. Ầm, um, nắm quyền tỏa ra hào quang vàng chói lọi giống như nó được đúc bằng vàng khối vậy. Mà trong tiếng gió rít còn có thể nghe thấy loáng thoang tiếng sấm chớp vang lên. Trong không trung nơi có nắm quyền đánh tới bất ngờ hiện ra dao động, một bong người trong suốt thướt tha có hai cánh bất ngờ hiện ra. Nắm đấm màu vàng không chút lưu sức táng thẳng đến bóng người này. Nhìn lại có cảm giác như bóng người kỳ quái này đang đâm sầm vào nắm quyền. Thấy vậy khuôn mặt mờ mờ của bóng người hơi tỏ vẻ ngạc nhiên. Thân hình liền khẽ uốn éo rồi trở nên mờ nhạt, một trận gió rít lên, nắm đấm màu vàng đâm vào bóng người trong suốt rồi lướt qua như đánh vào không khí, không chạm vào bất cứ thứ gì vậy. Mà bóng người mờ ảo kia lúc này mới lóe lên rồi tan ra như bọt biển. Biến mất, Hàn Lập cảm thấy kỳ quái liền quay đầu lại, ánh mắt nhìn về một chỗ gần đó, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi thì thào một tiếng lúc này trong không trung chỗ hắn đang nhìn lại bóng hơi dao động một bóng người mang cánh bóng chốc bất ngờ hiện ra rồi dùng ánh mắt lạnh như băng cùng nhìn về phía hàn lập đúng là cô ả ma tộc có hai cánh kia mà rõ ràng bên cạnh lão già ma tộc cũng có một ả mang cánh đang lơ lửng ở chỗ cũ cho dù là vẻ mặt hay vốc dáng cũng đều giống hệt nhau đây là lần đầu tiên hàn mỗ thấy có người chỉ với tu vi hợp thể mà đem ảo thuật tu luyện tới trình độ này nếu ta không có linh mục hay thần niệm cực kỳ mạnh mẽ thì e là vẫn tưởng rằng ngươi chưa hề ra tay. Hàn lập nói với giọng lạnh nhạt, trong nháy mắt hắt phất tay về thân người mang cánh đang đứng bên cạnh lão già. Một tiếng sấm vang lên, phốc, một tia chớp màu vàng từ đầu ngón tay bắn ra, nó hơi chấp động rồi lướt tới bổ xuống ả ma tộc có cánh. Thân hình thiếu nữ có hai cánh đang đứng bên cạnh lão già ma tộc lập tức vỡ vụn ra rồi hóa thành những điểm sáng tán loạn khắp nơi. Thì ra đây chỉ là một cái ảo ảnh thôi. Lão già mặc áo bào cùng ả à có cánh thấy vậy đều trở nên ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ả à ma tộc nói với giọng vô cùng lạnh lẽo. Cho dù ngươi có thể tránh nổi một đòn nhưng lần sau còn được sao? Sao nào, đạo hữu định tiếp tục dùng cách này ư? Ừ. Ngươi nghĩ nó vẫn hữu dụng sao? Hàn Lập hơi nao nao, sau đó Hàn Lập tức khinh khỉnh cười. Đúng là sẽ dùng cách cũ, tiếp chiêu cho tốt đi. Vẻ ác độc hiện lên trên khuôn mặt ả à ma tộc, cặp cánh sau lưng phe phẩy, thân hình lại mờ đi không thấy đâu nữa mà ngay sau đó ở hai bên sườn của Hàn Lập bóng giấy lên một tia dao động. Thân hình ả ma tộc hiện ra, hai tay ả liền hóa thành hai chảo sắc nhọn tối đen như mực ập đến. Hàn Lập thấy vậy liền không chút lưỡng lự phất tay áo. Một lưới kiếm xanh mướt bổ ra, hào quang chợt lóe, bóng người của ả có cảnh bị chém làm hai đoạn. Nhưng khi hai đoạn thi thể còn chưa rơi xuống mà đã tán loạn đi, hóa ra đây cũng chỉ là một cái bóng mà thôi. Đúng lúc này, ở phía bên kia lại giấy lên dao động. Ả à ma tộc có cánh lại hiện ra một cách rất kỳ quái. Hai móng vuốt ập đến hóa thành vô số chảo nhọn xé gió ập tới Hàn Lập. Vẻ mặt Hàn Lập lạnh như băng quay lại, hắn há miệng. Một tiếng sấm vang rền, một tia chớp vàng vụt bay tới đánh vào người Ả à có cánh, nhưng bất ngờ là tia chớp lại xuyên thủng qua, thì ra đây cũng không phải là bản thể của Ả. À. Mà lúc này trên đầu Hàn Lập lại có một bóng người lóe lên, cô Ả à lại một lần nữa hiện lên. Hai cánh của Ả à rung mạnh bắn xuống vô số đốm sáng màu đen. Cứ liên tục như vậy, cô ả à có cánh dùng một phương pháp di chuyển quỷ quái không sao hình dung được. Ả à cứ xuất hiện lúc ở gần, lúc ở xa xung quanh hàn lập rồi dùng các loại công kích như vũ bão đánh đến. Nhưng bản thân ả à lại giống như bóng ma, căn bản không hề chịu chút tổn thương nào. Hay lắm, cứ đánh một đòn rồi lại biến mất, chỉ để lại ảo ảnh làm kẻ địch bị rối loạn. Phương thức này khá thú vị nhưng cũng chỉ là đem ảo thuật vận dụng đến mức nửa thật nửa giả đê đấu điếm người khác. Có điều đối với ta không hề có tác dụng rồi tia sáng màu lam trong hai mắt hàn lập liên tục chấp động hắn cảm thấy hứng thú thốt lên pháp tướng phạm thánh sau lưng cũng khẽ nhoáng trong mỗi cánh tay bất ngờ xuất hiện thêm một thanh kiếm thật lớn rồi hướng ra bốn phương tám hướng mà chém điên cuồng ả à ma tộc thấy cảnh này lại xem như không có gì thân hình ả à vẫn lập lòe xung quanh hàn lập hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn lúc trước rất nhiều công kích cũng càng lúc càng mãnh liệt giống như có đến tám người đồng loạt tấn công hàn lập vậy hàn lập vẫn vững vàng đợi cho đợt tấn công thứ ba qua đi tốc độ tấn công của đối phương cũng hơi chậm lại. Hắn cười lạnh lùng, bàn tay khẽ phất, hào quang màu đen chợt lóe, một tòa núi nhỏ màu đen liền theo đó hiện ra. Nhưng hắn cũng chưa kịp vận dụng ngọn núi, trên thân hắn bỗng chốc vang lên vô số âm thanh đi đùng. Từng đạo sấm chấp hình lưới liềm hiện ra, hóa thành một tấm áo bằng điện màu vàng bao bọc khắp nơi. Mà đúng lúc này, khắp nơi xung quanh đó tràn ngập những gợn xương máu. Bỗng chốc chúng ngưng tụ lại thành những sợi tơ máu, rồi linh hoạt như những con rắn ập đến hàn lập. Nếu không phát hiện sớm, chỉ sợ Hàn Lập đã bị những sợi tơ máu này đánh lén thành công. Lúc này hắn vận pháp lực trong cơ thể, lập tức bên ngoài cơ thể hiện lên một tấm áo bằng điện mạnh mẽ ngăn lại những tơ máu này. Xèo xèo, tấm áo bằng điện chớp nháy liên tục, những sợi tơ máu màu đỏ nhập vào trong đó liền phát ra những âm thanh trầm thấp rồi vỡ tan ra. Một đoàn xương máu hiện lên rồi bao kín lấy thân hình của Hàn Lập. Đám xương quay cuồng vài lượt rồi trở nên kín kẽ vô cùng bên trong còn có thể thấy mơ ho những ký hiệu mà đỏ đang chấp nháy lão già đang đứng phía xa thấy màn này liền thôi vận pháp quyết lão ta mừng rỡ hét lớn linh tiên tử lúc này sao không thi triển thần thông kia đi muốn đợi đến khi nào nữa Hừ, không cần ngươi nhắc ta cũng làm như vậy một tiếng trả lời lạnh lẽo vang lên bên cạnh đám xương máu bóng cùng lúc hiện ra bảy người mang cánh có dáng vẻ giống hệt nhau không biết bảy bóng người này là ả à ma tộc thật hay giả nhưng chúng vừa hiện ra đã trả sát hai tay một cán cờ đỏ rực hiện ra, chúng đồng thời cầm cán cờ ném vào màn xương máu. Bảy lá cờ này mỗi lá đều không dài quá một trượng nhưng bên trong chung đều được khắc rõ đồ án của loại ma trận nào đó. Sau khi được ném ra chúng liền hóa thành bảy khối quang cầu màu đỏ, xoay tít trong không chung. Mà bảy á ma tộc lúc này đang lẩm nhẩm thần chú trong miệng, mười ngón tay liên tục bấm những đạo pháp quyết lên không chung. Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh oanh oanh trầm thấp vang lên. Những tấm cờ trong màn xương máu lập tức biến mất bảy tòa pháp trận bằng ánh sáng màu máu hiện lên rồi lơ lửng trong màn xương. Mà giữa những pháp trận lại như ẩn như hiện có thêm ngọn lửa đỏ rực đang không ngừng chấp động. chương 2167, Đại chiến ở Mộc Tộc 11. Bảy ả à thiếu nữ sau lưng có hai cánh đồng loạt quát lớn, các tòa pháp trận liền phun ra những dòng dung nham đậm đặc như chất lỏng. song nào dòng nấy chảy ra cuồn cuộn không ngừng, thoáng chốc đã tràn ngập cả màn xương máu. Theo đó ngọn lửa bùng lên, ca bầu trời xung quanh đều bị bao phủ trong biển lửa. Nhưng kỳ quái hơn là xung quanh biển lửa đang cháy rừng rực hoàn toàn không có chút cảm giác oi bức nào, ngược lại còn thấy từng gợn khí lạnh đang tràn ra nhẹ nhẹ từ trong đó. Lúc này bảy tòa pháp trận mau chóng phóng lớn lên rồi hợp lại với nhau làm một, biến thành một ký hiệu giống như chữ Phong thật lớn. Nó đang rơi xuống biển lửa bên dưới, chữ Phong chìm vào biển lửa trong nháy mắt, oanh, nó lại vỡ vụn ra rồi hóa thành vô số điểm sáng nhập vào trong đó. Tiếp theo là vô số đốm sáng lại tuôn ra từ trong biển lửa. Chúng hơi ngừng lại rồi bất ngờ biến ảo thành một tầng hào quang nửa đen nửa đỏ, đem cả biển lửa bao bọc chặt chẽ. Mặt ngoài của tầng hào quang có vô số ký hiệu như những đốm sáng bay qua bay lại. Những ký hiệu này lúc chợt lớn, lúc chợt bé đi. Thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy thần bí vô cùng. Lão già mặc áo bảo thấy vậy liền tỏ ra vui mừng gấp bội. Lão thốt lên tốt quá rồi nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh biển lửa đang cháy rừng rực. Lão há mồm phun ra một chùm hào quang màu trắng. Khi tia sáng tắt đi, trong tay hắn lại có thêm một chiếc bình bằng ngọc lớn tầm một thước. Lão ta không nói hai lời, bàn tay nâng cao bình ngọc lên, trong miệng lẩm nhẩm thần chú. Lập tức có một ngọn lửa trắng nóng rực cuồn cuộn tuôn ra rồi hóa thành ba con hỏa dao. Quần sáng phía dưới không ngăn chờ chút nào, ba con dao trắng nhanh chóng xuyên qua rồi nhạt thẳng vào trong biển lửa. Trong phút chốc, cả ba con hỏa dao màu trắng đều như cá gặp nước, con nào con nấy tỏ ra hưng phấn rồi phun ra một ngọn lửa trắng, cháy bùng lên giữa biển lửa. Lúc này cả bảy ả à ma tộc có cánh và lão già cùng nhau khoanh, chân ngồi xuống. Tất cả đang nhắm mắt tập trung lẩm nhẩm pháp quyết, biển lửa dưới sự thôi thúc của pháp quyết liền giấy lên từng cơn sống cuồn cuộn. Nơi ngọn sóng đi qua liền tạo thành những trận nổ nhỏ lộp bộp tung ra vô số tia lửa. Ba con hỏa dao vẫn lấp ló trong đó, chúng đang hì hục bơi lặn trong màn lửa nóng bỏng. Nếu chẳng may có tu sĩ bình thường nào đó rớt vào đây, chỉ cần trong chốc lát sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi, mãi mãi không bao giờ có cơ hội đầu thai nhưng chỉ một lúc sau trong biển lửa lại truyền ra một giọng nói khinh khỉnh. Đây là thủ đoạn của các ngươi sao, thật chẳng có gì hay ho. Lão già mặc áo bào và bảy ả à ma tộc nghe thấy liền trở nên kinh hoàng. Cả bọn không khỏi trợn ngược cặp mắt nhìn tới. Trong biển lửa bỗng vang lên một tiếng gáy thanh thoát, ánh sáng màu bạc lóe lên, một con chim lửa to đen mấy trượng phi ra, lao thẳng đến màn sáng ở trên cao. Con chim lửa có bộ lông sáng rực, hai cánh trải đầy lửa bạc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp sắc mặt của lão già mặc ma tộc bỗng trầm xuống trong miệng lại lẩm nhẩm khẩu quyết đồng thời ngón tay lại hướng vào biển lửa điểm một cái ba con hỏa dao trong biển lửa gầm lên một tiếng như rồng ngâm sau đó hướng thẳng hỏa điều lao tới con chim lửa màu bạc xinh đẹp ngay lập tức nhận ra uy hiếp hai cánh lớn rung lên thân hình không lo xoay một vòng sau đó hướng cũng về phía ba con hỏa dao mà đánh một tiếng kêu to bạo phát từ trong quầng sáng mà ra con chim lửa màu bạc cùng ba con hỏa giao gặp nhau tại một chỗ khiến cho thỉnh thoảng từ trên cao lại rớt xuống một phiến vảy hay một cọng lông. Vô cùng kịch liệt, chim lửa màu bạc lấy một đánh ba mà không yếu thế chút nào, ngược lại còn chiếm được thượng phong. Đúng lúc này, trong biển lửa, sáu cột sáng lớn từ bên trong bùng phát ra, sau đó đánh lên trên quầng sáng nửa đen nửa đỏ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay khi kim quang tiếp xúc với bề mặt quầng sáng. Quầng sáng chấp lên liên hồi, đám ký hiệu ở phía mặt ngoài lúc này hơn phân nửa đã bị sáu đạo kim quang đánh tan bảy ả à ma tộc có cánh đang ngồi xếp bằng thân sắc không đổi đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi máu tươi phun ra theo gió hóa thành bảy cỗ huyết vụ chui vào bên trong quầng sáng quầng sáng vốn đang bị chấn động kịch liệt không ngờ ổn định trở lại đám ký hiệu lại một lần nữa xuất hiện trên bề mặt trong biển lửa truyền ra một tiếng hử lạnh suy suy tiếng xé gió truyền tới vô số kiếm quang màu xanh như bão tố điên cuồng chảm lên trên bề mặt quầng sáng hai màu. Lần này, quầng sáng nửa đen nửa đỏ rung động liên tục không dừng, dưới đợt tấn công như vũ bão này nó trở nên vô cùng ảm đạm, giống như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Lão giả trên cao nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, tay áo run lên, một chiếc vòng màu bạc bay ra, sau đó nó lập tức lớn lên thành một vòng sáng vô cùng lớn, từ từ hạ xuống nó chưa hạ xuống hẳn mà không khí ở phía dưới giống như bị đè ép xuống khiến cho người khác có cảm giác vô cùng căng thẳng. Quần sáng vốn đang lung lay như sắp vỡ, vậy mà nhờ có uy lực áp chế của quang hoàn, nó lại dần dần ổn định trở lại. Tốt, ta muốn xem xem các người liệu có thể giữ chân ta được bao lâu. Thanh âm lạnh lẽo của Hàn Lập truyền ra, trong nháy mắt, một tiếng gầm không giống của con người từ sâu bên trong biển lửa truyền ra, mang theo một khí thức vô cùng khủng bố lại có phần xa lạ phóng thẳng lên cao lão già kia vừa cảm ứng được hơi thở này thì sắc mặt khẽ biến nhưng còn chưa kịp thi triển thủ đoạn gì thì biển lửa phía dưới run lên hỏa diễm cuồn cuộn như bị hạ xuống một phần để lộ ra một nắm tay lớn màu vàng đầy lông lá năm ngón tay đầy lông lá xòe ra sau đó lập tức hóa thành vô số quyển ảnh màu vàng rồi lại hội tụ vào một chỗ tạo thành một quyển ảnh vô cùng lớn cuối cùng hung hăng nện vào quầng sáng nửa đen nửa đỏ kia một âm thanh lớn theo đó vang lên ngay sau đó một vòng màu vàng như mặt trời bạo phát trên bề mặt quầng sáng, hàng vạn kim quang lóe lên, lực đánh khủng bố từ đó lan tràn ra như nước lũ không thể khống chế. Lúc này, cho dù bảy ả ma tộc được quang hoàn lớn ở trên cao hỗ trợ nhưng cũng không thể duy trì quầng sáng nửa đen nửa đỏ lâu hơn được nữa khiến nó lập tức vỡ tung ra. Ở phía dưới biển lửa, kim quang cũng theo chỗ bị xé rách mà lao ra, một bóng người toàn thân rực rỡ kim quang hiện ra giữa không trung, chuẩn bị một động tác giống như muốn phi độn rời đi. Chấn Lão giả ma tộc ở trên cao thấy tình thế này sắc mặt càng trở nên khó coi, không do dự hét lên một tiếng, tay liên tục đánh ra pháp quyết hướng xuống phía dưới. Quang hoàn lớn đột nhiên xoay tròn, hướng tới bóng người màu vàng như muốn chân áp xuống. Bóng người màu vàng giống to một tiếng, hai cánh tay lớn dơ lên, hai nắm tay hướng về phía quang hoàn hung hăng đánh tới. Oanh oanh, hai tiếng nổ lớn vang lên, hai cơn gió lốc theo hai quyền này phóng lên cao, chống lại quang hoàn đang dần dần hạ xuống khiến cho nó không thể xuống thấp hơn được nữa nhờ một chút trì hoãn này bóng người màu vàng chợt lóe trong hư không rồi biến mất lão giả trên cao đam thúc giục quang hoàn thấy cảnh này thì trong lòng cả kinh không cần suy nghĩ nhiều một ngón tay hướng bình ngọc màu trắng vẫn đang trôi nổi trên đỉnh đầu điểm một cái phốc suy một tiếng miệng bình lập tức bị đảo ngược từ trong bình phun ra một cỗ hỏa diễm màu trắng sau đó nháy mắt biến thành một tầng hỏa mạc bao bọc lấy toàn thân lão giả bấm tay niệm thần chú sau lưng đột một xuất hiện một hơi thở đáng sợ một đám huyết sắc trùng ảnh hiện ra hư phản ứng cũng thật nhanh không trung dao động một chút một bóng người màu vàng hiện ra là một cự viên lông vàng cao mấy trượng hư lạnh một tiếng vừa suốt đầu lộ diện cánh tay của cự viên chợt lớn lên rồi hướng lão giả hung hăng chụp xuống tay kia thì chụp vào trong hư không sau đó một cự kiếm màu vàng hiện ra lập tức bổ xuống toàn bộ động tác của cự viên diễn ra nhanh như chấp lão giả ma tộc biến sắc trong tay liên tục đánh pháp quyết đám trùng ảnh phía sau lưng cũng hướng một chảo đang chụp xuống kia đánh lại mà cái bình ngọc màu trắng thì quay tròn, hóa thành một đoàn bạch quang ninh đón kiếm quang màu vàng. Hàn Lập trong lòng cười lạnh, từ bàn tay màu vàng bỗng nhiên phát ra một tiếng vang, sau đó vô số hồ quang màu vàng tư đó tuôn ra, đồng thời bàn tay lại lớn thêm mấy lần. Phanh, ông, hai loại âm thanh khác nhau đồng thời truyền đến. Đám trùng ảnh bị bàn tay được hồ quang bao bọc một trưởng đánh tan, còn ở bên kia, bình ngọc không biết được luyện chế từ loại tài liệu gì mà khi kiếm quang màu vàng chém tới bạch quang lóe lên đón đỡ cũng không bị sứt mẻ một chút nào lão giả mặc trường bào vội hít vào một ngụm khí lạnh tay vung lên hỏa mạc ở bốn phía tụ lại một chỗ tạo thành một hỏa dao sau đó hỏa dao hướng bàn tay lớn hung hăng đánh tới lại một tiếng vù vù bàn tay màu vàng chụp xuống lập tức bóp vỡ đầu hỏa dao nhưng đám bạch diễm đó lại biến thành vô số hỏa xà quấn chặt lấy bàn tay kim hồ hiện lên trên bàn tay cũng chấn tan một đám hỏa xà nhưng một đám khác lại khiến cho bàn tay không thể hạ xuống được nữa nhưng lúc này, Hàn Lập biến thành cự viên màu vàng lại cười một cách quỷ dị. Đúng lúc ấy, từ hai bên sườn lão giả chợt dao động một chút, một bóng xanh và một kim ảnh ba đầu sáu tay đột một xuất hiện. Hai người, một người đột nhiên xuất hiện này hé miệng phun ra ti võng màu xanh trùm xuống, một người thì không nói không rằng, sáu cánh tay vừa chuyển, đám ký hiệu màu vàng chấp động, một quang cầu lớn hướng sau lưng lão giả đánh tới. Thần thông của lão giả này không thấp, hiển nhiên phát hiện ra hai nhân ảnh hiện ra này, nhưng giờ phút này, phần nửa pháp lực của lão đều đang tập trung công kích trên không trung, muốn triệu hồi lại cũng không thể kịp nữa. Trong lòng lão chợt lạnh, đầu vai lay động, bạch quang lóe lên, hai bạch cốt phi xoa từ đầu vai phóng ra, hướng nơi yếu hại của hai nhân ảnh mà tới, đồng thời linh quang hộ thể ngưng tụ lại, quang mang đại thịnh, so với lúc trước còn dày đặc hơn rất nhiều. Cả thân ảnh màu lục và thân ảnh ba đầu sáu tay dưới sự công kích của bạch cốt phi xoa đều không có một chút ý tứ né tránh nào chương 2168, đại chiến ở mộc tộc 12. Đúng lúc này, sáu khối quang cầu màu vàng lóe lên đánh vào màn sáng hộ thể của lão già ma tộc. Âm âm âm, sáu khối quang cầu cùng lúc nổ tung hóa thành sáu cơn sóng vàng rực cuốn thân hình lão ta vào đó. Vòng sáng hộ thể của lão ma tộc này không thua kém gì so với pháp bảo cao cấp thế nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh cho vỡ vụn. Trong lòng vô cùng sợ hãi, lao tự cắn nước đầu lưỡi rồi phun ra phía sau một ngụm máu tươi. Trong phút chốc, một chiếc khiên máu được ngưng tụ ngay sau lưng lão già mặc áo bào làn hào quang màu vàng ập lên bề mặt tấm khiên nhưng chỉ một lát sau có đến hơn nửa số hào quang xuyên thủng qua rồi đánh lên thân hình của lão lão già mặc áo bào liền cảm thấy sau lưng mình có một có lực khủng khiếp đang đánh tới lão không thể nào ổn định được thân hình cả người chúi về phía trước vài bước cổ họng ngọt lịm lão nhịn không được đành phun ra một ngụm máu tươi thần thức cũng trở nên hoảng hốt đúng lúc này con vượn khổng lồ đang đứng trên cao khẽ bước đến thân hình của nó chỉ hơi mờ đi đã hiện ra ngay trước mặt của lão già ma tộc rồi đưa bàn tay phủ đầy lông lá mau vàng chụp tới lão già ma tộc hoảng sợ muốn thi triển pháp thuật tránh đi nhưng đã không kịp nữa rồi năm ngón tay màu vàng lướt tới xuyên qua ngực của lão ta đem luôn trái tim trong lồng ngực mạnh mẽ móc ra ngoài ngọn lửa màu bạc trên cánh tay bùng lên thoáng chốc ngọn lửa cháy cuồn cuộn đã đem lão ta cùng với quả tim đốt cháy thanh cho ngay cả nguyên anh cũng không trốn thoát được toàn bộ quá trình giết chóc chỉ diễn ra trong nháy mắt bảy á ma tộc bên dưới mới kịp phản ứng đã thấy lão già đồng bạn bị giết chết vẻ mặt của cả bọn đều hiện lên vẻ sợ hãi cùng cực cả bảy tên không hẹn mà cùng quát lớn hai cánh sau lưng khẽ vỗ bọn chúng liền hóa thành bảy đạo hào quang nhắm các hướng khác nhau bay đi xem ra cả bọn đã bị hù đạo đen nỗi chưa đánh đã vội vàng bỏ chạy còn muốn chạy sao chỉ với phân thân thuật mà cũng đòi qua mắt ta sao con vượn khổng lồ do Hàn Lập biến thành cười khinh miệt. Cặp mắt của nó bỗng lóe lên hào quang màu lam rồi nhìn lướt qua bảy bóng người đang bay kia. Bỗng nhiên sau lưng nó vang lên một tiếng sấm, một đôi cánh trong suốt hiện ra. Cặp canh khẽ vỗ một cái làm bắn ra vô số khối điện. Sấm sét nổ vang, vô số khối lôi điện vỡ tung thành những sợi điện màu trắng bạc nhập nhằng. Thân hình con cử viên liền mờ đi rồi hóa thành một sợi tơ nửa trắng nửa xanh bắn vút đi. Chỉ mới hơi chấp động Sợi tơ đã lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng rồi bất ngờ xuất hiện phía trên đầu của một ả ma tộc có cánh. Màn hào quang tắt đi, thân hình của con vượn lại hiện ra. Ả ma tộc phía dưới thấy vậy liền trở nên hoảng hốt. Hào quang quanh thân sáng rực lên, ả muốn vận dụng hết mọi sức lực để bay đi, nhưng đã quá muộn rồi. Con vượn khổng lồ gầm lên, hào quang quanh thân nó tỏa ra sáng rực. Thân hình nó mau chóng lớn lên, chẳng mấy chốc đã biến thành một con cự viên cao đến trăm trượng hai nắm đấm khổng lồ của nó giống như hai vệt sao băng màu vàng hung hăng táng xuống. Nắm đấm còn chưa xuống tới nơi mà uy lực vô hình của nó truyền tới làm không khí trong bán kính cả đậm như bị ép chặt lại. Hào quang của ả ma tộc có cánh vừa kịp lóe lên sáng chói, thế nhưng tốc độ bay của ả lại cực kỳ chậm chạp. Sắc mặt của ả trở nên nhợt nhạt, trong miệng cũng gầm lên, sáu ả khác đang bay về các hướng khác nhau liền tan loạn rồi biến mất. Khí thức của ả dưới uy thế tấn công của cử viên bỗng chốc tăng mạnh lên gấp bội đồng thời hai tay bắn ra hai khối cầu màu đen to như nắm tay về phía hai vầng mặt trời đang lao xuống. Hai cánh sau lưng cũng rung lên, vô số lông vũ rơi ra hóa thành những đốm sáng màu đen rậm rạp như mưa. Sau một tiếng rít xé gió bỗng vang lên hai tiếng nổ oanh oanh long trời lở đất. Hai khối cầu màu đen vừa tiếp xúc với nắm tay đã nổ tung ra thành hai vầng mặt trời. Lửa đen cháy lên điên cuồng đem cả một vòng trời rộng đến cả mẫu che kín mít. Vô số mũi tên màu đen mau chóng lao vào bên trong ngọn lửa sau vụ nổ áp lực từ cỗ khí tức khủng bố hơi được buông lỏng không khí ở bốn phía cũng như được giãn ra cô ả à có cánh tỏ vẻ mừng rỡ ả à không nói tiếng nào hào quang quanh thân lại sáng rực lên hóa thành một vệt cầu vồng bắn đi nhưng khi đoàn hào quang mới bay được vài chục trượng bỗng nhiên trên bầu trời lại truyền đến một âm thanh giống như giấy bị xé rách ánh sáng hai màu vàng và bạc lóe lên một nắm đấm khổng lồ màu vàng được bao bọc bởi một làn lửa bạc bất ngờ kéo theo một trận gió lao ra từ trong biển lửa đen kịt không ổn ả à thiếu nữ mới thấy uy thế của nắm quyền vội hét một tiếng chói tai ả à ngửa cổ hướng phía trời cao phun ra một tấm khiên nhỏ màu xanh lục tấm khiên khẽ nhoáng đã hóa lớn đến mấy trượng che kín phía bên trên hai cánh sau lưng cũng cuộn lại ôm lấy phía trước biến thành một bộ chiến giáp bảo vệ kín mít mỗi thớ ra tất thịt khắp thân thể oanh tấm khiên màu xanh lục vỡ vụn bị nắm đấm từ trên cao đập vào ả à thiếu nữ liền hóa thành một vệt màu đen văng xuống dưới sau một tiếng nổ mạnh cánh rừng bên dưới bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái hố hình người rộng đến cả trường. Ả à ma tộc có cánh bị đập văng xuống rồi khảm chặt vào mặt đất đá. Do ảnh hưởng của lực đấm nên kinh mạch đã bị đứt vỡ hết, hiện giờ thân thể của Ả à không cách nào nhúc nhích được. Một trận gió lớn nổi lên trên không trung, biển lửa ngập trời liền bị quấn phăng mất. Lúc này trên trời cao bỗng nhiên hiện ra một con vượn khổng lồ. Nhưng hình dạng của nó so với trước đó lại khác biệt rất lớn. Trên thân nó mọc lên những phiến vảy vàng nhạt, đỉnh đầu lại sinh ra một chiếc sừng, giữa trán còn có thêm một con mắt thứ ba tối đen trong suốt. Niết bàn biến thân, ả ma tộc bị thân hình con cự viên trong không trung dọa cho sợ mất vía. Nhưng con vượn khổng lồ lại cười dữ tợn, năm ngón tay màu vàng của nó khẽ nhấn xuống, âm thanh đùng đùng vang lên, mặt đất rung chuyển kịch liệt, tất cả mọi thứ trong phạm vi một dặm bỗng chốc bị biến thành cho bụi. Phía dưới giờ đây chỉ còn lại một dấu tay to lớn. Cô ả có hai cánh lại vừa vặn nằm ngay chỗ trung tâm, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp cất lên mà thân thể đã bị ép tan thành thịt vụn ngay cả nguyên anh cũng bị diệt chết trong nháy mắt cự viên đang đứng trong không trung thấy vậy bèn thở dài hai tay nó bấm quyết thân hình khổng lồ mau chóng thu nhỏ lại thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ bình thường vốn có hàn lập nhìn thoáng qua phía dưới bỗng nhiên tay hắn khẽ phất lên bắn ra một đạo hào quang véo một cái vòng chữ vật liền bắn ra từ đám đất bên dưới rồi hiện ra trong tay của hàn lập cùng lúc đó một đốm lửa màu bạc nhẹ nhàng hạ xuống. Xeo xeo, những màu thân thể nát vụn của ả ma tộc bị ngọn lửa bao lấy rồi đốt thành một làn khói. Mà đúng lúc này, một bóng người xanh biết kéo theo tiếng xé gió đã xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Hắn đang cung kính dâng lên một vòng chữ vật cùng với một cái bình bằng ngọc trắng tinh. Đúng là Linh Khu vừa đánh lén lão già ma tộc khi nãy. Mà người đang điều khiển Linh Khu lúc này chính là Khúc Nhi còn về pháp tướng ba đầu sáu tay do phạm thánh kim thân của hàn lập biến thành đã được hắn triệu hồi về ngay lúc khi triển biến thân niết bàn thần niệm của hàn lập vội vàng kiểm tra vòng chữ vật và bình ngọc sau đó hắn đem hai thứ này cất kỹ hào quang màu vàng nổi lên lại một lần nữa hắn cuốn lấy linh khu đang ở bên cạnh rồi hóa thành một đường cầu vòng bay đi khoảng cách hơn vạn dặm đối với thần thông khủng khiếp như hàn lập cũng chỉ là gần trong gang tấc mà vào thời điểm của hai tên ma tộc lần lượt ngã xuống cùng lúc đó ở cách xa vạn dặm nơi mấy tên ma tộc khác đang tranh đấu với giải đạo nhân ả à, ma tộc có thân hình yêu kiểu như nhận ra điều gì rồi kinh hãi thét lớn không ổn rồi ta đã mất đi liên hệ với hai người nhóm xa huynh chắc bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó chúng ta đừng nên tranh đấu với con khôi lỗi ngụy tiên này nữa mau đi thôi vừa dứt lời ả à đã đem những kiện bảo vật xung quanh thu hết lại đồng thời từ tay áo của ả à bắn ra một đạo hào quang vàng rực sau khi xoay một vòng nó liền hóa thành một cái bánh xe to đến cả trường. Chiếc bánh xe phát ra âm thanh vù vù, nó tỏa hào quang vàng trói mắt bao lấy thân hình của thiếu nữ rồi bay về phía chân trời với tốc độ không thể tưởng nổi. Vừa thấy lời nói cùng với hành động của ả à thiếu nữ, gã ma tộc mặc áo giáp vàng và tên ba mắt đều trở nên kinh hãi. Một gã liền vận động ma công tạo thành hơn ngàn viên lôi cầu và hỏa cầu ồ à tấn công về phía con cua. Sau đó hắn lại hóa thành một vệt cầu vùng bắn đi theo một hướng khác. Mà tên ma tộc còn lại cũng thúc dục pháp quyết hai lưỡi phi đao đang tấn công con cua mau vội tản ra tay áo hắn lại run lên quang ra một mũi kiếm xanh biếc thân hình hắn khẽ trùng lại hợp làm một với lưỡi kiếm rồi cứ vậy bay đi nếu bên kia đã phân thắng bại rồi thì ba vị đạo hữu hãy yên lặng ở lại thêm một lát đi miệng của con cua há lớn phóng ra vô số đạo sấm chấp đem các loại công kích hất văng đi đồng thời nó còn nói với giọng lạnh lẽo không chút cảm tình lời vừa nói xong bỗng nhiên trên lưng nó hiện ra một cái đồ án pháp trận màu bạc nó xoay một vòng tròn rồi hóa thành một giải sáng bay vọt lên cao biến mất vào trong mây xanh. Ngay sau đó, trong không trung bỗng nhiên kéo tới vô số gió lốc, mây đen dày đặc, một tòa phát trận bằng sấm chớp bỗng chốc hiện ra ngay giữa nền trời. Một tiếng nổ vang lên, vô số lưỡi hái bằng chất điện tuôn xuống tràn ngập khắp một vùng rộng đến cả mẫu. Ba tên ma tộc đang bỏ chạy thấy vậy đành dừng lại, bọn chúng liền vận dụng ma công và bảo vật để ngăn chặn sấm xét. Trong màn sấm chất dày đặc như mưa này, cho dù ba tên ma tộc này có thần thông vượt xa đám tu sĩ hợp thể bình thường nhưng cũng chỉ có thể hoảng sợ mà liều mạng chống đỡ. Trong lúc này, bọn chúng không cách nào rời đi được nửa bước. Nhưng với thần thông đi ngược với lẽ trời này, với tình trạng của giải đạo nhân hiện giờ thật không thể duy trì được lâu. Vài nhịp thở trôi qua, âm thanh sấm sét trong không trung chợt tắt đi. Trận pháp bằng lôi điện trên cao cũng phình lên rồi vỡ vụn làm nhiều mảnh sau do biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy chương 2169, đại chiến ở Mục tộc 13. Gần nửa canh giờ sau, trong không trung giấy lên một trận giao động ù ù. Ánh sáng màu xanh chợt lóe, một chiếc trận bàn xanh biếc hiện ra. Tiếp đó lại có một đạo pháp quyết nhập vào trong trận bàn. Ngay sau đó, giọng nói vui mừng của thảo tật truyền tới. Hàn huynh, người ở bên đó có ổn không? Ở bên này đã được ta chuẩn bị chu đáo, có thể kích phát cấm chế của đại trận rồi. Người hãy dẫn dụ mấy cái hóa thân của thánh tổ đó vào trong giải núi, ta sẽ đem cấm chế nhốt hết bọn chúng. Ở bên này ta không có việc gì, về cấm chế thì không cần phải phiền toái như vậy, cứ để dành lại cho những tên địch phía sau đi. Một tay của Hàn Lập đang nâng cái trận rồi hời hợt trả lời. Tay còn lại đang vân về một cây búa màu đen, hắn tỏ vẻ khá hứng thú ngắm nhìn cây búa. Lưới búa này đúng là ma binh đã được tên to con mặc giáp vàng sử dụng ban nãy mà xung quanh đó ngoài trừ giải đạo nhân đang có vài vết thương trên cơ thể ra còn lại không có lấy một bóng người. Nhưng hơn trăm dặm mặt đất phía dưới lại trở thành một mảng gồ ghề khúc hủy, không còn nguyên dáng vẻ ban đầu nữa. Rõ ràng là nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt. Cái gì, Hàn Huynh, ý của ngươi là, phải mất một lúc im lặng trong trận bàn mới vang lên giọng nói của Thảo Tật đang pha chút kinh ngạc và vẻ không thể tin được. Mấy cái hóa thân của Thánh Tổ vừa nãy đã bị ta và giải huynh giải quyết gọn ghẽ cấm chế mà đạo hữu đang nắm giữ cứ tạm để giành lại đã. Hàn lập khẽ phất tay, lưới búa màu đen liền biến mất. Sau đó hắn khẽ cười rồi trả lời. Trong trận chiến vừa rồi, hắn phối hợp với giải đạo nhân dễ dàng đánh bại ba tên ma tộc. Nhưng cả ba tên thấy địch không lại liền vội bỏ chạy, làm cho hắn phải cuống chân cuống tay một lúc mới đem cả ba diệt gọn. Thần thông của Hàn Huynh và Giải Huynh to lớn ngoài sự tưởng tượng của ta. Thật là không gì hay bằng, như vậy thì mắt trận số 2 của chúng ta sẽ không gặp điều gì sơ sót. Gã mục tộc to con nghe vậy liền mừng rơn, giọng nói truyền ra từ trong trận bàn còn mang theo vài phần kính trọng. Với thực lực của Hàn Lập vừa bày ra như vừa rồi, tất nhiên là không thể đem hắn đối đãi với những tên tu sĩ hợp thể kỳ bình thường khác được. Vậy nên trong lời nói của gã mục tộc vừa rồi đã mang thêm vài nét kính sợ. Hàn Lập khẽ mỉm cười, hắn đang muốn trả lời lại vài câu thông qua trận bàn nhưng đúng lúc này trên trời cao bỗng vang lên từng trận sấm liên miên, vô số vệt sáng màu trắng chợt lóe ra ở bốn phương tám hướng trong không trung. Tận cuối chân trời ở một hướng nào đó đang truyền đến từng đợt dao động, chỉ mới vài cái chớp mắt chúng đã thoáng lướt qua bên này. Dường như cùng lúc đó, trong trận bàn truyền đến một âm thanh giật mình thẳng thốt của gã mộc tộc. Vẻ tươi cười trên mặt của Hàn Lập liền ngưng lại, ánh mắt của hắn chấp động một lúc rồi mời truyền âm vào trong trận bàn. Thảo đạo hiếu, dị tưởng vừa rồi nghĩa là mắt trận thứ nhất đã bị phá hủy phải không? Hàn Huynh đoán không sai, đúng là gốc thánh thủ dự bị ở mắt trận số 1 đã bị phá hủy. Điều này khẳng định là mấy tên thánh tổ bên phe ma tộc đã đồng loạt tấn công vào các vị trí mắt trận. Giọng nói của Thảo Tật truyền đến có pha vẻ chua sót. Đây là sự việc đã được dự đoán trước, nếu vậy chắc không lâu nữa sẽ có nhóm khách thứ hai đến thăm chúng ta. Hàn lập cười lạnh rồi trả lời, Hàn Huynh, ngươi và Giải Huynh hãy về nghỉ ngơi một chút đi, nếu đúng là sẽ có hóa thân của thánh tổ khác đến e rằng sẽ phải phiền hai người mới có thể ngăn cản được lúc này mọi người khôi phục được phần pháp lực nào vẫn là tốt hơn phần nấy gã mộc tộc to con trầm ngâm một lúc rồi truyền âm tới lời này cũng đúng vậy ta và giải đạo hữu sẽ về nghỉ ngơi một chút hai mắt của hàn lập lóe lên hắn liền vui vẻ gật đầu sau đó hắn không nói gì thêm chỉ đem trận bàn thu lại rồi cùng với giải đạo nhân bay vút lên trời trong phút chốc cả hai người liền hóa thành hai giải cầu vồng phóng vút về trung tâm của dãy núi mà tại nơi bọn họ mới vừa rời đi phía dưới mặt đất bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu xanh sáng rực mặt đất vốn bị hư hại nặng nề bỗng chốc mọc lên những mầm non mơn mờn chỉ một lúc sau phía dưới đã được bao phủ bởi vô số cây cối rậm rạp những bụi cây này đang lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được một lần nữa chúng lại hóa thành những cây cổ thụ cao đến hàng trăm trượng đem tất cả các dấu vết của trận chiến khi nãy che đậy hết thảy Gần nửa ngày sau, ở một nơi trong không trung cách giải núi nơi nhóm Hàn Lập đang ở khoảng vài dặm bỗng xuất hiện một tia dao động. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ chói tai vang lên, ở cuối chân trời bỗng lóe lên một sợi tơ màu đen đang lướt tới, vô số khí đen ngùn ngụt tuôn ra, nhắm thẳng hướng vào giải núi bên này mà lao đi. Nếu nhìn kỹ có thể thấy như có như không một tòa cung điện to như ngọn núi đang ẩn nấp ở bên trong làn khí đen kịt. Ở bề mặt trên đỉnh tòa cung điện có 7 tên ma tộc cả nam lẫn nữ mặc trang phục khác nhau bọn chúng đứng ngang hàng với nhau đang chăm chú thảo luận về điều gì đó cả bảy tên đều tỏa ra khí thức cực kỳ mạnh mẽ rõ ràng khác xa với đám ma tộc có tu vi hợp thể kỳ bình thường bọn xa lão quỷ đúng là lũ ăn hại cả hai nhóm chúng ta đều đã thuận lợi thành công chỉ có bọn họ vừa đi là đã biệt tâm báo hại chúng ta không thể không chạy thêm một chuyến một gã ma tộc có vóc người cao lớn quanh thân còn tỏa ra từng tia sáng màu lam nói với giọng bực tức nếu nói về thực lực thì 5 người trong nhóm của Sa Đạo Hữu gần như không thua kém bao nhiêu so với 7 người chúng ta. Nếu không lúc trước đã không cho bọn họ tự động đến giải quyết mắt trận nơi này. Còn tại sao đến giờ vẫn chưa thành công chắc bởi họ đã bị cấm chế nào đó vây lại. Một thiếu nữ có dáng người thướt tha khẽ cười dối trả lời. Nhóm chúng ta và bên phía tòa đạo hữu đã thành công rất dễ dàng, chỉ có mỗi nhóm của xa lão quỷ là có vấn đề, vậy chẳng phải là xa lão quỷ vô dụng hay sao? Gã ma tộc to con kia ăn nói rất trắng trợn, rõ ràng là hắn có bất mãn với người gọi là xa lão quỷ nào đó. Nếu năm người bọn họ chỉ bị pháp trận nhốt lại còn đỡ. Nhưng ngộ nhớ bọn họ gặp phải kẻ địch rất mạnh rồi bị giết đi, như vậy bảy người chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Một ông lão tóc vàng lạnh lùng nói, làm sao có chuyện này được, với thần thông của năm người bọn họ chỉ cần không gặp phải kẻ có tu vi đại thừa kỳ, còn lại dù không đánh được nhưng vẫn có khả năng bảo vệ mình còn vì sao không liên hệ với bọn họ chắc bởi cấm chế ở nơi này quá hiệu quả việc này cũng không có gì kỳ quái thiếu nữ thước tha cười khẽ cô ả à nói với vẻ không mấy để ý đến chuyện này không cần quan tâm quá nhiều đến chuyện đó nhưng ở nơi này có cấm chế có thể vây nhốt năm người bọn xa lão quỷ thì chắc hẳn nó không hề đơn giản chúng ta phải cẩn thận mới được vẻ mặt của lão già tóc vàng vẫn lạnh băng nếu lão quý đã nói như thế ta sẽ cẩn thận hơn một phần một tên ma tộc khác bâng quơ đáp lời những tên còn lại cũng đều gật đầu xưng phải. Ông lão tóc vàng đang định nói thêm điều gì thì vội nuốt ngược lời nói lại. Sắc mặt của lão trở nên kinh ngạc, lão vội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên cao. Sao vậy, lão quý phát hiện ra điều gì sao? Mấy tên ma tộc khác đều cảm thấy kỳ quái. Gã to con không nhịn được tò mò bèn hỏi. Nhưng không đợi ông lão tóc vàng kịp trả lời, một cỗ dao động khủng khiếp làm người ta không dám tin hiện ra trên nền trời cao. Những tia sáng màu xanh chấp động, một quần sáng màu xanh rộng minh mông bất ngờ hiện ra, lướt tới, rồi hóa thành một tấm võng chụp xuống. Không ổn, tránh mau, ông lão tóc vàng giật mình, chỉ kịp vội vã thét một tiếng thật lớn rồi lộn người hóa thành một con chim ưng lông vàng. Hai canh chim ưng khẽ vỗ, nó liền hóa thành một vệt sáng màu vàng bay vọt ra từ trong tòa lầu. Sáu tên ma tộc khác cũng rất kinh hãi, bọn chúng luống cuống thi triển pháp thuật phóng vút lên cao, rồi hướng ra bốn phương tám hướng bay vọt đi. Vầng sáng trên bầu trời rộng đến cả trăm mẫu, tốc độ của nó đang lao xuống nhanh như chấp chỉ vừa lóe lên đã đem toàn bộ màn khí đen bên dưới bao lấy thậm chí có đến bốn tên ma tộc đang cố gắng bay ra nhưng không kịp bọn chúng liền bị tầng sáng nhốt vào mà ông lão vừa vọt ra xa liền vội vàng bay ngược trở lại khí tức trên người lão tăng vọt lão không nói hai lời vội vàng thi triển công kích để cứu đồng bạn ra nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi tấm lưới tỏa hào quang sáng rực rồi cuốn lại tạo thành một khối quang cầu nó phát ra một tiếng xé gió chói tai sau đó liền biến mất hút vào nền trời trên cao ba tên ma tộc ở bên ngoài bỗng ngẩn ngơ cả bọn liền trở nên giận dữ rồi đuổi theo sát khối quang cầu chỉ là đúng lúc này trên không trung hơi gợn lên dao động hai bóng người một xanh một vàng bất ngờ hiện ra vừa vặn chắn ngay trước mặt ba tên ma tộc lão già có bộ tóc vàng hoảng hốt vội mang theo cái nhìn đầy cảnh giác quét về hai người mới xuất hiện bóng người màu xanh đúng là hàn lập vừa phá không mà đến hắn cũng đang liếc tới ba tên ma tộc rồi lạnh nhạt nối. Ba người các ngươi đã may mắn thoát khỏi cấm chế, vậy thì hãy để ta tiến đưa các ngươi đi trước một đoạn. Yên tâm, chờ sau khi ba người các ngươi đi rồi, ta cũng mau chóng đưa đồng bạn của các ngươi đi theo. Trên đường đi sẽ không để cho các ngươi cảm thấy cô đơn đâu. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Hàn Lập vỗ nhẹ lên đỉnh đầu. Một cái nguyên anh vàng rực bất ngờ bay ra, tiếp đó trên người hắn phát ra một âm thanh vang rền. Nam đoàn hào quang theo đó hiện lên, trực tiếp hóa thành năm loại ảo ảnh của cự viên, thải phược, ngân bằng, kim long và khổng tước. Tất cả các ảo ảnh đang xoay chuyển không ngừng khắp bốn phía. Nguyên Anh không chút do dự vòng cánh tay nhỏ bé ra khắp bốn phía. Cả năm đạo ảo ảnh đều lướt tới rồi nhập vào trong cơ thể của Nguyên Anh. Một tiếng nổ vang lên, thân hình của Nguyên Anh bỗng nhiên phát ra hào quanh màu vàng đến chói mắt. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ánh sáng màu vang tan đi, cái Nguyên Anh cũng biến mất không thấy đâu nữa thay vào đó là một bóng người cao lớn nhìn vô cùng yêu dị. Toàn thân người này tỏa ra hào quang trói mắt, cho dù là thân mình hay khuôn mặt cũng đều được bao phủ bởi một lớp vảy vàng nhạt. Đầu hắn có một chiếc sừng xanh, giữa hai chân mày còn xuất hiện thêm một con mắt tối đen vô cùng tà dị. Hàn Lập không nói nhiều lời đã thi triển công pháp mạnh nhất, là biến thứ nhất trong niết bàn thánh thể. Còn giải đạo nhân ở bên cạnh cũng nổ ra một tiếng sấm rền trời, ở giữa giữa vô số rạch chấp điện hắn lại trở về với thân hình một con cua lớn đến cả trăm trượng. Ba tên ma tộc phía dưới thấy một màn như vậy, mà tên nào tên nấy đều vô cùng khó coi. Mấy canh giờ trôi qua, ở nơi mắt trận thứ nhất trong đại trận mộc giới đã bị ma khí bao trùm toàn bộ. Hiện giờ tháp thoáng phía dưới hiện lên vô số giáp sĩ của ma tộc. Bọn chúng đang xếp thành những hàng ngũ chỉnh tề, đông nườm nượp. Mà phía trên đại quân của ma tộc có mấy tên ma tộc cao cấp đang nghi hoặc nhìn ngó lẫn nhau. Đã mất đi liên hệ với bọn quý đạo hữu tại sao hai nhóm lần lượt đi qua đấy đều không có lấy một tin tức nào được truyền về. Xem ra mắt trận thứ hai thực sự có vấn đề rồi. Một tên ma tộc dáng vẻ như thanh niên, trên thân còn khoác một chiến giáp màu đen được điêu khắc tinh xảo chậm rãi nhận định. chương 2170, Kinh Biến, nếu đã như vậy thì không cần phái người đến đó. Hai nhóm trước đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, xem ra ở mắt trận thứ hai có người rất mạnh bảo vệ. Vậy nếu chúng ta có đến cũng không thể thành công được, một tên ma tộc khắp người đầy khí màu xanh trao mày nói. Ta cũng nghĩ như thế, tuy rằng không thể phá hủy mắt trận cuối cùng, cũng có nghĩa là đại trận mộc giới này vẫn tồn tại. Nhưng vì hơn phân nửa mắt trận đã bị phá hủy, uy lực của tòa đại trận này đã suy yếu rất nhiều, hẳn là đủ giúp cho không ít tộc nhân cao cấp có thể hoạt động trong đó. Chỉ cần có thể bảo tồn được lực lượng tinh nhuệ này, còn tầng lớp thấp kém có tổn thất đến mấy đi nữa cũng không đáng để chúng ta bận tâm. Với khả năng của chúng ta, nếu muốn bổ sung thủ hạ cấp thấp cũng là chuyện dễ dàng thôi. Huống chi mục đích của lần triển khai đại quân này chính là để che mắt cho hành động của thôn thiên đại nhân. Chỉ cần thôn thiên đại nhân có thể thành công, thánh tộc chúng ta xem như có thể chính thức cư ngụ lại linh giới. Một tên ma tộc vóc dáng như thanh niên tỏ vẻ đồng tình. Thế nhưng chúng ta cũng không thể làm ngơ lực lượng phòng hộ đáng sợ tại mắt trận thứ hai. Để phòng ngừa những việc phát sinh, chỉ bằng chúng ta lấy chỗ lúc nãy làm trung tâm mà bày bố trận huyễn quang ma diễm. Có đại trận phòng thủ siêu cấp này, chẳng may có tu sĩ đại thừa kỳ đích thân ra tay đi nữa, chúng ta cũng có khả năng ngăn trở một phần. Mà nhân lúc này chúng ta hãy tận sức đem lực lượng tinh nhuệ các nơi tập trung ở bên trong đại trận đại sử. Không cần giết địch, chỉ cần bảo vệ được mình là trên hết. Nếu làm như thế, chúng ta cũng có thể kéo dài cho thôn thiên đại nhân được một khoảng thời gian, lại tăng thêm vài phần cơ hội. Một tên ma tộc có vóc dáng to cao, làn da ngăm đen trịnh trọng nói. Ý kiến này rất hay sau khi mắt trận ở nơi này bị phá hủy mộc giới tuyệt trận này đã bị suy yếu trầm trọng chúng ta hoàn toàn có thể bố trí một tòa đại trận ngay bên trong để chống đỡ được hãy giao việc này cho ta lần xuất phát này ta tình cờ mang theo các tài liệu để bày trận tên ma tộc toàn thân bao đầy lục khí mừng rỡ nói có trận pháp tông sư như kim huynh ra tay việc bố đại trận tuyệt nhiên không thành vấn đề những người khác hãy mau đi tụ tập tất cả tộc nhân lại đây tên thanh niên ma tộc mừng rỡ quyết định mấy tên ma tộc khác cũng chẳng có phản đối gì tất cả đều đồng ý đáp ứng sau đó các bên liên can trong ma tộc đều tự hành động theo kế hoạch mà đại quân của ma tộc đang tụ tập phía dưới sau khi nhận được mệnh lệnh tất cả bọn chúng đều bắt đầu bận tối mắt tối mũi trong khu vực dãy núi này chỉ nửa ngày sau một trận pháp rộng hơn trăm dặm đã dần hoàn chỉnh cùng lúc đó từ bốn phương tám hướng từng đội quân tinh nhuệ của ma tộc cũng bay nhanh về đây chẳng bao lâu sau số lượng đại quân đã vượt hơn trăm vạn Đúng lúc này, một trận nổ dung chuyển cả trời đất. Cuối cùng một giới đại trận cũng đã tích lũy đủ năng lượng. Công kích lần thứ hai này là loại công kích bằng sóng âm đã được kích phát ở khắp nơi trong vùng pháp trận. Phe ma tộc bị đợt công kích này gây tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng này ở trung tâm của tòa đại trận mới được kiến tạo của ma tộc lại có vẻ như rất nhỏ. Điều này khiến cho lòng tin của ma tộc tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên dưới sự công kích của một giới đại trận, ma tộc cũng không dám chủ động làm gì khác, chỉ dáng tận sức ra cố đại trận bên mình mà thôi. Cứ như vậy, mỗi một hai ngày trôi qua, đại trận mộc giới lại tích tụ đủ năng lượng rồi tiến hành giết chóc quân ma tộc. Mà khi số lượng ma tộc đang phân bố giải rác bị giảm đi, mộc giới tuyệt trận bắt đầu tập trung uy năng của nó tới khu vực mắt trận thứ nhất mà công kích. Sau mấy lần công kích điên cuồng như vậy, mặc dù có đại trận huyễn quang ma diễm bảo vệ nhưng số lượng các tu sĩ ma tộc cấp thấp đã giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ trong đại trận có đến hơn trăm vạn quân, nhưng sau nửa tháng giỏi lắm chỉ còn lại 8 đến 9 vạn mà thôi. Có thể sống sót dưới sự công kích liên miên của pháp trận suốt nửa tháng dòng như vậy, đa số những tu sĩ này đều có tu vi ít nhất đã trên hóa thần kỳ. Mà số lượng quân bi nhốt vào tòa đại trận mộc giới đã chiếm hơn phân nửa quân số bên phe ma tộc. Một đỉnh núi cao lớn nằm ngay trong tòa đại trận mộc giới có một đài cao được dựng lên một cách sơ sài, đại trưởng lão lâm thời của mộc tộc lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Hắn đang nhìn về quần sáng phía trước, trong quầng sáng, vô số phù văn đang sáng lấp lánh, biến hóa liên tục. Quầng sáng chốc chốc lại phát ra âm thanh ông ông, chớp động co giãn không ngừng. Bên dưới quầng sáng, bốn phía pháp trận lại có tám ông lão người mộc tộc, cả đám tóc trắng xóa, thân sắc tiêu tụy dị thường, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, mười ngón tay vẫn xoay chuyển, kết huyết, niệm chú không ngừng. Chính là tám vị mộc linh có danh tiếng lừng lẫy của mộc tộc. Đột nhiên, quầng sáng phát ra một tiếng trầm đục, rồi sau đó hào quang ảm đạm, vỡ tan nát. Tám ông lão kêu lên một tiếng đau đớn, đồng loạt hộp máu thổ huyết. Tiếp đó, máu đen từ thất khiếu trào ra không ngừng. Thoáng cái, linh lực trên người bọn họ biến thành hư ảo, không còn chút sinh khí. Tám lão giả mộc tộc này bị lực thiên diễm phản phệ, trong nháy mắt đã hao hết thọ nguyên mà mất mạng. Đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc đang đợi chờ kết quả lập tức tái mặt, lại hiện ra vẻ đau xót, liền khoát tay về phía dưới đài. Lập tức có hơn 10 vệ sĩ mộc tộc đi lên đài cao, cẩn thận bế di hài của tám vị mộc linh xuống đài trong cùng thời gian lại có tám gã mộc tộc khoảng năm sáu chục tuổi lại đi lên không chút do so dự ngồi xuống xếp bằng ngay tại chỗ mộc linh bát tử vừa mất mạng tám vị tiền bối đã vì tương lai của tộc ta mà ra đi còn lại một bộ phận chưa suy tính xong đành nhờ đến các vị mong rằng chưa vị tận sức đại trưởng lão lâm thời của mộc tộc ôm quyền hướng tám tên tộc nhân thần sắc nghiêm nghị nói đại trưởng lão yên tâm chúng ta tuy rằng chỉ là vãn bối của tám vị tiền bối trong thuật thôi toán nhưng sẽ đem hết khả năng một trong tám người trả lời với vẻ rất nghiêm trang. Đại trưởng lão gật đầu, khoát tay áo ra hiệu bắt đầu. Sau đó, tám gã mộc tộc mới xuất hiện này lập tức kết quyết niệm chú. Trong pháp trận, linh quang chợt lóe, quầng sáng vốn đã biến mất lại hiện ra một lần nữa. Phép bói lại bắt đầu, nhưng chỉ khoảng thời gian một chén trà nhỏ sau khi quầng sáng hiện ra, đột nhiên dưới đài truyền đến tiếng xôn xao. Sau đó một tên tu sĩ cao cấp của mộc tộc vọt lên, hắn tiến đến đại trưởng lão đưa một chiếc thẻ ngọc rồi kinh hoàng nói đại trưởng lão tin từ thành mộc nguyên truyền đến có tu sĩ cao cấp của ma tộc lẻn đến hiện giờ đã tấn công tới thánh địa cái gì sao lại xảy ra chuyện này ba tên thánh tổ của ma tộc đã bị cầm chân còn mấy tên khác làm sao có thể làm nổi việc này mà thủ vệ ở thành mộc nguyên làm gì rồi đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc sẵn cơn buồn bực vì sự ra đi của tám vị mộc linh nay nghe được tin này lập tức thấy đầu óc choáng váng không khỏi tức giận giống lên thật to đại trưởng lão tối sầm mặt đón lấy thẻ ngọc rồi áp lên chán. Việc này cũng khiến mấy tên mục tộc trưởng lão khác không khỏi kinh hãi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, nhất thời cũng không có hành động gì khác. Chỉ trong nháy mắt, nét mặt dữ tợn của đại trưởng lão lâm thời của mục tộc liền biến mất, đã sớm biến thành tái nhợt, linh khí toàn thân trong cơ thể cơ hồ cũng tiêu biến theo. Để ta xem thử, một tên trưởng lão rốt cuộc nhịn không được, hắn đột một tiếng lên giật vội lấy cái thẻ ngọc từ tay đại trưởng lão rồi dụng thần niệm xem xét bên trong chỉ một lát sau sắc mặt vị trưởng lão này cũng tái mét không chút huyết sắc miệng mấp máy thì thào như mê sảng sao lại như thế thánh thủ đã bị hủy diệt đại trưởng lão đang dưỡng thương cũng ngã xuống cùng với thánh thủ thế là xong rồi một tộc phải kết thúc ở đây các trưởng lão khác của một tộc nghe được những lời này thì khuôn mặt co rúm lại nhưng chẳng ai lên tiếng nữa mọi người liền vội đón lấy ngọc giản tự mình dùng thần niệm kiểm tra lại tin tức bên trong. Tuy bọn họ đã có chuẩn bị trước, nhưng sau khi xem xong ngọc giản, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngẩn khó coi vô cùng. Thậm chí có hai người thần kinh run rẩy loạn trọng, thiếu chút nữa đã khuỵu xuống. Được rồi, sự tình đã xảy ra như thế, thì dù có kinh hoàng cũng chẳng giải quyết được việc gì. Trước mắt phải tìm cách khắc phục hậu quả cái đã. Cho dù một tộc chúng ta không thể tự thân độc lập được nữa, thì hiện tại vẫn phải bảo toàn cho mấy trăm triệu tộc nhân trước mới là quan trọng. Đại trường lão tạm thời của một tộc đột ngột vươn mình đứng thẳng lên, nghiến răng nói mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn còn chút khó coi, nhưng sắc mặt của lão đã khôi phục phần nào sự chấn định vốn có. Dù sao cũng không phải bước đường cùng, trong tay chúng ta vẫn còn vài cây thánh thụ dự phòng. Chỉ cần có thể bảo tồn cho tộc đàn được sinh tồn, sau này một tộc chúng ta hoàn toàn có khả năng lại xuất hiện tu sĩ đại thừa kỳ. Vẫn còn đó cơ hội để một tộc an ổn tại linh giới. Các trưởng lão khác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng khôi phục lại vài phần khí lực rồi miễn cưỡng đồng ý như thế. Hiện tại, chúng ta phải phong tỏa tin tức này lại. Sau đó từng bước một thực thi kế sách rút lui để bảo toàn lực lượng. Trên đài, giọng nói trao đổi qua lại của những người bọn họ nhanh chóng trở nên nhỏ xuống, mọi người bắt đầu âm trầm bàn định kế sách. Ba ngày sau, trên không trung một khu rừng rậm, một nhóm người đang vội vã phi hành. Hàn Lập cũng ở trong ấy, hắn lặng lẽ điều khiển đoàn hào quang nhanh chóng vút đi. Nơi này cách xa mộc giới tuyệt trận ngàn vạn dặm. Nửa ngày trước, hắn và nữ tử của giả dạ xoa tộc cũng vừa được biết tin từ thảo tật. Thánh thủ ở sau thành mộc nguyên đã bị hủy, đại trưởng lão của mộc tộc cũng đã ngã xuống. Mà lúc này, đại quân của mộc tộc trong đại trận đã sớm rút lui hết 7-8 phần. Hơn nữa, hội đồng trưởng lão của mộc tộc cũng đã đưa ra quyết định, họ sẽ kích phát toàn bộ uy lực của mắt trận thứ hai để tự bảo cả tòa mộc giới tuyệt trận, hy vọng có thể diệt được bao nhiêu ma tộc thì hay bấy nhiêu. Cũng may là trưởng lão hội cuối cùng cũng thông báo cho tu sĩ cao cấp của các tộc khác một tiếng. Nếu không, một khi một giới đại trận tự bảo thì ngay bọn họ cũng bị liên lụy. Thánh thụ và đại trưởng lão của một tộc đã không còn nữa, thì dù có thắng trận đại chiến cũng không còn ý nghĩa gì. Sau khi Hàn Lập rời khỏi mắt trận thứ hai, lúc này mang theo các tu sĩ nhân tộc vốn hiệp trợ một tộc bảo vệ tòa đại trận nhanh chóng rút lui mà trở về thành Mộc Nguyên. Liên quân các tộc ở những địa phương khác, một khi nghe được tin tức này chắc cũng đồng loạt rút quân rồi chương 2171, bế quan, giải đạo nhân vẫn thong rong không nhanh không chậm bám sát theo hàn lập. Còn những người đến từ các tộc khác ai nấy đều buồn bực ủ rũ không nói năng gì. Bỗng từ một nơi rất xa phía sau lưng truyền đến một trận nổ long trời. Kèm theo đó là một cơn sóng khí cuốn đến làm cho mặt đất bên dưới trao đảo lắc lư. Những tu sĩ của các tộc trở nên nhún nháo, mỗi người mang theo một sắc thái khác nhau nhìn lại phía sau lưng. Trận giao động kinh khủng này tất nhiên là kết quả của việc Mộc Tộc kích nổ tòa đại trận Mộc Giới. Tuy cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được dao động đến bậc này thì có thể đoán được số phận của đám Ma Tộc bị vây hãm bên trong. Chỉ sợ ngoài trừ những hóa thân của Thánh Tổ thì tất cả Ma Tộc trong đó đã bồi táng theo tòa trận pháp rồi. Điều này cũng khó trách tại sao Mộc Tộc lại làm như vậy. Phải biết rằng Mộc Tộc bị rơi vào kết cục như hiện giờ đều do Ma Tộc xâm chiếm mà tạo lên. Tất cả mọi người già trẻ lớn bé của Mộc Tộc đều hận Ma Tộc đến thấu xương. Chính vì vậy nên hội đồng trưởng lão của mộc tộc đã không tiếc trả giá cả tòa pháp trận để đáp lại cho lũ ma tộc một đòn thật đau, làm cho tất cả lực lượng tinh nhuệ của chúng bị chôn vùi theo. Nhưng việc mất đi thánh địa và tu sĩ đại thừa kỳ làm cho mộc tộc từ nay sẽ không thể tồn tại độc lập ở linh giới được nữa. Sau này họ phải đầu nhập vào các bộ tộc khác hoặc chuyển đến một nơi hẻo lánh nào đó để định cư. Ngoài ra nhân tộc và các tộc khác hiện giờ sẽ không vì một bộ tộc đã suy yếu không được xếp ngang hàng với mình mà liều sống liều chết thực hiện hiệp ước liên minh lúc trước. Trong lòng Hàn Lập cân nhắc hết thảy mọi việc rồi phất tay ra lệnh cho toàn đội ngũ tăng nhanh tốc độ. Lúc này ma tộc đã chịu tổn thương nặng nề, nhưng khi không còn đại trận ngăn cản nữa, ai mà biết liệu mấy lão thánh tổ có nổi điên rồi chút sự giận dữ lên đầu bọn họ không? Vì để phòng ngừa những chuyện chẳng may, tốt nhất là vẫn nên sớm chạy về thành Mộc Nguyên A. Những tu sĩ đến từ các tộc vừa thấy Hàn Lập hạ lệnh, ai nấy đều không dám chậm chế thúc động toàn bộ pháp lực trong cơ thể. Từng tiếng xé gió, veo veo, nổi lên, vô số đoạn hào quang bắn thẳng về cuối chân trời. Hai tháng sau, lơ lửng trong không trung phía trên một đỉnh núi gần với thành Mộc Nguyên, Hàn Lập đang nói chuyện gì đó với Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu Lão Tổ. Đứng phía sau Hàn Lập là giải đạo nhân và tiểu nha đầu chu quả nhi. Còn sau lưng Ngao Khiếu Lão Tổ chính là Ngân Nguyệt đang đứng chắp tay. Có điều lúc này vẻ mặt của nàng rất lạnh nhạt, từ đầu tới giờ nàng chỉ lặng im đứng nghe ba người nói chuyện với nhau mà không động đậy chút nào lần này cứu viện cho mộc tộc lại không ngờ đi đến kết quả như vậy mộc tộc đã đưa ra quyết định bọn họ được chia ra làm nhiều nhóm mỗi bộ phận lại được nhập vào với mỗi tộc chúng ta từ nay về sau sẽ phụ thuộc vào chúng ta còn một nhóm khác lại tiến sâu vào nơi hoang dã tìm kiếm một nơi bí ẩn rồi ẩn cư ở đó mạc giản ly thở dài cách giải quyết như vậy thật sáng suốt trong vòng một vạn năm về sau chỉ cần mộc tộc xuất hiện được một tu sĩ đại thừa rồi triệu tập toàn bộ những người trong tộc trở về sau đó lại định cư an ổn ở linh giới một lần nữa là chuyện có thể làm được. Nhưng nếu thiếu may mắn mà không xuất hiện được gã đại thừa kỳ nào, chỉ e sau vạn năm nữa một tộc sẽ biến mất hoàn toàn ở linh giới. Ngao khiếu lão tổ thản nhiên đáp lời, xem ra trong thời gian tới một tộc sẽ tụt dốc không phanh là chuyện khó tránh khỏi. Thiếu đi bộ phận này làm ảnh hưởng đến kế hoạch liên minh của các tộc. Không biết hai tiền bối đã có đối sách nào chưa? Hàn lập chậm rãi hỏi, thiếu đi một tộc sẽ làm lực lượng của liên minh bị giảm đi rất nhiều, nhưng tình huống của ma tộc lúc này cũng không được tính là tốt đẹp gì hơn nữa thời gian hai giới điện tách ra đã gần tới chỉ cần chúng ta kiên trì thêm một chút là không đánh cũng có thể thắng cho dù ma tộc có lấy địa bàn của mộc tộc làm nơi để miễn cưỡng định cư ở linh giới nhưng không có được lực lượng bổ sung thì sao đối phó được sự hợp đồng giữa các tộc chúng ta hiện giờ chúng ta chỉ cần trở về trong tộc để xem ba gã thủy tổ của ma tộc có thực sự tiến vào linh giới không rồi kịp thời đưa ra kế sách ứng phó mới là việc quan trọng Ngao Khiếu trả lời, nếu hai tiền bối đã có kế hoạch trước, như vậy khiến Vãn Bối an tâm hơn. Chuyến trở về trong tộc lần này Vãn Bối muốn bế quan tu luyện, chỉ lo là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể giúp sức cho hai tộc chúng ta bao nhiêu. Hàn Lập gật đầu rồi lại nói với vẻ tiếc nuối, ha ha, sau này đạo hữu có thể tiến cấp đại thừa kỳ mới chính là sự giúp đỡ lớn nhất trong tộc chúng ta. Huống hồ với tuổi của ngươi, không chừng trong 10 vạn năm tới sẽ là chỗ dựa lớn nhất của cả hai tộc mấy việc phiền toái trước mắt này cứ để cho hai lão già bọn ta lo là được mạc giản ly cười ha ha đáp lời sau khi biết việc hàn lập một mạch chém chết mười mấy cái hóa thân của thánh tổ trong đại trận mộc giới vị tu sĩ đại thừa của nhân tộc này rất mừng rỡ ánh mắt của hắn càng coi trọng thêm việc tiến cấp của hàn lập sau này lần tu luyện này đạo hiếu đừng trở về thiên uyên thành tốt nhất hãy đi tìm một nơi khác đi ngao khiếu lão tổ như sực nhớ ra điều gì rồi bỗng nhiên dặn dò thành thiên uyên lúc này đã đẩy lùi được ma tộc nhưng vẫn không được an ổn lắm mà trong lần bế quan này vãn bối không muốn bị quấy dày cho nên sẽ đi tìm một nơi yên tĩnh khác một khi tu vi không tiến bộ thì sợ rằng sẽ không dễ dàng khiến cho vãn bối xuất quan hàn lập cười cười đáp lại hắn tự tin như vậy bởi vì trong tay hắn đang nắm giữ một lượng lớn di ma kim với số di ma kim lớn đến mức này hẳn là dư sức giúp cho tu vi của hắn tiến vào cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong như vậy cũng tốt, lúc này ma tộc đã cài rất nhiều mật thám vào trong nhân tộc của chúng ta. Sự việc bế quan của ngươi càng ít người biết càng tốt. Hai người bọn ta cũng sẽ không hỏi ngươi bế quan ở đâu, chỉ mong rằng mọi chuyện của ngươi sẽ được tiến hành thuận lợi. Mạc Giản Ly gật đầu đồng ý, Linh Lung, cháu lại đây, theo ước định lúc trước ta liền giao nó cho ngươi. Mong rằng ngươi sớm luyện thành bí thuật kia để giúp nó khống chế sự đau khổ trong cơ thể do công pháp phản phệ ngao khiếu lão tổ phất tay bảo ngân nguyệt đi tới trước rồi cười nói với hàn lập xin tiền bối an tâm lần bế quan trước vãn bối đã tu luyện thành công bí thuật này tin chắc là về sau sẽ không khiến linh lung đạo hữu phải lo lắng trong tu luyện hàn lập nhanh nhỏ hứa hẹn được như vậy khiến lão phu rất an tâm linh lung tạm thời về sau ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của hàn đạo hữu nếu không có sự cho phép của ta thì tuyệt đối không được rời đi nếu không nghe lời thì đừng nên gợi ta là tổ phụ nữa Ngao khiếu quay qua Ngân Nguyệt rồi nghiêm khắc dặn dò. Vâng thưa tổ phụ, Ngân Nguyệt nhìn thoáng qua Hàn Lập, lời nói từ trong miệng nàng buông ra vẫn hết sức trong trẻo và lạnh lùng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Hàn Đạo Hữu hãy khởi hành trước đi. Đợi mấy ngày nữa hai người bọn ta đem mọi chuyện ở mục tộc xử lý xong xuôi cũng sẽ trở về trong tộc. Mạc Giản Ly nghiêm nghi nói, thời gian cũng đã tới rồi, vậy vãn bối xin trở về trong tộc trước. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời trên cao rồi quay qua ôm quyền với hai lao đại thừa hai người bọn ngao khiếu cũng mỉm cười đáp lễ lại hàn lập phất tay thả ra một chiếc thuyền bằng ngọc bích xanh biết sáng ngời thân hình hắn hơi nhoáng lên đã đứng trên chiếc thuyền đang lơ lửng trong không trung ba người giải đạo nhân chu quả nhi ngân nguyệt cũng theo sát vào trong thuyền một đạo pháp quyết truyền tới chiếc thuyền ngọc rung lên rồi phát ra một tiếng trầm thấp sạch trời bay đi sau vài cái chấp động nó đã hóa thành một đốm sáng màu xanh bé xíu tận cuối chân trời năm tháng sau ở một dãy núi trải dài liên miên nằm giữa hai lãnh thổ của hai tộc nhân và yêu trên đỉnh một ngọn núi đang lơ lửng là chiếc thuyền bằng ngọc màu xanh hàn lập đứng thẳng tắp trên mũi thuyền hai mắt nhắm nghiền hắn đang đem lượng thần niệm khổng lồ được thả ra hết cỡ chậm rãi quét khắp bốn phương tám hướng ba người nhóm ngân nguyệt đứng im phía sau tất cả đều lặng im không hé câu nào được rồi trong phạm vi mấy vạn dặm không hề có ai khác chúng ta hãy mở động phủ ở nơi này đi hai mắt của hàn lập trợn to Hắn tỏ vẻ rất hài lòng. Vừa dứt lời, tay áo khẽ run lên bắn ra hơn 10 đốm sáng màu xanh, rồi hóa thành những con khôi lỗi hình dáng như những con vượn lớn. Sau khi được phân phó, chúng liền lao xuống ngọn núi phía dưới. Những tia sáng màu xanh chớp nháy trên 10 ngón tay của mỗi con vượn cắt lên đá núi như cắt vào đậu hũ. Chỉ một lát sau, trong lòng núi đã hiện ra một tòa động phủ rộng rãi. Bên trong còn có cả vườn thuốc, phòng luyện đan, kiến trúc hoàn hảo, không thiếu bất cứ thứ gì hào quang màu xanh lóe lên những con vượn này lại trở ra từ trong lòng núi hàn lập khẽ nói một câu rồi dẫn mọi người xuống phía dưới tiện tay hắn quăng ra liên tiếp những cây trận kỳ và một khối trận bàn hóa thành từng phiến mây sáng chìm vào hư không gần đó chẳng mấy chốc hắn đã tùy tiện bố trí vài tòa cấm chế lợi hại đem toàn bộ động phủ che kín vào bên trong chờ cho tất cả đi vào gian phòng lớn giữa tòa động Hàn Lập dặn dò mọi người một lúc rồi đi tới một gian phòng bí mật tại nơi sâu nhất của động phủ, đem cửa đá đóng kín lại. Ở trong gian phòng, Hàn Lập ngồi xếp bằng xuống rồi nhớ lại tất cả khẩu quyết của bí thuật vận dụng thần niệm do Ngao Khiếu lão tổ truyền cho, hắn cẩn thận tìm hiểu kỹ lưỡng thêm một lần nữa. Sau đó mới bấm niệm pháp quyết bắt đầu tu luyện bí thuật này. Hiện giờ hắn phải tu luyện thành công toàn bộ bí thuật này, làm cho Ngân Nguyệt không gặp phải lo lắng gì do công pháp mang lại. Còn việc tu luyện công pháp khác đành tạm gác lại sau một lát sau hàn lập nhắm nghiêng hai mắt bên ngoài thân thể hắn nổi lên một tầng hào quang năm màu màn hào quang này đang cùng với những tia sáng trong cơ thể hắn di động không ngừng nhưng ngược lại toàn thân hắn vẫn không nhúc nhích thoạt nhìn y như một pho tượng gỗ vậy một năm rưỡi trôi qua màn hào quang năm màu diễm lệ bên ngoài chợt tắt đi hàn lập mở khẽ hai mắt trên mặt hiện lên đôi nét trầm tư bí thuật này ngoài trừ giúp cho thần niệm lớn thêm một ít hơn nữa đối với việc dưỡng tâm dưỡng khí lại rất có hiệu quả ngao khiếu lão tổ không hổ danh là vi đại thừa duy nhất của yêu tộc trong suốt mấy vạn năm qua thiên tư thật hơn người mới có thể sáng tạo ra bí thuật này hàn lập tự thì thầm bỗng nhiên thần niệm của hắn mở ra quét khắp toàn căn động phủ sau đó hắn liền phát hiện ra ngân nguyệt đang tu luyện ở căn phòng bên cạnh cũng không cách quá xa nơi này vẻ mặt của nàng vẫn bình thản có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra thần niệm của hàn lập đang quan sát mình hàn lập lặng im ngắm nhìn nàng trong chốc lát rồi khẽ gật đầu thu hồi thần niệm trở lại Hắn suy nghĩ một lúc, bàn tay khẽ lật, trong tay lại hiện ra thêm một khối khoáng thạch nửa trắng nửa đen. Chương 2172, Bảo quyết đại thành. Khối khoáng thạch này chỉ nhỏ như quả trứng gà, mặt ngoài sần sùi chớp chớp nháy nháy hào quang, thật giống như một cục kim loại vậy. Đây đúng là khối dị ma kim được Hàn Lập mang về từ ma giới. Phốc, Hàn Lập dùng ngón tay vẽ một vòng vào hư không phía trước khối khoáng thạch. Một sợi dao động màu đen nhỏ như sợi tóc lóe tới khối khoáng thạch hai màu đen trắng bất ngờ bị cắt làm hai mà không tiếng động nào phát ra. Ở giữa chúng chợt hiện ra một viên ngọc sáng nhỏ như hạt đậu. Hai ngón tay nhoáng lên như tia chớp, nháy mắt đã kẹp viên ngọc vào giữa một cách rất chuẩn xác. Hàn Lập ngắm nhìn hạt ngọc một lúc, tay áo lại khẽ phất vào hư không. Hơn 10 lá cờ năm màu bay ra từ trong tay áo, khẽ chấp động rồi chúng chìm vào bốn phía quanh đó, không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, một tầng mây năm màu hiện ra bao phủ kín mít cả gian phòng tiếng sấm vang lên, hơn 10 tia chấp điện màu vàng tuôn ra. Giữa những sợi tia điện vàng chẳng chịt, viên ngọc bị cắt vụn thành nhiều mảnh. Nguyên khí nơi đó dấy lên nhộn nhạo, một cột sáng màu xám trắng bay vọt ra khỏi lòng bàn tay. Nhưng Hàn Lập đã đề phòng từ trước, năm ngón tay của hắn khẽ vỗ lên không chung. Ngay lập tức trên nóc gian phòng bỗng nhiên hiện ra thêm một bàn tay màu vàng rực, nó không hề do dự vỗ xuống. Oanh, luồng lực vô hình mạnh kinh người từ trên cao ập xuống, vậy mà cột sáng liền bị nén lại thành một khối quang cầu màu xám trắng lớn cỡ một nắm tay hàn lập thấy vậy mới thả lỏng khuôn mặt tay hắn quét tới đã chụp khối quang cầu vào lòng bàn tay rất vững vàng tiếp đó hai mắt hắn tỏa ra những tia sáng màu lam nhọn hoắt từng tiếng veo veo vang lên một sợi tơ trong suốt bé xíu bắn ra chợt lóe lên rồi nhập vào sâu trong khối quang cầu khối quang cầu rung lên phát ra từng tràng âm thanh ông ông nhưng dưới sự bao bọc của màn ký kiệu màu vàng đang chấp nháy nó lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu hai mắt của hàn lập khép hờ rồi bắt đầu yên lặng vận công mãi nửa ngày sau hai mắt của hắn mới mở to ra lúc này sợi tơ trong suốt đã sớm cuốn trở về chẳng những thế mà đám ký hiệu màu vàng cũng đã biến mất không thấy đâu nữa hàn lập dùng thần niệm quét kỹ một vòng toàn bộ cơ thể hắn thấy pháp lực của mình đã tăng thêm một tia nhỏ trên mặt liền không giấu nổi nét tươi cười nhưng khi nhìn thấy một sợi tơ màu lục thì hàng lông mày lại khẽ nhíu chặt pháp quyết trên tay hắn mau chóng biến đổi, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên hiện lên một màn sáng màu xám lờ mờ. Lại có thêm một cỗ khí thức kỳ dị tản ra khắp nơi. Đây chính là phương pháp luyện hóa địa âm sát khí mà hắn lấy được ở quang nguyên trai của Lam Dĩnh. Nó giúp luyện hóa sạch sẽ địa âm sát khí lẫn tạp trong khối quang cầu đã được hấp thu vào cơ thể. Như vậy sẽ không phải lo lắng tới những hiểm họa phía sau. Cũng chỉ nửa canh giờ trôi qua, Hàn Lập đã dừng pháp quyết này lại sau đó trong tay hắn lại hiện ra thêm một khối dị ma kim khác sợi dao động màu đen nhỏ như sợi tóc lóe lên khối dị ma kim bị cắt ra làm đôi rồi rơi xuống bàn tay của hàn lập chụp lấy viên ngọc rồi lại tiếp tục quá trình hấp thu năng lượng ẩn chứa ở bên trong cứ như vậy ngày này qua ngày khác hàn lập cứ ngồi trong gian phòng lặp đi lặp lại hành động nhàm chán này mỗi ngày không ngừng hấp thu năng lượng luyện hóa địa âm sát khí rồi cảm nhận pháp lực trong cơ thể đang lớn dần lên thoáng chốc đã trôi qua hai năm một lần nữa hàn lập luyện hóa sạch sẽ sợi địa âm sát khí còn sót lại trong cơ thể sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm đưa ánh mắt nhìn tới một chỗ gần đó trên mặt đất ở gần chỗ hắn đang ngồi xếp bằng có một đống những miếng dị ma kim đã bị cắt chúng được quang trồng chất lên nhau cao cỡ một trường, vẻ ngoài vẫn lấp lánh sáng bóng từng này dị ma kim ước chừng đã tốn hết chín phần hắn mang về từ ma giới mà cách đây không lâu khi mới hấp thụ xong một viên dị ma kim nhưng Hàn Lập lại phát hiện ra nó không còn làm cho pháp lực của mình tăng thêm nữa. Tất nhiên là bởi vì tu vi của hắn đã tiến tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, pháp lực trong cơ thể so với lúc trước khi bế quan đã tăng thêm 3 phần. Mà tất cả chuyện này chỉ diễn ra vẻn vẹn trong 2 năm ngắn ngủi. Nếu kể cho các tu sĩ hợp thể kỳ khác nghe chỉ e là bọn họ sẽ trợn mắt cứng lưỡi, căn bản là bọn họ sẽ chẳng tin vào chuyện này. Dù sao đối với tu sĩ có cảnh giới hợp thể kỳ như Hàn Lập nếu chỉ dựa vào việc khổ sở ngồi tu luyện ít nhất phải mất mấy trăm năm, thậm chí đến cả ngàn năm mới có thể tiến được bước này. Mà Hàn Lập chỉ mất có hai năm, chỉ sợ là ngay cả linh đan diệu dược của tiên giới cũng không có khả năng làm được chuyện đi ngược với lẽ trời này. Tuy tu vi của mình đã vào bước có thể đột phá cảnh giới, nhưng Hàn Lập vẫn không có ý định sẽ đột phá chướng ngại đại thừa kỳ vào lúc này. Hắn lại dành thêm một năm để ngồi trong gian phòng chăm chỉ củng cố tất cả pháp lực mới được luyện hóa. Đợi cho mọi thứ yên ổn, cổ tay hắn lại khẽ run lên, bỗng nhiên một vệt sáng màu trắng từ trong vòng chữ vật bay ra. Nó đón gió lớn lên, hóa thành một cái hộp ngọc trong suốt dài khoảng vài thước, mặt ngoài được dán chi chít các lá bùa màu bạc sáng lấp lánh. Hàn lập há miệng thổi ra một làn xương màu xanh biếc làm các lá bùa trên hộp ngọc trao đảo rơi xuống. Ngón tay hắn lại khẽ điểm về hộp ngọc, phanh, nắp hộp tự động mở, để lộ ra một quả gạo màu đỏ như máu. Quả gạo này dài hơn một thước, một đầu to như cánh tay của trẻ con một đầu lại nhọn hoắt đây đúng là một quả huyết nha mễ thượng hạng đã được hàn lập đem về từ ma giới hàn lập chụp tới huyết nha mễ chợt lóe lên rồi hiện ra trong tay hắn tỏa ra từng làn hương thơm thoang thoảng không hổ danh là huyết nha mễ thượng hạng so với mấy trái bình thường thì nó mạnh hơn rất nhiều nếu dùng nó để phụ trợ cho bách mạch luyện bảo quyết chắc chắn sẽ khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít hàn lập nôn nóng vuốt nhẹ trên bề mặt trơn bóng của quả gạo ngoài miệng thì thào như tự nhủ môn bách mạch luyện bảo quyết kia đã được hắn luyện thành công một phần nhưng để tu luyện toàn bộ môn bí thuật của tiên giới này thì còn quá sớm để nói nếu chỉ với độ rắn chắc của thân thể hàn lập lúc trước sẽ phải mất cả trăm năm mới có hy vọng tu luyện thành công đương nhiên việc này cũng bởi thân thể của hàn lập rất mạnh mẽ mới có khả năng nếu đổi lại là một gã tu sĩ hợp thể kỳ có thân thể bình thường khác cho dù mất mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm đi nữa cũng không có hy vọng tu luyện được bí thuật của tiên giới này không khéo còn bị công pháp phản vệ làm kinh mạch đứt đoạn, thân thể vỡ nát cũng là chuyện bình thường. Ngược lại Hàn Lập đã được tẩy linh trì và tịnh linh liên thay gân đổi cốt, độ cứng rắn của thân thể hắn lúc này đã cách biệt trước đó rất nhiều. Lúc này có thêm sự trợ giúp kỳ diệu của huyết nha mễ nên tin rằng thời gian tu luyện của hắn sẽ ngắn đi không ít. Vì vậy hắn rất tin tưởng vào khả năng thành công của việc tu luyện bách mạch luyện bảo quyết. Chắc rằng sau khi tu luyện thành công sẽ làm thân thể mình cứng rắn và có thần thông không thua gì so với bảo vật đối với việc vượt qua chướng ngại để tiến vào đại thừa kỳ cũng có giúp ích rất lớn. Một mặt hàn lập thầm cân nhắc, mặt khác hắn đem một cỗ pháp lực tinh thuần nóng bỏng chậm rãi rót vào trong huyết nha mế. Ngay lập tức, huyết nha mế bị một làn hào quang màu trắng bao kín lấy. Nó liền tản ra mùi hương gạo thơm nhẹ nhẹ, chỉ một chút sau đã biến thành cơm chín có thể ăn được. Hàn lập không chút ngại ngùng đưa huyết nha mế kề lên miệng rồi cắn một miếng to. Trong phút chốc, nguyên quả huyết nha mế đã được ăn vào trong bụng, sau đó hóa thành những dòng nhiệt chảy cuồn cuộn khắp các kinh mạch trong cơ thể. Vẻ mặt của Hàn Lập trở nên nghiêm nghị, hắn giơ tay bấm niệm pháp quyết. Hào quang màu vàng lóe lên sau lưng, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, cũng đang bắt đầu tu luyện theo khẩu quyết của bí thuật. Xuân đi, hạ đến, thu qua, đông tới, thời gian thấm thoát thoi đưa, mới vậy mà đã hơn 40 năm trôi qua. Một ngày nọ, Ngân Nguyệt đang ngồi tu luyện trong gian phòng bí mật bỗng nhiên nàng nghe được một tiếng rồng gầm inh ỏi từ căn phòng khác gần đó truyền đến. Tiếp theo là vô số tiếng sấm nổi lên khiến mặt đất run rẩy nhẹ nhẹ. Một cơn lốc bằng sấm chấp cuốn đến vách tường rồi tàn phá khắp nơi. Cặp mắt của nàng hiện lên vẻ cực kỳ kinh sợ, cả tay lẫn chân luống cuống như muốn đứng bật dậy. Nhưng sau khi cân nhắc đôi chút, nàng đành thở dài rồi khẽ nhắm đôi mắt lại. Cùng lúc này, ở trong một căn phòng khác đang bị bao phủ bởi một cảnh tượng kinh người. Hàn Lập vẫn đang ngồi xếp bằng trong gian phòng, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu tím vàng đồng thời bao quanh cơ thể hắn là vô số linh văn màu phớt bạc to như bàn tay bay qua bay lại linh hoạt như vật sống vậy những linh văn này liên tục tự động hợp lại với nhau sắp thành một pháp trận nhỏ nhưng chỉ mới vừa hình thành chúng đã vội tản ra đến một pháp trận khác trên cơ thể của hàn lập từ xa nhìn lại thật khiến cho người ta cảm thấy rất yêu dị mà trên thân hình của pháp tướng phạm thánh sau lưng cũng hiện ra chi chít những linh văn màu phớt bạc so với trên cơ thể của hàn lập thì chúng giống hệt nhau Càng khó có thể tưởng tượng hơn là ngoài việc những linh văn này di chuyển không ngừng, trong cơ thể hắn còn vang ra vô số tiếng chớp giật gió gào, khiến cho không trung gần đó giấy lên từng cơn lốc xoay điên đảo không ngớt. Bên trong cơn lốc thỉnh thoảng còn lóe lên những tia chớp màu bạc sáng đến chói mắt. Lúc này Hàn Lập mở trợn cặp mắt, hai con người của hắn đang tỏa ra từng tia sáng màu lam chói lóa. Hắn đang quan sát thân thể mình, trên mặt không giấu nổi vẻ phấn khích. Đột nhiên thân hình hắn khẽ động, trong chớp mắt Hàn Lập liền đứng thẳng dậy bàn tay của hắn tùy ý vỗ xuống, phốc phéo, những đốm linh văn màu bạc trên cánh tay ngưng tụ lại với nhau tạo thành một cái pháp trận cực kỳ huyền diệu. Đúng lúc này ánh sáng màu xanh lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Một cơn lốc xanh biếc từ trên cánh tay cuốn tới, khẽ xoay chuyển rồi hóa thành một con dao long màu xanh lao thẳng tới đánh lên cửa của gian phòng. Ầm ầm ầm, một trận nổ liên miên truyền tới, trên cánh cửa làm bằng đá tỏa ra ánh sáng năm màu chói mắt. Hàn Lập giật mình kinh hãi, hắn vội vàng điều khiển pháp quyết pháp trận tạo bởi vô số linh văn màu bạc trên cánh tay lóe lên con dao long màu xanh mau chóng tan đi lúc này cấm chế trên cánh cửa đá mới khôi phục lại vẻ an tĩnh vốn có vẻ mặt của hàn lập hiện lên nét mừng rỡ vừa nãy hắn chỉ vận dụng một phần nhỏ uy lực của bách mạch luyện bảo quyết đã được luyện thành công trên cánh tay mới vậy mà đã tạo nên thần thông kinh người đến vậy xem ra uy lực của môn bí thuật đến từ tiên giới này còn vượt xa so với những gì hắn tưởng tượng ban đầu điều này đối với hắn thật không gì tốt bằng Trải qua thời gian suốt 40 năm khổ sở tu luyện, cùng với việc đã ăn sạch sẽ tất cả huyết nha mễ mà hắn có, cuối cùng Hàn Lập đã luyện thành công hoàn toàn công pháp bách mạch luyện bảo quyết này. Hiện giờ mọi nơi trên thân thể hắn đã hóa thành bảo vật cực mạnh, còn có thêm các kiểu thần thông không thể tưởng nổi. Mỗi cái nhấc tay, dậm chân không cần dùng đến pháp bảo cũng có thể giết chết đối thủ ngang cấp với mình. chương 2173, Tòa Cực Sơn thứ ba Hàn Lập vừa vui mừng vừa cân nhắc lại mọi chuyện năm ngón trên bàn tay còn lại khẽ nắm phát ra một tiếng rít chói tai tiếp đó là vô số sợi tơ vàng bỗng nhiên hiện ra quay vòng vòng quanh nắm tay rồi đột ngột biết mất cùng lúc đó trong cơ thể hắn vang lên những trận sấm liên miên như tiếng pháo một luồng lực còn lớn hơn khi nãy không biết bao lần được truyền ra theo các đường kinh mạch hai mắt của hàn lập tỏa ra những tia sáng màu lam tiếng sấm nãy giờ vẫn liên miên trong cơ thể bỗng chốc im bặt nắm tay nhoáng lên cách không đấm thẳng tới cửa đá trước mặt không khí bị nén chặt tạo thành những tiếng nổ ung hoàng. Hào quang năm màu trên tấm cửa lóe lên, nhưng nó vẫn kêu một tiếng oanh rồi vỡ vụn xuống. Hàn lập hài lòng gật đầu, tay áo run lên phóng ra một đám mây màu xanh cuốn về phía những mảnh vụn của tấm cửa. Hào quang chợt lóe lên, những mảnh vụn mau chóng hợp với nhau, một lần nữa trở thành tấm cửa bằng đá hoàn chỉnh như lúc đầu. Trong khoảng thời gian sau đó Hàn Lập ngồi im kiểm tra khắp cơ thể. Hắn đang cảm thụ từng thay đổi kỳ diệu khác nhau trên mỗi bộ phận vẻ mặt không giấu nổi nét tươi cười. Ba ngày trôi qua, lúc này Hàn Lập đã nắm giữ hoàn toàn các kiểu biến hóa huyền diệu của bách mạch luyện bảo quyết. Hắn đè nén sự quan tâm lẫn vui mừng về vấn đề này, tiếp đó lại cân nhắc một lúc. Cổ tay áo phất lên, từ bên trong văng ra hai khối đá xanh biếc, trong suốt có độ lớn nhỏ khác nhau. Một khối có đường kính cỡ một thước, viên còn lại chỉ vẻn vẹn bằng nắm tay thôi. Cả hai đều tỏa ra ánh sáng màu xanh lục minh mông. Đúng là những khối đá có chứa âm dương đại ngũ hành chân quang một khối hắn lấy được dưới mỏ quạng viên còn lại là yêu hạch của con từ quang thú đã chết trong tay hắn khi đó có hai vật này lại kết hợp với những tài liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước như vậy chắc cũng có thể gắng gượng luyện chế ra ngọn cực sơn thứ ba hàn lập thẫn thờ nhìn hai hòn đá trong tay nhưng tâm thần hắn đang lặng yên suy nghĩ phương pháp luyện chế qua núi tương ứng trong nguyên hợp ngũ cực sơn mãi một lúc lâu sau hắn mới khẽ chớp mắt rồi bất ngờ quăng hai hòn đá lên không trung từ cổ tay của hắn vang lên một tiếng xé gió, chiếc vòng chữ vật rung nhẹ rồi bắn vọt ra ngoài. Hắn không hề tỏ ra nao núng khẽ điểm nhẹ, vòng chữ vật xoay một vòng thật tròn rồi phun ra một mảng sáng cuồn cuộn, lóe lên bay lướt qua trước mắt Hàn Lập. Ngay sau đó hai bên xung quanh Hàn Lập là hàng tá các loại hộp ngọc, chai lọ linh tinh được xếp la liệt trên mặt đất. Sau khi các vật này được bày ra hết, vòng chữ vật lại vang lên một tiếng kêu nhỏ nhỏ. Tia sáng lóe lên, thì ra đây là một cái lô đỉnh mạ bạc. Cái lô này giỏi lắm chỉ cao được một thước, thế mà sau khi đón gió lớn lên, chẳng mấy chốc nó đã trở thành một chiếc đỉnh lớn đến cả trường. Nó rơi xuống nặng trịch tạo thành một tiếng nổ vang làm cả căn phòng trao đảo. Lúc này ở giữa căn phòng đã có thêm một cái đỉnh thật lớn, ba chân của nó no cắm sâu đến hơn nửa thước vào trong nên đất cứng như đá. Hàn lập nhìn hai khối đá đang lơ lửng trên không rồi vẫy nhẹ, ngay lập tức hai vật này hóa thành hai vệt sáng màu lục bay thẳng vào trong chiếc đỉnh lớn ở bên dưới. Phù, Hàn lập há miệng, phun ra một quả cầu lửa màu bạc. Sau khi xoay một vòng, quả cầu liền hóa thành một con chim lửa màu bạc lớn cỡ một thước. Tiếp đó con chim đang rộng hai cánh lao về phía cái đỉnh. Ngọn lửa màu bạc bao lấy thân đỉnh mà thiêu đốt khiến nhiệt độ trong phòng tăng mạnh, không gian quanh đó cũng trở nên vặn vẹo giống như có thể sụp xuống bất cứ khi nào. Mười ngón tay của Hàn Lập múa tít như chiếc bánh xe liên tiếp đánh tới các loại chai lọ và hộp ngọc bên dưới. Những thứ này bất ngờ bay vút đến trên miệng cái đỉnh, rồi nhanh như chớp mở nắp ra dốc ngược những loại tài liệu được chứa trong đó xuống. Dưới sự vận động pháp lực như điên cuồng của Hàn Lập, thân hình con chim lửa đang bay quanh thân đỉnh bỗng lớn hẳn lên, làm cho ngọn lửa rực cháy bao lấy toàn bộ thân đỉnh. Trên bề mặt chiếc đỉnh bạc đang tỏa ra một loại ánh sáng năm màu mờ mờ. Ngoài ra trong làn sáng này còn có thêm một loại ký hiệu nhỏ cỡ hạt đậu đang không ngừng bay loạn khắp bốn phía, khiến cho chiếc đỉnh càng tăng thêm vẻ huyền bí. Lúc này Hàn Lập đang đứng trước chiếc đỉnh lớn, Chẳng những pháp quyết trên tay hắn không hề ngừng lại mà càng lúc càng trở nên mau chóng. Hai khối đá trong màu xanh biếc cùng nhiều loại tài liệu quý hiếm đang bị nung trong thân đỉnh với nhiệt độ không thể tưởng nổi. Chúng bắt đầu tỏa ra những loại ánh sáng kỳ quái, thậm chí một số ít đã bắt đầu tan ra dối hỏa lẫn với nhau. Không biết có phải là tài liệu để luyện chế lần này hơi thiếu, hay là do am dương đại ngũ hành cực sơn này khó luyện chế hơn so với hai ngọn núi trước. Lần luyện bảo này phải kéo đài đến hơn nửa tháng cuối cùng trong căn phòng vang lên một tiếng sét đinh tai, lúc này mới tính là việc luyện chế đã hoàn thành. Nhưng nhìn lại trong gian phòng, bây giờ chỉ còn lại những mạnh vụn của chiếc đỉnh đã vỡ nát. Ngoài ra cách mặt đất khoảng một trượng còn có thêm một ngọn núi lớn tầm một thước rất đẹp đang lơ lưng giữa không trung. Toàn thân ngọn núi trong suốt, mặt ngoài của nó tản ra một loại ánh sáng năm màu chói lóa khiến mắt người ta bỏng rát, không sao nhìn lâu được. Hàn lập ngắm nhìn đỉnh núi mà không giấu nổi nỗi vui mừng từ chỗ hắn đang ngồi có thể nhìn thấy bên trong ngọn núi ẩn chứa một loại uy lực rất đáng sợ không ai có thể hiểu rõ ràng loại uy lực này bằng chính hắn xem ra hàn lập lần này đã không uổng phí một phen công sức nhưng trải qua mời thời gian luyện chế liên tục lâu đài như vậy khiến cho pháp lực và tâm than của hắn tổn hao rất nhiều hiện giờ phải điều chỉnh thật tốt mới được hàn lập thầm nghĩ vậy bèn nâng tay phấp khẽ về không trung phía trước ngay lập tức ngọn núi trước mặt loay lên biến thành một cái pháp khí cao cỡ một tấc nằm gọn trong lòng bàn tay hắn bàn tay khẽ lật cái pháp khí xinh đẹp mê người đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa hàn lập đem ngọn núi cất gọn gàng rồi mới nhắm mắt điều dưỡng lại cơ thể phải hai ngày sau hắn mới mở lại mắt ra vẻ mệt mỏi trên nét mặt đã tan biến đi thay vào đó là thần thái tươi giói sáng lạng hàn lập trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi bấm niệm thần chú sau lưng khẽ nhoáng một cái pháp tướng ba đầu sáu tay bất ngờ hiện ta. Tay áo hắn lại run lên, 72 thanh kiếm xanh biếc như một đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, múa lượn quanh người. Tiếp đó bàn tay của hắn khẽ lật, bỗng hiện trong tay ra thêm một cái thẻ ngọc xanh biếc. Hắn khẽ chỉ vào cái thẻ, một làn xương mù tạo bởi vô số chữ viết nhỏ nhắn bay ra. Chúng hơi ông ông nhốn nháo rồi ngưng tụ thành một đoạn kinh văn treo lơ lửng không nhúc nhích trước mặt hàn lập. Nhìn kỹ mới thấy, đoạn kinh này chính là phần Thanh Nguyên Kiếm Quyết mà hắn đã tu luyện trước đây. Hàn Lập cẩn thận học thuộc đoạn pháp quyết này thêm một lần nữa. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị lạ thường, đến cả việc trước mắt cũng không dám, đôi con ngươi trong suốt cũng chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước. Hiện giờ hắn đã tiến vào trạng thái tâm tính như nước, dồn toàn bộ sức lực lên việc tìm hiểu phần công pháp được chọn làm chủ tu này. Trong quá trình hắn nghiên cứu công pháp, 72 thanh kiếm nhỏ khi thì tản ra lung tung, lúc thì tụ lại cùng nhau thỉnh thoảng chúng còn xếp thành một kiếm trận loại nhỏ, hoặc là phát ra những tiếng chói tai rồi bay lượn trên không trung, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo đến giận người. 72 lưỡi kiếm xanh mướt này sống động như có sinh mạng riêng vậy. Khi nhìn vào khiến người ta không biết nói sao cho phải nữa. Lần nghiên cứu công pháp này chiếm của hắn đến hơn 5 năm. Một ngày nọ gian phòng bỗng vang lên một tiếng thở phào, 72 thanh kiếm nhỏ ông lên một trận thật dài rồi quay lại trong cơ thể của Hàn Lập. Hai mắt lóe sáng, đợi cho sự linh hoạt khôi phục lại như lúc bình thường hắn mới lẳng lặng cất cái thẻ ngọc đi nhưng sau đó hàn lập lại lấy ra một miếng ngọc màu vàng nhạt khác ngón tay cháy bùng một đốm lửa nhỏ đốt lên tấm ngọc khen nó tuôn ra vô số chữ viết li ti màu vàng rồi lại ngưng tụ thành một đoạn văn tự khác dựa theo trình độ thâm ảo của đoạn kinh văn trước mặt thì ra đây chính là pháp quyết của phạm thánh chân ma công ánh mắt sáng ngời của hàn lập dừng lại trên đoạn kinh thân hình còn chưa động mà pháp tướng phạm thánh ở sau lưng đã trợn to sáu con mắt Cùng lúc đó sáu cánh tay của pháp tướng nhoáng lên rồi tự động bấm theo các loại pháp quyết khác nhau được ghi trên đoạn văn. Cùng lúc này, hào quang màu vàng sáng rực trên thân hình đang ngồi xếp bằng của Hàn Lập. Một chùm ký tự vàng óng hiện ra, rồi mau chóng biến thành những tấm vảy như được đúc từ vàng che phủ kín toàn thân hắn. Mà trên đỉnh đầu cũng lóe tia sáng màu xanh, tiếp đó có một cái sừng nhỏ lờ mờ hiện ra. Hắn lại đem công pháp chính của mình ra tìm hiểu thêm một lần nữa. Lần này còn tiêu phí nhiều thời gian hơn cả lần trước đó xuân qua, hạ đến, thu đi, đông tới. Mời một năm tiếp theo lại lặng lẽ trôi qua, trong gian phòng bỗng vang lên một tiếng thét vui sướng. Pháp tướng sau lưng Hàn Lập tản đi, những tấm vảy và cái sừng trên đỉnh đầu cũng biến mất, lúc này Hàn Lập đã khôi phục lại hình dáng lúc bình thường. Hắn mở to đôi mắt, khuôn mặt cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Trong suốt 16 năm qua hắn chỉ đành thời gian để nghiên cứu công pháp. Chẳng những đã hiểu thấu đáo một so vấn đề mà trước đây hắn chưa nắm rõ, hơn nữa hắn còn nghiên cứu ra nhiều loại thần thông mới trong hai loại công pháp chủ đạo này. Tin rằng sau này có thể tặng cho kẻ địch của hắn vài sự kinh ngạc không nhỏ khi đấu pháp. Mà Hàn Lập làm được điều này cũng nhờ những kiến thức chứa trong chiếc thẻ ngọc do Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly ghi chép lại những kinh nghiệm việc đột phá chướng ngại đại thừa kỳ. Hiện giờ hắn đã tu luyện thành công bách mạch luyện bảo quyết, còn có thêm ba tòa cực sơn trợ giúp hắn chống đỡ lại thiên kiếp. Lại vừa đúng lúc luyện hóa xong được lực của tịnh Linh Liên điều này giúp hắn nắm chắc 6 đến 7 phần khả năng đột phá chướng ngại đại thừa. Mà có thể chắc chắn đến mức này nếu cho các tu sĩ hợp thể khác nghe được, chỉ e là bọn họ sẽ cứng họng rồi ghen ghét không thôi. Phải biết rằng nếu là những lão quái vật hợp thể hậu kỳ bình thường, cho dù có tiêu phí cả đời dài đến mấy vạn năm để tích cóp cũng như tu luyện thì đối với tỷ lệ nắm chắc việc đột phá chướng ngại lên đại thừa kỳ đã ít lại càng ít. Thậm chí những người có khả năng thấp kém đến cả việc chống lại thiên kiếp cũng không thể, cứ vậy mà bị thiên kiếp giết chết ngay khi đang đột phá bình cảnh. Nếu không thì sao trong biết bao nhiêu vạn năm qua, hầu hết các tộc ở linh giới chỉ thường nghe đến việc có tu sĩ ngã xuống trong lúc chống đỡ thiên kiếp, chứ chẳng mấy khi nghe người ta nói có người đột phá chướng ngại đại thừa thành công. Lúc này Hàn Lập tự thấy mình có tâm cảnh cũng như đan dược và các loại bảo vật khác hơn xa những tu sĩ bình thường, vì vậy hắn sẽ không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, mà quyết định thử đột phá bình cảnh để tiến vào đại thừa kỳ. Mà chướng ngại của đại thừa kỳ chắc chắn phải hơn xa so với việc từ luyện hư kỳ tiến vào hợp thể kỳ. Việc đột phá làm cho thiên địa nguyên khí bị xóa trộn tạo nên những vụ nổ long trời lở đất. Tất nhiên là không thể cứ tự nhiên ngồi trong căn phòng này kích phát thiên kiếp đại thừa rồi. Hai mắt của Hàn Lập sáng lên, lúc này hắn đã đứng dậy đi nhanh ra ngoài khung cửa đá. Chương 2174, chuẩn bị. Cánh cửa hình vuông bằng đá ầm ầm mở ra, giải đạo nhận cũng mau chóng cảm ứng được Thân hình hắn chợt lóe lên đã xuất hiện ngay cạnh Hàn Lập rồi dùng ánh mắt sáng như sao quan sát tỉ mỉ. Hiện giờ Giải Đạo Nhân đã khôi phục lại thực lực của một tu sĩ đại thừa kỳ. Ánh mắt bình thường của hắn sắc bén như đao, bị ánh mắt này nhìn vào khiến cho Hàn Lập cảm thấy không thoải mái lắm. Hàn đạo hữu chuẩn bị đánh sâu vào chướng ngại đại thừa sao? Khối Ngụy Tiên khôi lỗi này vốn rất ít nói, nhưng lúc này hình như nó nhận ra điều gì đó nên chủ động hỏi trước. Giải huynh nhận ra rồi, đúng là Hàn Mỗ đang định làm như vậy. Hàn Lập không hề cảm thấy kỳ quái, hắn nghiêm nghị đáp lời. Lúc này pháp lực cùng cơ thể của ngươi đang ở trạng thái hoàn hảo, nếu muốn đột phá chướng ngại đại thừa hẳn là có đến 5 phần thành công. Như vậy cho dù La ở tiên giới cũng rất hiếm thấy. Ánh sáng kỳ lạ trong mét của giải đạo nhân chớp lên mấy lượt, sau đó hắn mới đánh giá. Có lời nói của giải huynh khiến Hàn Mộ an tâm hơn nhiều. Nhưng chút nữa khi ta đột phá chướng ngại đại thừa sẽ gây ra rung động không nhỏ, e là sẽ có nhiều kẻ nhân cơ hội này đến giòm ngó lúc do đó mong đạo hữu bảo vệ cho ta phần nào hàn lập nghe vậy liền mừng rỡ rồi chắp tay nói với giải đạo nhân ngươi đã yêu cầu thì tất nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn nhưng những tiêu hao trong lúc đó sẽ được tinh vào phần cung ứng của ngươi giải đạo nhân gật đầu khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt vốn có tất nhiên rồi đến lúc đó đành làm phiền đạo hữu vậy hàn lập mỉm cười đáp ứng ngay lúc hắn đang định rời đi bỗng cánh cửa của gian phòng gần đó lại kéo kẹt mở ra bước thướt tha qua cánh cửa mà đến là một thiếu nữ hiểu điệu nhưng hơi lạnh lùng. Đúng là Ngân Nguyệt vẫn thường bế quan ở bên cạnh, sắc mặt của nàng lúc này hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt long lanh vẫn mang theo đôi nét khác thường mà ngắm nhìn Hàn Lập. Nàng khẽ sờ cầm nhẹ nhàng hỏi, chúc mừng Hàn Huynh, tu vi của ngươi tiến bộ thật nhanh, mới vậy mà đã có thể đột phá chướng ngại lên đại thừa rồi. Nhưng lúc này liệu có quá sớm không? Hay là Hàn Huynh đành thêm vài năm tu luyện củng cố tu vi cho vững chắc hơn đi? Hiện giờ Ngân Nguyệt vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của vong tinh quyết. Ngân Nguyệt, mấy năm không gặp mà tu vi của nàng đã tiến bộ thêm rồi, xem ra công pháp kia của Tiền Bối Ngao Khiếu đã có hiệu quả. Nhưng hiện giờ cả tinh thần hay pháp lực của ta đều ở trong trạng thái tốt nhất. Nếu lúc này không thể đột phá được chướng ngại, cho dù có thêm trăm năm hay ngàn năm sau đi nữa cũng không thể thành công được. Hàn Lập đem thần niệm quét qua người của Ngân Nguyệt rồi mỉm cười trả lời. Nếu nói về tu vi hay kiến thức thì tiểu muội thật không cách nào sánh với huynh. Một khi huynh đã nói như vật chắc là đã có lý do. Vậy hãy để tiểu muội cùng giải huynh bảo vệ bên cạnh nhằm phòng ngừa hạng trộm cắp đến quấy nhiễu Hàn huynh. Ngân Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói, nàng sẵn lòng bảo vệ cho ta, thật khiến ta mong còn không được. Ơ, ờ, mà hình như nha đầu Quả Nhi kia không ở trong động phủ. Hàn Lập cười như hoa cảm ơn, nhưng khi đem thần niệm quét qua toàn bộ động phủ lại khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Gần đây Quả Nhi cũng gặp chướng ngại khi tu luyện ngày ngày phải mượn ánh sáng mặt trời mới mong có thể vượt qua vì vậy từ vài năm trước nó đã rời động phủ đến một ngọn núi gần đây để tu luyện một mình kỳ lạ là ngân nguyệt lại biết rất rõ chuyện này thì ra là vậy đúng là tố nữ luân hồi công hơi khác so với các công pháp bình thường nó đã có con đường tu luyện riêng nên chúng ta không cần quấy nhiễu làm gì hàn lập gật đầu biết được tin này làm hắn cảm thấy an tâm hơn tiếp đó hàn lập dẫn theo giải đạo nhân và ngân nguyệt ra ngoài cả bọn hóa thành ba đốm sáng lao lên trời đảo qua một vòng những khu vực xung quanh sau đó chọn lấy một phương hướng rồi bay vút đi thời gian uống hết một chén trà trôi qua hàn lập đã cách xa tòa động phủ khi nãy cả vạn dặm khi bay đến một khu vực bằng phẳng ba vệt sáng hạ xuống rồi lần lượt hiện ra ba bóng người cả khu vực này bằng phẳng và rộng lớn đến lạ thường ở tít phía xa xa mới có thể nhìn thấy mờ mờ vài ngọn núi hàn lập quan sát một lúc rồi vừa lòng gật đầu chọn nơi này đi hai người hãy chờ ở bên kia, đợi ta bố trí xong vài tòa đại trận rồi nói sau. Tuy mấy thứ linh tinh này không giúp ta ngăn cản được bao nhiêu thiên kiếp, nhưng nó có thể che giấu một phần dao động cũng như những hiện tượng thay đổi trên bầu trời. Điều này cũng khiến kẻ khác khó tìm tới đây hơn, Ngân Nguyệt cùng giải đạo nhân không có ý kiến gì khác. Cả hai liền hóa thành hai vệt sáng bay về hai ngọn núi khác nhau. Chỉ sau vài cái chấp động, người nào người nấy đều an ổn đáp xuống, rồi tìm một tảng đá lớn mà ngồi quan sát từng cử chỉ cũng như hành động của Hàn Lập. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, tay áo hắn run lên thả ra hơn 10 đốm sáng màu trắng, hóa thành hơn 10 con rối hình dáng giống như những con vượn lớn. Trong tay mỗi con khôi lối cự viên đang cầm chi chít các loại trận kỳ, trận bàn và các loại tài liệu để bày trận. Đi, Hàn Lập ra lệnh, thân hình của những con rối khẽ động rồi bay ra khắp bốn phương tám hướng trên bầu trời. Một lát sau, chúng bắt đầu đem những đồ vật như trận bàn, Trận kỳ trong tay ra bố trí trong không chung một cách rất cẩn thận. Hàn Lập cũng tự mình bay đến một nơi trong vùng đất bằng phẳng bên dưới. Bàn tay khẽ lật đã có thêm từng hàng tá linh thạch hảo hạng trong suốt, rồi ném cả lên trời cao giống như mưa vậy. Không lâu sau, trên vùng đất này đã dần hình thành lên tầng tầng trận pháp. Hàn Lập lại nhoáng lên rồi trở về chỗ trung tâm trong vùng đất. Hắn lấy ra từ trong người từng món bảo vật ong ánh như ngọc lưu ly rồi nem về khắp nơi trong toa trận pháp. Những món bảo vật này hắn đều lấy được nhờ đánh chết những tên ma tôn và hóa thân của thánh tổ. Kiện nào kiện nấy đều chân quý khác thường, rất có danh tiếng. Nếu đưa một kiện bất kỳ cho tu sĩ hợp thể kỳ bình thường nào đó cũng đủ để khiến họ vui mừng như bắt được trí bảo. Thế mà Hàn Lập chỉ tiện tay lấy ra một mạch đến năm 60 món, lại dùng chúng làm pháp khí giữ trận khiến cho uy lực của trận pháp tăng thêm non nửa. Làm xong hết thảy những việc này, Hàn Lập lấy từ trong vòng chữ vật ra một đống tài liệu để bày trận lớn như quả núi rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau khi hơn 10 con khôi lối cự viên hoàn thành xong việc bày bố trận kỳ với trận bàn, chúng liền quay về nơi này lấy thêm tài liệu rồi tiếp tục lao đi bố trí trận pháp. Tòa đại trận này thực không tầm thường, cho dù là tài liệu đã có sẵn cũng phải hao tốn mất gần nửa ngày mới được bố trí xong. Lúc này những con rối hình dáng giống như vượn đã trở về trước mặt Hàn Lập, bọn chúng đang chắp hai tay đứng yên không nhúc nhích sắc mặt của Hàn Lập vẫn yên lặng như thường, tay áo khẽ run lên thả ra một mảng sáng màu xanh đem tất cả những con rối thu về. Tiếp đó hào quang màu vàng lóe lên quanh thân, bàn tay hắn kết ấn rồi đánh ra một đạo pháp quyết vô cùng huyền diệu. Hàn Lập nghiêm nghị quát khẽ, đạo pháp quyết lướt tới nhập thẳng vào sâu trong lớp đất bùn. Lập tức mảnh đất phía dưới rung lên tạo thành những trận nổ âm âm. Đất đai xung quanh đó đột một trồi nên tạo thành cái đài đất rộng khoảng một mẫu cứ vậy chẳng mấy chốc sau nó đã cao lên tới hơn 30 trượng. Pháp quyết trên tay lại hàn lập chợt biến đổi, hắn vẫn duy trì bộ mặt như cũ rồi há miệng phun ra một đốm lửa màu bạc. Đốm lửa xoay tròn lại hóa thành một con chim lửa lớn khoảng một thước. Hai cánh nó mở ra, đón gió lớn lên, một lúc sau đã biến thành một con cái vật cao đến vài chục trường. Dưới sự thúc giục bằng thần niệm của hàn lập, con chim lửa khổng lồ hót lên một tiếng vang rền. Nó xoay đầu lao thẳng xuống cái đai cao được đắp bằng đất ở phía dưới một tiếng phốc vang lên, khi con chim lửa còn cách đài đất khoảng mấy trượng, bỗng nhiên nó lại hóa thành vô số ngọn lửa màu bạc rơi xuống, bao kín lấy cả giải đất lẫn hàn lập vào bên trong. Mà Hàn Lập vẫn đang đứng thẳng tấp trong biển lửa, đến cả mí mắt cũng chẳng thèm chấp lấy một cái. Ngọn lửa màu bạc vừa chạm đến thân hình hắn liền đột một biến mất, căn bản không hề có chút tác dụng nào. Thế nhưng tòa đài ở bên dưới chân hắn đang dần bị ngọn lửa nung chảy. Mặt ngoài của nó hóa lỏng rất nhanh sau đó bắt đầu kết tinh lại. Vài nhịp thở trôi qua, cặp mắt của Hàn Lập lóe sáng. Tay áo của hắn phất lên tạo thành tiếng gió rít chói tai, một cơn lóe xoáy cũng theo đó mà cuốn tới. Ngọn lửa màu bạc nổ bục rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này giải đất đã trở nên trong suốt, mặt ngoài của nó còn được bao phủ bởi một lớp đá màu trắng trong, dưới ánh nắng mặt trời nó trở lên lấp lánh lóa mắt. Từ xa nhìn tới khiến người ta cứ ngỡ đây phải là một tòa lâu đài bằng ngọc mới đúng. Ban đầu chỉ là đất đá bình thường, vậy mà trải qua sự tôi luyện lại của linh hỏa, nó trở nên cứng rắn không thua gì so với tài liệu luyện khí thường dùng. Trên tòa đài bòng vang lên một tiếng kiếm thật lớn, 72 thanh kiếm nhỏ bay ra từ trong người hàn lập. Ở trên trời cao chúng múa lượn một vòng rồi hóa thành 70 hãi lưỡi kiếm khí màu xanh lấp lánh sáng chói. Ngón tay của hàn lập điểm vào đám mây kiếm, các lưỡi kiếm khí chấp lên rồi lao xuống tòa đài bên dưới một cách cực kỳ linh hoạt. Xoẹt xoẹt, chỉ thấy ánh sáng màu xanh chớp nháy liên miên. Sau khi lớp đá vụn được quét sạch đi, trên bề mặt tòa đài liền hiện ra một đoạn linh văn. Những sợi kiếm khí nhanh như tia chớp đem toàn bộ bề mặt của tòa đài vẽ qua một lượt. Sau đó chúng lại ôm lên rồi phóng vút lên cao, một lần nữa hiện lại nguyên hình là 72 thanh kiếm nhỏ xanh biếc. Tất cả đang trôi nổi lơ lửng giữa không trung, trên thân cái đài trong suốt bây giờ hiện ra thêm chi chít linh văn. Thoáng qua đã biết chúng huyền diệu khác thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại làm cho người ta cả thấy như bị mê muội. Hàn lập dùng thần niệm kiểm tra các nét linh văn thêm một lần nữa, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Một tay của hắn khẽ phẩy thả ra một đoàn hào quang. Tiếp đó trước mặt lại bất ngờ xuất hiện thêm bốn lá cờ nhỏ lấp lánh những ánh sáng kỳ dị. Từng lá cờ khẽ nhoáng lên rồi biến mất vào trong hư không. Ngay lập tức trên bốn góc của tòa đài phun ra từng cỗ xương mù. Sau khi ngưng tụ lại, chúng liền hóa thành bốn cây cờ cao đến 10 trượng, lần lượt chia làm bốn loại màu sắc khác nhau: đỏ, xanh, vàng, tím. Trên mỗi lá cờ được vẽ thêm một loại quái thú không biết tên, con nào con nấy đang dương nanh múa vuốt rất sống động. Cuối cùng phiên thiên thai đã được dựng xong, hy vọng phương pháp của mạc tiền bối cho ta sẽ hữu ích. Hàn lập đánh giá bon lá cờ xong trên mặt liền hiện lên một tia chờ mong. Sau do hắn lại thì thầm bằng một âm thanh chỉ đủ cho chính mình nghe được. Bỗng nhiên hắn đánh ra một tá pháp quyết về những thanh kiếm đang lơ lửng trên cao. Những thanh kiếm liền trở nên mờ ảo, hóa thành hơn ngàn thanh kiếm màu xanh chói mắt rồi bay vù vù ra khắp bốn phương tám hướng. Cuối cũng chúng chìm nhập vào trong không gian chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng nếu bây giờ có người nào đó tiến vào trong bàn kính trăm trượng quanh chỗ này sẽ thấy một cỗ kiếm khí dày đặc đến dợn người khiến cho lông tóc không khỏi bị dựng ngược. chương 2175, Linh Triều, Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi phất tay áo lên cao, trên đỉnh đầu hắn bỗng lóe hào quang, sau đó là ba ngọn núi lớn cỡ hơn trượng bất ngờ hiện ra dưới sự thúc giục của pháp quyết, các ngọn núi bay thẳng tới bốn phía bên ngoài tòa đài. Oanh, 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 ba ngọn núi nặng trịch rơi xuống mặt đất rồi tỏa hào quang lấp lóe. Trong khoảnh khắc chúng phóng lớn lên đến cả trăm trượng, thoạt nhìn thật giống hệt như những ngọn núi trong tự nhiên, rồi bao bọc chặt chẽ tòa đài trong suốt vào bên trong. Làm xong những chuyện này Hàn Lập không bày thêm hành động nào khác nữa, hắn chỉ ngồi xếp bằng rồi nhắm mắt điều dưỡng lại tinh thần và thân thể. Lần điều dưỡng này kéo dài từ giữa trưa đến khi lờ mờ tối, rồi lại tiếp tục đến tận dạng sáng ngày hôm sau. Ở hai ngọn núi phía xa có Ngân Nguyệt và Giải Đạo Nhân đang lặng yên chăm chú quan sát từng cử chỉ của Hàn Lập. Có điều biểu hiện của hai người bọn họ rất khác nhau. Giải Đạo Nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh băng. Mà ánh mắt của Ngân Nguyệt lại có vẻ đang ẩn chứa đôi chút lo lắng nào đó. Thêm hai canh giờ nữa trôi qua, lúc này mặt trời đã nhú lên những tia sáng đầu tiên trên đỉnh ngọn núi ở gần đó. Hai mắt của Hàn Lập mở to rồi chắp tay bấm niệm pháp quyết theo đó là một cỗ khí thức khổng lồ trên cơ thể phóng lên cao vút hào quang trói mắt màu vàng chợt lóe sau lưng hắn bất ngờ hiện ra pháp tướng phạm thánh cao đến mấy trượng hàn lập quát khẽ pháp tướng phạm thánh sau lưng liền tỏa hào quang trói mắt sau đó lại biến lớn đến trăm trượng đồng thời sáu mắt nó trợn to sáu cánh tay múa lên cùng lúc bắt những loại pháp quyết khác nhau từng trận tiếng sấm trầm trầm xé rách không gian gió lớn kéo đến cuồn cuộn khắp bầu trời bị mấy đen che kín ở trên bệ dài trong suốt Hàn Lập tỏ vẻ chẳng hay biết gì với hết thảy các loại cảnh tượng này mà chỉ chúi tay đánh một đạo pháp quyết xuống phía dưới. Trong phút chốc, cả tòa đài rung lên ông ông, những linh văn được vẽ trên bề mặt bắt đầu di chuyển như vật sống rồi tụ lại tạo thành 100 cái pháp trận bằng văn tự có độ lớn nhỏ khác nhau. Chúng đang không ngừng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, thiên địa nguyên khí ở gần đó bị chấn động kịch liệt. Trong không trung cũng hiện lên chi chít những điểm sáng năm màu. Từ xa nhìn lại chỉ thấy những điểm sáng che phủ kín bầu trời, không thấy đâu là điểm đầu điểm cuối cảnh tượng thật là dọa người mà trong khi bày ra một chuỗi các hành động liên tiếp khuôn mặt của Hàn Lập Thủy Trung vẫn không thay đổi chút nào ngoài ra đến lúc này hắn lại bắt đầu thiền định nhưng theo sự nhấp nháy của những pháp trận được tạo bởi văn tự trên tòa đài trong suốt khí tức tỏa ra từ cơ thể của Hàn Lập cũng không ngừng tăng lên tuy rằng tốc độ tăng thực sự rất thông thả thậm chí nếu không chú ý kỹ lưỡng thì chẳng thể nào nhận thấy nhưng cứ mỗi khoảng thời gian trôi qua thì biến độ tăng lên lại thực sự rất kinh người mà pháp tướng phạm thánh sau lưng hàn lập cùng hòa nhịp với biến độ của khí tức trên cơ thể đang chậm rãi lớn lên cứ mỗi một canh giờ trôi qua thân hình của pháp tướng lại cao thêm một trường theo đà này thì mỗi một ngày pháp tướng sẽ lại cao thêm vài chục trường hơn nữa ban đầu pháp tướng chỉ đơn thuần là ảo ảnh nhưng càng lúc thân thể nó càng thêm đậm đặc thời gian trôi qua từng chút một hàn lập vẫn ngồi lặng im trên bệ đài trong suốt Kỳ lạ là sự gia tăng của khí thức trên cơ thể hắn vẫn không hề dừng lại mà còn có xu hướng kéo dài mãi mãi. Nửa tháng sau, lúc này khí thức tỏa ra từ cơ thể của Hàn Lập đã mạnh tới mức làm cho các tu sĩ hợp thể kỳ phải kinh hồn bạt vía. Mà Pháp tướng Phạm Thánh ở sau lưng đã lớn tới 300 trượt, thân hình nó lấp lóe ánh sáng và cũng đậm đặc giống như là một thân thể chính thức vậy. Trên vòng trời, mây đen đặc xịt giống như một chiếc nồi úp ngược che kín toàn bộ nơi này ngay đến cả một tia ánh sáng của mặt trời hay trăng sao cũng không cách nào lọt qua được. Toàn bộ mảnh đất chúng lúc này trở nên ảm đạm vô cùng làm cho người ta cảm thấy rất lạnh lẽo. Thế nhưng những đốm sáng năm màu do nguyên khí trong trời đất tích tụ lại vẫn đang lơ lửng trong không trung. Chỉ khác biệt là ban đầu chúng bé như những hạt đậu, vậy mà giờ đây đã to như quả trứng gà. Từ xa nhìn lại như một biển không biết bao nhiêu là đom đóm, chúng đang trôi nổi tản ra nhưng tia sáng nhẹ nhàng. Mãi đến lúc này Hàn Lập mới chịu mở to đôi mắt hai con người của hắn chiếu ra tia sáng mau lam chấp động, nhìn kỹ thật giống như có hai tia chấp điện từ trong hốc mắt tràn ra vậy. Hàn Lập Khang nói lời nào, đưa tay ấy vỗ nhẹ lên đỉnh đầu. Ánh sáng màu vàng lóe lên, một cái nguyên anh vàng rực bất ngờ hiện ra. Nguyên anh có thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại rất căng thẳng. Nó vừa mới hiện ra đã nhấc tay chỉ thẳng lên trời cao. Một tiếng sấm rền vang, ánh sáng màu bạc lóe lên ngay giữa màn mây đen đầy đặc, một tia chớp to cỡ một trượng từ không trung bổ thẳng xuống. Nguyên Anh màu vàng khẽ nhíu mày, nó không hề tránh nè mà há cai miệng nhỏ xíu thôi ra một mảnh sáng màu xanh. Phốc bụp, tia chớp to lớn không hề bị ngăn cản đánh xuống, nhưng mới vừa lóe lên đã bị hút tọt vào miệng của Nguyên Anh giống như cảnh tượng cá voi uống nước vậy. Tiếp theo hai tay mũm mím của nó trà sát nhẹ nhẹ, trên người bỗng vang lên một tiếng sấm. Vô số tia chớp bắn ra từ trong cơ thể của Nguyên Anh, sau do ngưng tụ thành những khối cầu có các ký tự được viết bằng lôi điện, rồi xé gió bay về khắp bốn phương tám hướng. Từng tràng tiếng nổ liên miên vang lên, những khối lôi văn liền biến mất hút vào trong không trung. Ngay sau đó, một luồng năng lượng vô hình từ khắp nơi trong không gian quanh đó tràn ra, làm những khối cầu sáng năm màu dao động xôn xao. Giữa những khối cầu sáng chợt hiện ra một vòng xoáy đang từ từ hình thành. Không chỉ có vậy, Nguyên Anh màu vàng liền ngồi xếp bằng xuống trong không trung rồi bấm niệm pháp quyết. Khí tức kinh người đang tỏa ra từ thân thể bên dưới bỗng chốc tuôn ra, giống như một cỗ linh áp có thể cuốn sạch tất cả tràn ngập khắp vùng đất chúng, rồi bắt đầu xoay tròn. Lấy bệ đài làm trung tâm, trong không gian bỗng hiện ra một cơn lốc xoáy vô hình rất lớn, đem tất cả các khối quang cầu ở khắp nơi điên cuồng hút vào, rồi ép thành một dòng sông bằng linh khí chảy thẳng xuống phía dưới. Nguyên Anh và thân thể của Hàn Lập tỏa ra hào quang rực rỡ, đồng thời còn có thêm những đốm linh văn màu bạc sáng lập lè. Linh văn màu bạc trở nên sáng chói. Dòng sông ánh sáng năm màu vừa tiếp xúc với da thịt của Nguyên Anh và cơ thể Hàn Lập đã nhập thẳng vào bên trong không một tiếng động cơn lốc không ngừng hút những khối cầu năm màu trên không trung giải đất chúng. Rồi giống như một cái phễu lớn, nó xoáy tiết đem giải sáng này liên tục phun xuống dưới, cuồn cuộn không ngừng chút vào cơ thể và nguyên anh của Hàn Lập. Thời gian trôi qua, nguyên anh của Hàn Lập dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mà tấm thân thể bên dưới cũng đang trở nên trong suốt, bóng loáng một cách chậm rãi. Nhưng cùng lắm là khoảng một bữa cơm sau, cả thân thể lẫn nguyên anh đều được bao phủ trong màn hào quang màu vàng rực đã hoàn toàn trong suốt giống như ngọc vậy. Có điều các khối quang cầu năm màu trên không trung giải đất chúng đã biến mất hết thảy. Hiện giờ trên bầu trời chỉ còn lại một mảng trống rỗng sạch sẽ. Nguyên Anh vừa thấy cơn lốc xoáy tan đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó không khỏi trầm xuống. Pháp tướng màu vàng phía sau lưng bất ngờ ngâm nga nhẹ nhẹ. Tiếp đó sáu cánh tay đồng loạt bắt quyết, ánh sáng vàng rực lóe lên, trong lòng mỗi bàn tay lại hiện ra một khối quang cầu màu vàng có độ lớn khác nhau đang xoay tít. Pháp tướng đồng loạt vung những khối quang cầu lên bầu trời cao sáu khối cầu bắn vọt ra, rồi chúng hội tụ lại với nhau ở giữa không trung hóa thành một khối cầu khổng lồ rực rỡ. Nguyên Anh giơ cánh tay bé xíu của nó điểm lên không trung. Khối quang cầu chợt chớp nháy vài lần, sau đó nó nổ tung rồi phát ra một âm thanh đinh tai. Vô số ký hiệu màu vàng tuôn ra, xoay tít thành vòng tròn rồi hóa thành một cơn lốc xoáy màu vàng rực. Trong phút chốc, cơn lốc xoáy này hòa nhập làm một thể với cơn lốc khi nãy. Pháp tướng ba đầu sáu tay vẫn không ngừng lẩm nhẩm, sáu cánh tay lại nhoáng lên, đánh ra sáu cột sáng to như cái lu đựng nước. Những cột sáng này hùng hổ lao đi, vừa vặn đánh chúng cơn lốc xoáy rồi chìm nhìm vào trong đó. Cơn lốc màu vàng phát ra những tiếng vù vù, thể tích của nó chợt phóng lớn lên rất nhanh, cùng lắm chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, cơn lốc màu vàng đã phình lên như một con quái vật, hầu như một phần ba vùng đất trũng này đã bị nó chiếm lấy. Nguyên Anh của Hàn Lập thấy vậy liền tỏ vẻ vui mừng, cánh tay bé xíu bụ bấm của nó lại niệm thần chú vào cơn lốc. Ngay lập tức những tiếp gió vù vù trong cơn lốc dần nhỏ lại, thay vào do là từng tràng tiếng phạn vang lên như reo vui. Đồng thời nó tỏa ra một cổ áp lực khủng khiếp đến mức có thể xé rách cả trời xanh, hóa thành một trận sóng quét đi khắp bốn phương tám hướng. Ngay sau đó cô áp lực gào rít lên trên cao, rồi ầm ầm cuốn đến bốn phía chân trời. Chỉ một lát sau, ở bốn phía chân trời truyền đến từng trận gầm rú điên cuồng. Thoạt nghe như có sóng to gió lớn từ khắp nơi đang tràn về. Ánh sáng chợt lóe, phía chân trời trước mặt hiện lên một cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp, kéo theo tiếng gầm rú là vô biên vô hạn linh khí đang cuốn đến như thủy triều. Nguyên Anh của Hàn Lập thấy vậy liền rất vui mừng, vẻ mặt khẽ động, ánh sáng màu lam trong mi mắt của nó tỏa ra. Ngay lập tức, cảnh tượng của cơn linh chiều phía xa được nó nhìn ngắm rất rõ ràng. Đó là vô số khối quang cầu nam màu hội hợp lại với nhau mới hình thành lên cảnh tượng kinh người đến như vậy. Nét vui mừng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh. Nó hít một hơi thật dài pháp tướng phía sau lưng cũng trợn to sáu con mắt. Tiếp đó lại có thêm hơn 10 cột sáng to như vải nước đánh vào cơn lốc màu vàng, làm cho cơn lốc phình lớn thêm rồi tỏa ra một cỗ lực hút khổng lồ. Dưới lực hút lớn như vậy, thủy triều ở bốn phương tám hướng mau chóng kéo nhanh đến không trung giải đất chúng, rồi bị cuốn thẳng vào trong cơn lốc khổng lồ đang xoay tít. Ngay lập tức, từ không trung phía trên đài cao có một cột sáng đặc sánh hơn lúc trước đến mấy lần cuốn xuống. Linh văn màu bạc bên ngoài cơ thể và nguyên anh của Hàn Lập lại dao động loạn lên, rồi không hề khách khí hút sạch dòng sông linh khí đang cuồn cuộn đổ tới. Mà hầu hết linh khí trong trời đất xung quanh đây mấy vạn dặm đang không ngừng bị cơn lốc trên cao hút về, khiến cho cơn thủy triều bằng linh khí ở bốn phía chân trời liên miên không dứt, tạo cho người ta cảm giác như nó sẽ không bao giờ suy cạn vậy. Có điều mặc dù Nguyên Anh và cơ thể của Hàn Lập mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với tu sĩ ngang cấp, nhưng dưới tình huống hấp thụ linh khí một cách điên cuồng như thế này thì chẳng mấy chốc sau vẫn chạm đến trạng thái bão hòa. Nếu cứ tiếp tục hút vào nữa, không những không làm cho nguyên anh hay thân thể mạnh mẽ hơn mà ngược lại khiến cho cả hai cung nổ tung mà chết vì vậy sau khi nguyên anh kêu lên một tiếng đau đớn những đạo linh văn xung quanh nó hay như cơ thể đang ngồi bên dưới đồng loạt tan đi nãy giờ pháp tướng phạm thánh vẫn đang ngồi yên lặng bỗng dưng lại há to ba cái miệng có sức hút lấy dòng linh khí cuồn cuộn rồi nuốt vào bụng trên thân pháp tướng thỉnh thoảng lại lấp lánh hào quang màu vàng cơ thể của nó cũng bất ngờ lớn thêm một phần Kể từ đó, thân thể và nguyên anh của Hàn Lập không hấp thu thêm thiên địa linh khí nữa, những pháp tướng phạm thánh lại tiếp tục nhận lấy công việc này. Nó đang đem dòng sông linh khí cuồn cuộn kia nuốt hết vào bụng không để sót bất cứ giọt nào. Chương 2176: Thiên kiếp ngũ hành. Pháp tướng ba đầu sáu tay lại tiếp tục to lớn thêm, chỉ trong khoảnh khắc thân hình trong làn hào quang vàng rực của nó đã vụt lớn lên hơn nhiều, thoáng chốc lại cao thêm cả trăm trượng. Cùng thời gian đó, nguyên anh và cơ thể của Hàn Lập vẫn ngồi xếp bằng bất động. Tựa như đang dốc sức luyện hóa số nguyên khí vừa hấp thu lúc trước. Với lượng nguyên khí nhiều đến mức này đối với thần thông của Hàn Lập cũng chỉ có thể cưỡng ép hút vào trong người, sau đó tạm thời trấn áp mà thôi. Phải luyện hóa thật tốt rồi mới có thể điều khiển như ý và sẽ khiến cho tu vi lập tức tăng mạnh. Thế nhưng những thứ đó lại chẳng là gì với pháp tướng phạm thánh cao lớn chọc trời kia. Ba cái miệng của pháp tướng khổng lồ đang tỏa ánh vàng rực rỡ điên cuồng nuốt sạch dòng sông linh khí đang chảy cuồn cuộn, dáng vẻ thong dong điềm nhiên như thể chẳng có việc gì cùng với sự hấp thụ đó, thân hình của pháp tướng tiếp tục phóng lớn lên. chỉ sau thời gian một tuần trà, một người khổng lồ vàng rực cao gần ngàn trượng đã hiện ra sừng sững trên mặt đất. sáu cánh tay của nó chợt khua lên khiến trời đất đều rung chuyển. lúc này, cơn thủy chiều những đốm linh khí từ bốn phía cuốn tới đã yếu dần, cuối cùng lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. thấy vậy, thân hình nguyên anh chắc một cái liền biến thành một luồng kim quang bay vọt về phía thân thể bên dưới. chỉ sau giây lát, nguyên anh đã lại trở lại vị trí cũ hợp làm một với thân thể của hàn lập thân hình hàn lập run lên rồi hai mắt từ từ mở ra sau khi giò xét liền thấy pháp lực trong người đã tăng vọt trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ hơi kỳ lạ lẩm bẩm phương pháp này đúng là rất hữu hiệu nhờ thế mà trùng kích bình cảnh có thể đơn giản hơn phần nào vừa dứt lời hắn liền giơ tay bấm pháp quyết tiếp tục nhắm mắt vận công trong chốc lát trên người hàn lập tỏa ánh vàng rực rỡ các phiến vải màu vàng kim từ bên trong hiện ra nhanh chóng bao trùm toàn thân. Trên đỉnh đầu còn lóe lên ánh sáng màu xanh của một chiếc sừng màu xanh dài chừng một thước đang dần mọc lên. Cơn lốc xoáy màu vàng trên không trung vang lên một tiếng giòn tan rồi vỡ vụn. Mà bên dưới, hàn lập tỏa ra luồng khí tức còn đáng sợ hơn lúc nãy rất nhiều lần. Tại những nơi luồng khí tức này đi qua, tầng mây trên trời đều bị xuyên thủng tán loạn, khiến ánh mặt trời vụt chiếu dọi xuống cực kỳ chói mắt. Bấy giờ hai tay hàn lập đang nhanh chóng đánh ra pháp quyết, từ miệng truyền ra âm thanh chú ngữ trầm thấp hào quang vàng rực hội tụ lại hai bên vai hắn tạo thành hai chiếc đầu lâu và bốn cánh tay vàng kim như ẩn như hiện, dường như có thể ngưng thực bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, màu sắc của các phiến vảy bao phủ bên ngoài cơ thể của Hàn Lập chợt đậm lên, bắt đầu tản ra màu tím vàng kỳ dị. Giờ phút này đây, hắn đã thúc giục toàn bộ phạm thánh chân ma công, pháp lực khổng lồ trong người tựa như những cơn sóng nối đuôi nhau trùng kích vào chướng ngại. Thế nhưng dường như có một con đê chắn ở đâu đó trong người hắn, đặt gao chặn những con sóng lại không hề để lộ chút sơ hở nào. Xem ra quá trình đột phá chướng ngại tuyệt đối không thể có hiệu quả chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi được. Hàn Lập vừa không ngừng thúc giục công pháp vừa cảm ứng toàn bộ biến đổi trong cơ thể nhưng vẻ mặt vẫn không hiện ra nét khác thường nào. Các lần đột phá bình cảnh trước kia tất nhiên không thể so sánh với đột phá lên đại thừa kỳ này nên hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Một tháng sau đó, Ngân Nguyệt đang đứng trên một đỉnh núi rồi dùng dáng vẻ lạnh lùng nhìn về phía vùng đất chúng phía xa. Bên cạnh nàng có thêm một dáng người xinh đẹp, chính là cô bé Chu Quả Nhi kia. Lúc Hàn Lập đột phá bình cảnh đã tạo nên động tính không nhỏ, tất nhiên là Chu Quả Nhi đang tu luyện ở gần đó không thể không biết được. Vì vậy sau đó không lâu nàng liền thu hồi công pháp, vội chạy đến gần nơi này để chờ đợi. Giờ phút này ở phía vùng đất chúng phía dưới đã được hơn 10 tầng ánh sáng đủ loại màu sắc bao phủ lại từ lâu, mặc cho tiểu nha đầu này ra sức chút bao nhiêu linh lực vào mắt vẫn chỉ thấy một mảng ánh sáng mịt mờ, không thể thấy rõ thứ gì. Linh lung tiền bối, hiện giờ hàn tiền bối thế nào rồi, đã lâu như thế không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Vẻ mặt tiểu nha đầu hơi lo lắng, nàng nhịn không được hướng về Ngân Nguyệt hỏi. Hiện tại cả khu vực đó đều bị cấm chế bao phủ, ta cũng không có cách nào nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng căn cứ theo luồng khí tức càng lúc càng mạnh thì dường như không kém tổ phụ của ta. Chắc sẽ bình an thôi, ánh mắt Ngân Nguyệt hờ hứng quét qua, lạnh lùng trả lời sau đó không để tâm mà khoanh chân ngồi xuống rồi vận công tu luyện. Nghe thế trong lòng Chu Quả Nhi khẽ buông lỏng, nhưng thấy biểu cảm của Ngân Nguyệt như vậy khiến cho nó phải dở khóc dở cười. Không lâu trước đó vị tiền bối linh lung này còn biểu hiện vẻ vô cùng ân cần với Hàn Lập, bây giờ lại chợt trở nên lãnh đạm như thế. Nếu không phải trong những năm gần đây nàng đã biết sự thay đổi của Ngân Nguyệt là do chịu ảnh hưởng của loại pháp quyết nào đó thì sợ rằng cũng phải ngạc nhiên cả buổi rồi. Trên ngọn núi bên kia, hai mắt giải đạo nhân lập lè ngân quang nhìn chằm chằm vào tầng tầng màn sáng đang bao phủ trên không trung thung lũng, trên mặt giường như hiện lên chút khác thường. Cả thung lũng bỗng nhiên run lên, tất cả màn sáng bao trùm bên trên dung chuyển kịch liệt một hồi, từ bên trong chợt không ngừng truyền ra những tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Kim quang lóe lên, hơn 10 cột sáng cực lớn từ trong màn sáng bắn ra, bay thẳng lên xua tan mây đen trên trời. liền đó, một cỗ khí thức kinh khủng từ đó cuộn tràn ra, dù là thần niệm của giải đạo nhân vừa tiếp xúc cũng không tránh khỏi phải co rụt con ngươi lại. Đạt rồi, khí tức đã đạt tới cảnh giới đại thừa nhưng có thực sự trùng kích thành công hay không còn phải xem có thể vượt qua thiên kiếp mới biết được. Giải đạo nhân thì thào hai tiếng với giọng thấp không thể nghe thấy rồi trong khoảnh khắc gương mặt lại khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như ban đầu, giống như có thể hiểu rõ tình hình lúc này của Hàn Lập. Ngay khi hắn vừa dứt lời, hơn 10 màn sáng đang bao phủ vùng đất bên dưới nổ vang lên. Ngay giữa vô số tia sáng vàng rực đang vỡ vụn từng mảng bỗng hiện ra một pháp tướng cao hơn ngàn trượng mà lơ lửng giữa không trung ở dưới chân pháp tướng lại có thêm một quầng sáng tím vàng đường kính hơn 10 trượng đến lóa cả mắt, Hàn Lập đang ôm hai tay ở trong đó. Lúc này đây, Hàn Lập vỡ giữ nguyên dáng vẻ ma hóa yêu dị. Nhưng toàn thân hắn đẫm máu, khắp nơi còn có thêm vô số vết thương cực nhỏ và đang nhanh chóng lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Càng quỷ quái hơn là thân hình Hàn Lập đã cao hơn lúc trước đến non nửa. Tay chân cũng đột một to thêm một vòng, lúc này nhìn hắn thật giống như một thanh niên tráng sĩ vậy ở phía dưới tòa đài trong suốt cao mấy chục trượng đã không còn sót lại chút gì tại chỗ cũng chỉ còn lại mặt đất gồ ghề và những mảnh vỡ phủ vụn phấn có vẻ như là nó đã bị một luồng lực khủng khiếp nào đó đập nát ra bên trong quầng sáng vừa vàng vừa tím Hàn lập đứng im và nhắm nghiền hai mắt những linh văn màu bạc vẫn đang chạy qua chạy lại một cách vô định trên người hắn khắp nơi trên thân thể hắn đang nổi lên từng sợi gân xanh mỗi múi cơ bắp thịt đều có rút liên tục dường như có một luồng năng lượng nào đó đang tuôn trào cuồn cuồn trong đó, lúc nào cũng có thể xé thịt lao ra. Còn linh áp đáng sợ do hắn phát ra đã làm cho không gian trong vòng vài dặm xung quanh đông đặc lại sắt. Bất kể sinh linh nào vừa tiến vào trong đó đều sẽ lập tức bị linh áp này mạnh mẽ đè nát. Mà cao tít trên không, mây đen vốn bị cột sáng màu vàng đánh tan sau một tiếng nổ vang lại tụ tập trở lại. Trong khi chúng cuồn cuộn cuốn đến có thể mơ hồ thấy từng đoàn từng giải sáng năm màu chấp động không dứt, lại còn vừa bay vừa lớn vụt lên chỉ trong thời gian mấy nhịp hô hấp đoàn ánh sáng năm màu đã biến lớn thành gần một mẫu hào quang cuồn cuộn chớp lóe khắp trời cao gần như che khuất mây đen không còn một mảnh thiên kiếp ngũ hành vừa nhìn thấy dị tượng trong không trung gương mặt vốn lạnh như băng của ngân nguyệt đang đứng trên đỉnh núi phía xa trở nên tái nhợt mặc dù hơi ngơ ngẩn nhưng thấy thần sắc ngân nguyệt như vậy thì tất nhiên chu quả nhi cũng hiểu hiện tượng thiên văn trong không trung trên thung lũng không phải là chuyện đùa lúc này hai mắt của nàng mở to nhìn không chấp về phía đằng xa Giờ phút này, khí tức phát ra trên người Hàn Lập càng đáng sợ hơn, thậm chí mơ hồ có thể thấy được không khí bốn phía như hơi vặn vẹo. Bỗng nhiên Hàn Lập ngẩng đầu lên, hai mắt mở trừng ra, vẻ mặt vô cảm nhìn lên bầu trời. Gần như cùng lúc đó, những giải sáng năm màu trên trời chợt biến đổi thành màu vàng ròng. Rồi một khắc sau, từ đó phun ra vô số luồng kim quang dài hơn một thước, chúng chợt lóe lên rồi bay vọt xuống như những lưỡi dao sắc bén. Một đám lưỡi dao vàng chói lọi, lạnh lẽo ghê người đang từ trên cao buông xuống dưới như mưa rào rồi phủ xuống toàn bộ giải rất trũng này. Kim cương khí, Hàn Lập nhíu mày rồi dùng mình thốt nhẹ, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra vẻ sợ hãi gì nhiều mà khẽ phất một ống tay áo về bốn phía. Lập tức có hơn 10 đạo pháp quyết theo đó mà bay ra, rồi lóe lên chui vào trong không gian xung quanh mất dạng. Sau một khắc, phần lớn pháp trận bố trí khắp nơi trong vùng đất kêu lên vù vù, lớp lớp màn sáng lại tức thì lóe lên, biến thành vầng bảo hộ che chắn toàn bộ giải đất trũng phía dưới ầm ầm vang lên tiếng nổ lớn những lưỡi vàng rực vừa rơi xuống trên tầng ánh sáng ngoài cùng liền phá ra tiếng nổ kinh người đồng thời biến thành từng đoàn kim quang rồi vỡ tung ra bên ngoài quầng sáng liền gợn sóng dập dờn lập lòe bất ổn dầu vậy thì sau thời gian cạn tuần trà tầng ánh sáng ngoài cùng không thể chống cự thêm nữa nên bị kim quang chém thành vô số mảnh pháp trận đầu tiên này cũng vì vậy mà lóe sáng lên rồi vỡ vụn ra từng khúc chẳng thể nào sử dụng được nữa vô số lưỡi kim quang chẳng chịt lóe lên lại tiếp tục rơi xuống trên màn sáng thứ hai, tiếng nổ. Cứ như thế, từ trên không chúc xuống muôn luồng kim quang, không ngớt không dứt vô cùng vô tận, hơn nữa uy năng của mỗi luồng đều không thua gì phi kiếm phi đao. Dưới sự công kích điên cuồng đó, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã liên tiếp đánh bại 5 tầng ánh sáng. Thế nhưng đúng lúc này, Hàn Lập ở phía dưới chỉ giơ một tay bấm niệm pháp quyết thì sáu cánh tay giống hệt nhau của pháp tướng liền nắm lại tấn công kiên cuồng về phía không trung. Chỉ trong chốc lát sau, không khí rít lên như cuồng phong từng đoàn từng đoàn quyền ảnh lớn như tòa nhà lớn hiện ra bên ngoài quầng sáng nhoáng một cái bay thẳng đến phía luồng ánh sáng khổng lồ đang phá không vào tới từng đạo kim quang ngăn cản ở phía trước nơi quyền ảnh đi qua dù chưa trực tiếp tiếp xúc đã rung lên rào rạo vỡ vụn biến mất quyền ảnh lóe lên mấy cái liền đánh trực tiếp lên luồng ánh sáng vàng rực sau khi âm thanh chói tai như kim loại va chạm vào nhau vang lên quyền ảnh bắn ngược trở lại rồi lập tức tiêu biến còn luồng ánh sáng kim sắc bỗng run lên hóa thành vô số điểm sáng bay lả tả. Kim quang từ trên trời rơi xuống chợt đột ngột dừng lại. Nhưng chỉ một khắc sau, kim quang bay lả tả cuốn tròn một hồi rồi màu sắc chợt biến thành xanh đậm. Sau đó nó cuồn cuộn tụ lại, lại hợp thành một luồng ánh sáng màu xanh có thể tích không kém lúc trước chút nào. Chương 2177, uy phong của thiên kiếp. Ngay sau đó bên trong vầng sáng màu xanh nổ vang rền, từng lũ lũ dòng khí màu xanh tuôn tràn ra rồi hóa thành một gốc cây gỗ lớn. Gốc cây này dài khoảng 5 đến 6 trượng, mặt ngoài tỏa ra làn sáng màu xanh nhu hòa, thân nó nặng vô cùng, cứng rắn như kim cương. Gốc cây mới hiện ra trong không trung đã gào thét đinh tai rồi lao xuống. Hàn Lập nhìn thấy vậy, tuy vẻ mặt của hắn vẫn không chút thay đổi nào nhưng một cánh tay đã giơ lên rồi bấm niệm thần chú. Trên không trung bỗng ông lên những tiếng chói tai, vô số lưỡi kiếm khí màu xanh biếc hiện ra. Chúng đang khẽ rung lên tạo thành những tiếng xé gió veo veo những lưới kiếm này nhanh chóng biến ảo thành những sợ tơ, rồi đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới rất lớn. Chợt thấy một sợ tơ trong suốt lóe lên, gốc cây to ở đó liền giống như một tờ giấy bị xé vụn ra. Mặc cho các gốc cây cứ lần lượt hiện ra không ngừng, nhưng tấm lưới màu xanh ở bên dưới cũng chém tới liên tục làm cho chúng không cách nào hạ xuống thêm được. Thời gian lặng lẽ trôi qua, phóng kiếm ngăn cản các gốc cây rơi xuống lúc này cũng đang bắt đầu phản công lại. Nhưng vầng mây màu xanh trên không trung lại càng phình lớn thêm, kéo theo đó là kích thước của những gốc cây rơi xuống cũng tăng lên theo. Mỗi một gốc cây đều lớn đến cả chục trượng, chúng lao xuống hóa thành một mảnh tối đen. Nhưng tấm lưới khổng lồ bên dưới là do 72 lưỡi bản mạng pháp bảo thanh trúc phong vân kiếm kiếm hàn lập biến thành. Đã tu luyện đến bậc này, hầu hết mỗi thanh đều có thể sánh với linh bảo cùng bậc. Nếu nói về độ sắc bén, cho dù những gốc cây to lớn kia có rơi nhiều thêm nữa nhưng vẫn không thể nào chống nổi những lưới tơ kiếm lợi hại này. Những tiếng nổ núi đuôi vang lên, Phóng kiếm bay lên nhập thẳng vào vòng trời, nó hơi co lại rồi bất chợt trở lại hình thái của 72 lưỡi kiếm. Những lưỡi kiếm này vạch thành những giải cầu vồng, lúc hiện trái, lúc hiện phải xuyên thủng qua giải vầng sáng màu xanh, rồi lại hóa thành một màn lưỡi kiếm chém loạn xạ. Ngay lập tức giải mây màu xanh phát ra những tiếng nổ chói tai. Ở giữa không trung nó xoay tròn rồi bắn đi, sau đó nhập thẳng vào hư không mất hút. Hàn Lập vẫn lơ lửng ở trong màn sáng màu tím giữa không trung mà ngắm nhìn trời cao không chớp mắt một lát sau một điểm sáng chuyển động dưới màn mây đen sau đó nó trở nên xanh thẳm rồi lại ngưng tụ thành một vầng sáng màu lam lúc này thể tích của vòng sáng màu lam đã lớn hơn rất nhiều so với khi mới xuất hiện hơn nữa từ bên trong đó đang truyền tới những tiếng nước chảy róc rách nho nhỏ từng dòng nước xiết như ngọn thác từ giữa vầng sáng tuôn ra giống như những con rồng trắng dài cả ngàn trượng lao xuống mà có lẽ là giống với cả dải ngân hà trên chín tầng trời bị đảo ngược lại hơn hàn lập thần sắc hơi thay đổi không nói thêm lời nào lập tức bấm tay niệm thần chú cùng lúc ấy ba đầu của phạm thánh pháp tướng ba đầu sáu tay đột nhiên mở rộng miệng hướng lên trời cao mà phun ngân diễm cuồn cuộn phun ra điên cuồng trong nháy mắt liền hóa thành biển lửa cùng dòng nước trên không trung quyện vào nhau nước lửa trộn lẫn vào nhau một đoàn khí màu trắng xuất hiện tràn ngập không gian sau một chút biến hóa liền trở thành một biển sương mù trong biển sương mù mênh mông đưa tay ra không thấy được năm ngón căn bản thấy không rõ được thứ gì chỉ có thể nghe được bên trong có tiếng thử lạc phát ra không ngừng. Bỗng nhiên xương mù lập tức khuếch tán nhanh đi theo bốn phương tám hướng. Hàn lập thấy vậy trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức thúc giục pháp quyết, phạm thánh pháp tướng cao ngàn trượng phun ra ngân diễm mạnh mẽ tăng lên mấy lần. Ngân diễm ngừng tụ lại, mơ hồ biến hóa thành vài con hỏa dao, dương nhanh múa vuốt, nhao nhao lao vào bên trong biển xương. Ngay sau đó tiếng sét đánh sấm rền nổi lên, từng đóa lầu các lớn nhỏ hình hoa sen liên tiếp ở trong biển xương hiện ra, lại chấp động vài cái liên tục rồi nứt toát ra. Ngân diễm cuồn cuộn phình to, đem biển xương mù mạnh mẽ xé rách ra. Nhưng sau mấy nhịp hô hấp, hơn phân nửa xương mù ở tai nơi ngân diễm vừa xuất hiện biến mất hầu như không còn, rốt cục lộ ra cảnh tượng ban đầu. Mà ngân diễm ở mấy con hỏa giao tàn sát bừa bãi, chẳng những ngăn chặn được dòng nước trong không trung mà còn cuồn cuộn chấp động bay ngược lên phía trên nguồn của dòng ánh sáng. Với uy lực đáng sợ của ngân diễm, đoàn ánh sáng màu lam chỉ sợ vừa tiếp xúc lập tức tán loạn biến mất nhưng vào lúc này đoàn ánh sáng trên trời bỗng nhiên mặt ngoài hiện ra vô số ngân hồ thoáng cái lại quay tròn điên cuồng co rút lại không thể to ra được tiếng sét đánh nổi lên đoàn ánh sáng màu lam chợt co rụt lại từ giữa từ từ phun ra một viên bóng nước viên bóng nước này thoạt nhìn trong suốt dị thường nhưng lại sền sệt đường vân bên ngoài hơi hơi nhột nhạo rồi hình thành từng đạo linh văn màu lam tản ra ánh sáng màu xanh mát dịu quả bóng nước hướng xuống phía dưới liền nổ vang phát ra âm thanh trầm thấp mà đoàn ánh sáng màu lam lại ảo ảo nứt toát ra, tự động biến thành hư ảo. Phía dưới Hàn Lập thấy hết thảy mọi việc, sắc mặt chợt đại biến. Ngay sau đó, ngân diễm cùng mấy con hỏa dao đem quang cầu màu lam bao phủ vào bên trong biển lửa cuồn cuộn. Phốc phốc thanh âm liên tiếp truyền ra, trong biển lửa, ánh sáng màu lam chợt lóe, quang cầu bỗng nhiên từ giữa xuyên thủng mà chui ra, không có bị ngân diễm làm tổn thương một chút nào. Thiên Hà trọng thủy, hàn quang chợt lóe lên trong mắt Hàn Lập, trong miệng quát khẽ một tiếng, trong lòng không còn trần chờ gì lập tức thúc giục phạm thánh pháp tướng. Pháp tướng ba đầu sáu tay không tiếp tục phun ngân diếm trong miệng ra nữa, sáu cánh tay đồng thời vung nắm tay lên phát ra một tiếng nổ lớn. Quyền ảnh lại chi chít hiện ra, hướng lên trời cao mà bắn đi. ầm vang long tiếng động vang lớn, mặt ngoài quả bóng nước màu lam chợt có kim quang đại phóng, dường như mỗi một quả đồng thời đã bị hơn 10 đạo quyền ảnh công kích liên tục. Nhưng sau khi kim quang hiện lên, tất cả các quả bóng nước đều bình yên, dường như không có việc gì tiếp tục lao xuống. Hàn lập cả kinh, phạm thánh pháp tướng lại cử động sáu cánh tay, sáu nắm đấm kim quang đại phóng, nháy mắt lại biến ảo thành vật chất thực sự, hướng phía quả bóng nước điên cuồng lao tới. Một vụ nổ kinh thiên động địa, thoáng cái cả không trung bị chấn động dựng ngược lên. Vô số vòng bánh xe màu vàng như nắng gắt trên không trung liên tiếp xuất hiện ở chỗ vụ nổ, tạo lên từng trận giao động kịch liệt, rồi hóa thành cỗ cổ cuồng phong nhanh chóng tán đi sau khi gió tan đi hết tất cả quả bóng nước đều biến mất không thấy bóng dáng phía dưới phạm thánh kim thân thân hình vẫn đứng thẳng tại chỗ nhưng hai chân thụt sâu vào mặt đất vài chục trượng, sau cánh tay rõ ràng cụt hơn một nửa chúng đã cùng những quả bóng nước đồng quy vô tận rồi hàn lập thấy vậy chợt dùng mình lời uy lực của phạm thánh chân ma mà cũng có một chút chật vật như thế có thể thấy được thiên hà trọng thủy này thật đáng sợ ngay sau đó hàn lập một tay bấm tay niệm thần chú trên người phạm thánh pháp tướng kim quang lưu truyền một trận sáu cánh tay một lúc sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lúc này, trên trời cao lại một lần nữa ngưng tụ ra một quả cầu lửa màu đỏ đậm to lớn. Quang đoàn tuy rằng chỉ có duy nhất một viên, nhưng thể tích to lớn, cơ hồ bao phủ hết cả thung lũng. Sau một trận tiếng huyên náo oa oa, vô số ngọn lửa phun ra những con quả lửa màu trắng bay ra theo quang đoàn, hai cánh mở ra rồi hóa thành một viên hỏa cầu mạnh mẽ bắn xuống. Những hỏa cầu đó chưa thật sự hạ xuống nhưng đã làm cho mọi thứ như sôi trào, thoáng cái đã buông xuống tới phía trên thung lũng. Hàn Lập hai mắt hơi hơi nhíu lại, thân hình chưa động đậy nhưng Phạm Thánh Pháp tướng lại há mồm phun một cái, hướng biển lửa màu bạc mà lao đến. Thế nhưng lúc này đây, Ngân Diễm lập tức tránh né cái miệng khổng lồ của pháp tướng, tinh quang lưu chuyển trở nên kỳ lạnh lẽo. Phạm Thánh Pháp tướng lại đảo ngược uy lực của linh diễm, trực tiếp biến thành cực hàn chi diễm lao đến. Ngay sau đó, một trắng một bạc, hai ngọn lửa cháy trong nháy mắt tới va chạm với nhau hai loại thuộc tính năng lượng hoàn toàn tương phản, lập tức ở hai phía bạo phát ra. Lúc sau, trên bầu trời chợt lóe, lấy một đường thẳng làm trung tâm, nhất thời chia trời đất làm hai nửa băng và lửa, trên trời cao rằng co nhau không dứt. Hàn Lập đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng thét dài, một ngón tay trỏ lên hư không, một lúc sau kiếm quang dày đặc hiện lên, lập tức dung hợp thành một khối, hóa thành một cự nhận hơn 10 trường. Tiếp theo trong miệng hắn lẩm bẩm, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa. Cự nhận màu xanh tinh quang lưu chuyển, đón gió cuồng trướng, trong khoảnh khắc đã lớn hơn gấp bội, biến ảo thành cự nhận to gần trăm trượng hướng lên trời. Phạm Thánh Pháp tướng Tam Gương mặt chợt lóe lên vẻ dữ tợn, hai cánh tay to lớn chụp tới phía dưới, đã đem cự nhận một phát bắt được, lập tức vung lên, hướng không trung hung hăng chém một phát. Chỉ thấy một đạo thanh quang hoa phá trường không chợt lóe, cự nhận hướng lên trời liền quỷ dị hướng phía Hàn Diễm cùng biển lửa giao hội rồi chém tới quang cầu khổng lồ phía trên. Quang cầu đỏ đậm điên cuồng vài cái, liền lập tức vô thanh vô tức xẻ làm hai, dùng nham xích viêm từ giữa điên cuồng phun ra, lập tức hóa thành lửa cuồn cuộn cháy nứt toác mà chui ra. Phía dưới biển lửa một trận nổ vang, thoáng cái ở trên không trung biến mất không thấy. Thế nhưng Phạm Thánh Pháp tướng vừa đem tay dơ lên trời thu lại cự nhận, còn chưa kịp làm gì tiếp thì trên trời cao cuồn cuộn lửa cháy, lăn lộn vài cái liền hóa thành đám bụi màu vàng minh mông, theo bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn động. Trong khoảnh khắc, cả không trung đều biến thành mờ mịt, hơn nữa trong đám bụi phát ra tiếng tăng sang lộ ra một cỗ chiến khí làm cho người khác có cảm giác dựng tóc gáy phía dưới hàn lập nhướng mày phạm thánh pháp tướng lại không nói lời nào cự nhận cầm trong tay lại vung lên hướng vụ hải màu vàng chém một nhát thanh quang trói mắt lại một lần cắt qua phía chân trời một chém đem biển khí bụi mạnh mẽ xé đôi nhưng là ngay sau đó hai bên khí bụi nồng đậm phía dưới lại xoay một vòng liền như không có việc gì đem biển khí bụi khôi phục như lúc ban đầu 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm biến thành cự nhận hơn ngàn trượng cùng phạm thánh kim thân thần lực cực kỳ khủng bố, vậy mà đối với thứ này một chút hiệu quả cũng không có. Hơn nữa một lúc sau khi vụ hải gặp công kích, bên trong lại mơ hồ truyền đến âm thanh kim cổ. Tiếp theo đám bụi màu vàng minh mông phía dưới quay cuồng, bên trong bỗng nhiên hiện ra một đội binh sĩ bằng đất sét chim thú đủ loại, cầm trong tay lưỡi sao sắc bén lành lạnh, cùng hướng về phía này. Nhìn qua thì phảng phất có trăm vạn hùng binh ẩn trong đó giống y hệt nhau. Hàn Lập không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển liên tục. Nhưng còn chưa nghĩ được đối sách thì trong biển khí bụi đột nhiên có biến, vô số binh sĩ đều bí mật hướng phía này đánh tới. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, Phạm Thánh Pháp tướng lập tức đưa cự nhận trong tay hướng không trung liên tiếp quét tới. Kết quả nơi nhận mang màu xanh đi qua, tất cả binh sĩ đều chấn động, trong nháy mắt vỡ vụn thành cho. Nhưng chờ thanh quang tắt đi, khí bụi lại cuồn cuộn ngưng tụ, Lập tức số lượng binh sĩ ở trong vụ hải lại không tiếng động hiện lên, vẫn huy động binh khí tiếp tục hướng xuống. Hàn Lập thấy vậy, đồng tử không khỏi hơi co rụt lại. Chương 2178, chân lôi kiếp. Hắn không nói lời nào mà chỉ thay đổi sang một loại pháp quyết khác. Pháp tướng Phạm Thánh bỗng cầm lưỡi đao ném đi, bên ngoài cơ thể của pháp tướng lại lấp lánh những tia sáng vàng rực, mới trong nháy mắt nó đã biến thành một thân thể bằng vàng ròng thực sự ngoài ra còn có vô số những khối ký hiệu màu vàng đang quay vù vù xung quanh ba cái đầu há ba chiếc miệng thật lớn phun ra những cuộn sóng trắng xóa không một tiếng động những cơn sóng này hơi nhoáng lên chúng liền chìm thẳng vào trong biển bụi ngập trời đằng trước một tiếng nổ long trời lở đất vang lên cơn sóng nổ tung ngay giữa màn mây bụi bẩm tạo thành một vòng sóng âm lan tràn khắp nơi trong trong đó cứ nơi nào có gợn sóng âm đi qua đám binh sĩ trong làn bụi liền bị biến thành bột phấn nhưng chỉ ngay sau đó đám mây bụi khẽ chuyển động, hơn 10 vạn binh sĩ lại được biến ảo ra một lần nữa. Tên nào tên nấy đều nguyên vẹn không bị xây xước chút nào, chúng đang múa loạn binh khí trong tay làm giấy lên từng trận gió gào. Vô số tia sáng màu vàng nhạt bắn xuống, rậm rạp đến mức có thể che kín cả bầu trời. Mỗi tia đều phát ra âm thanh chói tai, khí thế kinh người giống như không gì không thể xuyên thủng được. Cảnh này khiến sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi miệng khẽ quát lên, một ngón tay của hắn hướng lên điểm vào tấm thân vàng rực của Pháp tướng Phạm Thánh phía trên. Giải sóng màu trắng liền thôi không còn phun ra từ trong miệng của Pháp tướng nữa. Nó bước nhanh từng bước về phía trước, sáu cánh tay vung lên tỏa hào quang vàng rực. Rầm dầm dầm, sáu cột sáng rất to được phun ra rồi nhập làm một thể với đám mây bụi. Sau đó cả những cột sáng và làn xương bụi xoáy tít hóa thành một cơn lốc vàng nhạt. Cơn lốc này cao đến mấy trăm trượng nó vừa mới xoay tròn mà đã tuôn ra vô số ký hiệu màu vàng đồng thời theo mỗi vòng gió xoáy còn truyền tới một cỗ lực hút mạnh đến nỗi khiến người ta không dám tin những tia sáng màu vàng nhạt liền bị lực hút của cơn lốc làm run lên rồi bị bẻ cong phương hướng ngay lập tức chúng lao vào trong vòng lốc xoáy rồi phát ra một tiếng gãy vỡ sau đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa còn về cả trăm vạn tên vệ sĩ trong màn bụi trên không cũng chẳng thể khống chế thân thể dưới lục hút khủng khiếp đó cuối cùng tất cả đều bị cơn lốc kéo vào chỗ chết trong khoảnh khắc này, màn sương bụi xoay cuồn cuồn ngập trời, mà bóng người cũng bắt đầu di động. Nhưng chỉ sau vài nhịp thời, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trở nên sạch sẽ. Ngoại trừ đám mây đen cùng cơn lốc màu vàng ra thì nơi này không còn thứ gì khác tồn tại. Cơn lốc màu vàng trong không trung vẫn chuyển động điền cuồng, bên trong nó vẫn chuyển ra từng tiếng nổ vang như rồng ngâm không ngớt. Nhìn mãi cũng không hiểu nổi tại sao nó lại có thể chứa hết được đám mây bụi nhiều đến như vậy. Hàn lập thấy mọi chuyện suôn sẻ mới khẽ thở phào, Cuối cùng trên mặt đã chịu hiện ra một nét vui mừng. Hắn giơ tay áo lên hướng về phía cơn lốc trên cao. Từ mỗi ngón tay liên tục bắn ra các loại pháp quyết có màu sắc khác nhau, sau khi chớp động chúng đều chìm mất hút vào trong gió lốc. Một âm thanh trầm thấp vang lên, ngay lập tức cơn lốc đột ngột dừng hẳn, rồi trong làn ánh sáng vàng vọt nó mau chóng thu nhỏ thể tích lại. Một lát sau, cơn lốc ở trên không trung ban nãy đã tan đi rồi hoàn toàn biến mất thay vào đó là một khối đất màu vang to bằng nắm tay đang rơi từ trên cao xuống ánh mắt của hàn lập lóe lên hắn giơ tay chụp vào hư không đem khối cầu ở xa bắt lại nhưng tại thời điểm vật này rơi vào lòng bàn tay hàn lập không tự chủ được phải trầm mình xuống tuy rằng sau đó cánh tay hắn vẫn nâng lên được nhưng khuôn mặt không khỏi lộ ra vài nét nhăn nhó khối đất hình cầu này thoạt nhìn thì chẳng có chút bắt mắt nào thế nhưng trọng lượng của nó phải đến mấy trăm vạn cân chứ chẳng chơi hàn lập có sức lực khó ai tưởng tượng nổi ấy vậy mà lúc bắt được nó thiếu chút nữa đã bị kéo ngã nhào theo tuy rằng không biết biển xương bằng bụi đã bị hắn dùng một lượng pháp lực khổng lồ để áp chế này là gì cũng không biết nó thuộc vào loại tài liệu nào nhưng nếu dùng nó để luyện chế thành một loại bảo vật thì tin rằng uy lực của nó sẽ khó có thể tưởng tượng được trong lúc hàn lập đang cân nhắc thì nguyên khí trong không trung bỗng lại trở nên nhộn nhạo từ nơi nào đó rất cao trên bầu trời bỗng truyền đến một tiếng sấm rền vang đám mây đen đang phủ kín vùng đất chúng bắt đầu quay cuồng chúng tách ra hai phía trái phải, rồi ở giữa để lộ ra một cái động rất to. Cái động này rộng khoảng hơn 10 mẫu, từ bên trong nó tràn ra những tiếng gầm rú long trời, rồi những rạch chớp nối đuôi nhau lóe lên không ngớt. Tiếp đó là một quả cầu bằng điện chợt hiện ra, hơn nữa nó đang không ngừng phình to lên. Thoạt nhìn nó thật giống như một thế giới bằng lôi điên đang xé rách không gian chuyển đến nơi này vậy. Chân lôi kiếp, Hàn Lập thấy cảnh này bèn nghiêm túc thì thào, bàn tay của hắn khẽ nhoáng, vật đang nằm trong tay bỗng chớp lóe rồi biến mất. Đồng thời 10 ngón tay hoa lên bắn ra từng đạo pháp quyết lướt tới rồi nhập thẳng vào trong những pháp trận còn sót lại. Ngay lập tức bốn phía quanh hắn rung lên từng chuỗi dao động vù vù. Những pháp trận còn sót lại liền tỏa ra hào quang chói lóa, các loại cấm chế bên trong đó bỗng chốc trở nên dày đặc kinh người. Càng đáng chú ý hơn đó là ba tòa cực sơn từ đầu đến giờ vẫn bất động thì giờ đây cũng đang lẳng lặng bay lên. Cả ba tòa núi bay lên cao gần chạm vào màn sáng của pháp trận thì dừng lại, sau đó phân ra thành một tam giác, vừa vặn bảo vệ Hàn Lập rất chặt chẽ. Nhưng Hàn Lập vẫn còn lo lắng, trong miệng hắn lại lẩm nhẩm kiếm quyết. 72 lưỡi kiếm liền hiện ra phía dưới ba ngọn núi, chúng múa lượn một chập rồi biến ảo thành một đóa sen xanh, lơ lửng không nhúc nhích trên đỉnh đầu hắn. Cũng khó trách tại sao hắn lại cẩn thận như vậy, người ta thường đồn đại về việc độ thiên kiếp đại thừa rằng, thực ra có 8 đến 9 phần số tu sĩ ngã xuống không phải do thiên kiếp ngũ hành, mà chính là bởi vì chân lôi kiếp. Trong quá khứ có phần lớn tu sĩ hợp thể hậu kỳ lúc đánh sâu vào chướng ngại thường chết đi dưới loại lôi kiếp chân chính này. Nhưng cũng chỉ có những ai vượt qua được nó mới có tư cách để bước vào cánh cửa thử nghiệm tâm cảnh. Tuy rằng mức độ đáng sợ của tâm kiếp còn vượt trên cả chân lôi kiếp, thế nhưng trong những tình huống bình thường, cho dù không thể vượt qua nó nhưng vẫn có khả năng bảo vệ được tính mạng của mình. Không như trong lôi kiếp, hoặc là may mắn vượt qua, hoặc là biến mất dưới uy lực của sấm sét, còn lại thì hoàn toàn không có sự lựa chọn thứ ba. Một mặt Hàn lập điều khiển các loại cấm chế cùng bảo vật, mà mặt khác hắn cố nhớ lại những kinh nghiệm vượt qua chân lôi tiếp do hai lão đại thừa kỳ là Ngao Khiếu và Mạc Giản ly truyền lại qua những lúc chuyện trò. Vẻ mắt của hắn lúc này đang cực kỳ nghiêm trọng, xa xa trên đỉnh núi, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi và Giải đạo nhân, mỗi người lại mang một vẻ mặt khác nhau. Đôi mắt của Ngân Nguyệt vẫn trong như gợn nước mùa thu nhưng không biết từ khi nào trên khuôn mặt nàng lại tràn đầy nỗi lo âu mà sau khi chu quả nhi được chứng kiến thần thông của hàn lập lúc chống đỡ thiên kiếp ngũ hành lúc này con bé chỉ biết trợn mắt há mồm ngây ngốc con giải đạo nhân vẫn chắp hai tay sau lưng đứng trên một đỉnh núi khác vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhìn hết mọi sự việc diễn ra dưới vùng đất trũng phía dưới bỗng nhiên sắc mặt của hắn khẽ động hai tay buông thõng xuống ánh mắt nhìn về một đỉnh núi cách đó rất xa nhưng vẫn chưa có hành động gì khác không lâu sau dường như ngân nguyệt ở ngọn núi bên cạnh cũng nhận ra điều gì khác thường cặp mắt xinh xắn lóe lên rồi cùng nhìn về hướng giải đạo nhân đang nhìn. Sao ở nơi hoang vắng này lại xuất hiện người tu tiên khác? Xem ra phải đuổi họ đi khỏi đây mới được. Ngân Nguyệt thì thầm vài tiếng, thân hình nàng bỗng nhoáng lên rồi biến mất hút. Chu Quả Nhi đứng ở bên thấy vậy, đầu tiên nó tỏ ra nao nao, kèm theo chút giật mình. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc rồi vẫn chần chừ đứng ở chỗ cũ, vẫn không đi theo. Ở tầm thấp trong không trung cách vùng đất chúng đó khoảng vạn dặm có hai đám hào quang đang truy đuổi nhau không dứt hai đoàn người này đang phóng đi vùn vụt, mà phương hướng của bọn chúng lại nhằm đúng vùng đất nơi Hàn Lập đang độ thiên kiếp. Nhóm đang bay phía trước có khoảng 10 người. Dựa vào công pháp và khí thức của bọn họ thì đây là những tu sĩ nhân tộc, mà tu vi của bọn họ đa phần là Nguyên Anh Kỳ. Duy nhất chỉ có thiếu nữ đang khống chế đoàn hào quang trong suốt bay đầu tiên là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nàng có khuôn mặt trắng tinh, xinh đẹp tuyệt trần, bề ngoài khoảng 20 tuổi, trên thân khoác một bộ áo màu lam nàng vừa bay vừa thỉnh thoảng quay lại phía sau nhìn với ánh mắt đầy lo lắng còn đuổi theo nhóm của nàng là một đám người khác hào quang do bọn chúng tỏa ra đều là màu đen hoặc sám trắng lại còn kéo theo từng trận ma khí ngùn ngụt, ngụt nhìn kỹ vào bên trong có thể thấy loáng thoáng những bộ mặt dữ tợn xem ra đây đúng là một đội ngũ ma tộc tinh nhuệ hơn phân nữa trong đám những tên ma tộc này có tu vi hóa thần mà thậm chí còn có thêm một gã cao lớn thân người đầu rắn tu vi đã là luyện hư kỳ với sự tranh lệch về tu vi như thế này thì việc khoảng cách giữa đội quân ma tộc và đoàn người của thiếu nữ áo lam càng lúc càng xích lại gần hẳn là chuyện hiển nhiên thiếu nữ áo lam thấy đội quân ma tộc đang truy đuổi chỉ cách mình còn vài giặc nàng đành cắn răng ra tay ngăn cản bọn họ vệt hào quang của nàng bỗng chậm lại cánh tay khẽ lật lòng bàn tay liền hiện ra một cái đỉnh nhỏ trong suốt bàn tay trắng tinh như ngọc khẽ vỗ lên mặt chiếc đỉnh làm nó bay lên rồi mở ra từ miệng đỉnh vang lên vô số tiếng xé gió theo đó là chi chít những sợi tơ trong suốt cuốn tới tách nhau ra rồi chụp về phía những tên ma tộc phía sau những sợi tơ trắng nhỏ xíu này cực kỳ lạnh buốt hơn nữa tốc độ của nó còn nhanh như tia chớp mấy tên ma tộc ở phía sau không kịp phòng bị liền bị làm cho náo loạn bọn chúng cố gắng vận dụng ma công để chống đỡ thế nhưng vẫn có hai tên tu vi nguyên anh kỳ bị sợi tơ xuyên qua thân mình liền hóa thành hai cái tượng băng mà rơi xuống tên ma tộc bay đầu tiên thấy vậy bèn rất giận dữ hắn mở to miệng phun ra một cỗ xương mù màu xanh lục. Những sợi tơ trắng vừa chạm vào màn xương mù đã bị ăn mòn, ngay lập tức hào quang của chúng nhạt hẳn đi, không còn uy lực như lúc trước. Mà tên ma tộc có cái đầu rắn lại giơ tay thả ra hơn 10 mũi xoa màu đen, hóa thành hơn 10 về tối như mực lao thẳng đến ngăn cản những sợi tơ trắng. Khi các sợi tơ chạm vào liền bị hất ngược về, hoàn toàn không thể chống đỡ được chút nào. Thiếu nữ thấy vậy liền tái mặt, nàng định cất cái đỉnh nhỏ đi rồi tiếp tục cùng với những người bên cạnh bỏ chạy nhưng đã quá muộn rồi hai tên ma tộc có tu vi hóa thần hầu kỳ đột nhiên vận dụng tối đa ma công để hóa thành hai vệt cầu vòng vọt tới chỉ sau vài cái chấp động chúng đã chặn trước hướng chạy của đoàn người trông thấy như vậy khiến sắc mặt của thiếu nữ trở nên cực kỳ khó coi thế nhưng nàng không thể không lệnh cho những thủ hạ của mình dừng lại để cùng nhau triển khai phòng thủ những tu sĩ nhân tộc ai nấy đều mang khuôn mặt tái nhợt trong mắt không che giấu nổi sự sợ hãi kinh khủng dù sao thì thực lực của bọn họ thấp kém hơn so với đối phương quá nhiều, kể cả khi liều mạng cũng không kiếm nổi lấy một tia hy vọng. Mà cũng chờ có thế, những tên ma tộc phía sau lập tức ùa lên rồi đem các loại ma khí vây kín đám người vào bên trong. Tên ma tộc đầu rắn mình người giữ tợn vừa mới xuất hiện đã hô lớn chữ sát, sau đó hắn cũng tự mình điều khiển hơn 10 chiếc xoa lao lên đầu tiên. Các tên ma tộc còn lại cũng đồng loạt ra tay. mươi 2179, gặp người quen cũ bị dồn ép đến bước này khiến thiếu nữ áo lam trở nên tuyệt vọng nàng cắn chặt hàm răng làm khuôn mặt nổi lên từng vệt gân máu có vẻ nàng đang định thi triển một cấm thuật nào đó của gia tộc mình để cùng chết chung với đối phương ngay lúc nàng vừa nhấc tay lên định bấm niệm thần chú nhưng bỗng nhiên trong không trung chấp động rồi hiện ra vệt sáng màu bạc tiếp đó là một bóng người bất ngờ xuất hiện diễn biến này làm cho cả hai bên những tu sĩ của nhân tộc và đám ma tộc ngẩn ngơ người mới tới nhìn quanh bốn phía rồi nói với giọng thanh thoát pha lẫn vẻ lạnh lùng ma tộc cũng dám đặt chân đến đây đúng là muốn đi chết mà giết vừa dứt lời toàn thân người thiếu nữ vừa mới đến bỗng sáng rực hào quang màu bạc veo veo những tiếng xé gió chói tai nổi lên nàng liền phóng ra vô số sợi tơ trong suốt bắn về khắp bốn phía xung quanh những tên ma tộc quanh đó rất kinh hãi tên nào tên nấy đều thúc giục ma công hoặc ma khí ra để bảo vệ toàn thân có điều những thứ đó lại như không tồn tại đối với các sợi tơ trong suốt này dù cho đám ma tộc đã cố chống đỡ thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là bị các sợi tơ xuyên qua thân thể, làm bọn chúng ngã dạp xuống y như cọng cỏ khô. Ngay cả tên đầu rắn mình người có tu vi luyện hư kỳ cũng không thoát được. Trước khi thi thể rơi xuống, hắn còn cố mang theo vẻ mặt kinh sợ lẫn khó tin. Cũng khó trách tại sao hắn lại có biểu hiện như vậy. Lần này hắn dẫn một đội quân đuổi theo đám tu sĩ của nhân tộc có thực lực thấp hơn mình rất nhiều vốn cứ ngỡ là mọi chuyện dễ dàng như nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại bị người khác chen ngang vào. Vì thế mà hắn mang theo một bụng oán hận không cam lòng mà chết đi. Thiếu nữ mặc áo lam cùng những người trong gia tộc của nàng thấy vậy liền vui mừng khôn xiết. Dưới sự dẫn dắt của người mặc áo lam, tất cả những tu sĩ này đồng thời cúi đầu về phía bóng người mờ mờ trong không trung. Riêng thiếu nữ áo lam cực kỳ cung kính nói, cảm ơn tiền bối đã cứu mạng, nếu không có tiền bối giúp đỡ, chỉ e là vãn bối cùng với toàn bộ số con cháu của hứa gia ở đây sẽ phải mất mạng trong tay lũ ma tộc rồi hứa gia chẳng nhẽ là hứa gia của băng phách tiên tử sao bóng người mờ mờ trong không trung tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại thật kỹ tiền bối có quen với tổ tiên của ta sao ta chính là con cháu đời sau của vị tổ tiên băng phách đó thiếu nữ mặc áo lam sừng suốt trả lời ta không quen băng phách tiên tử nhưng một người bạn tốt của ta có quan hệ sâu xa với vị tổ tiên từ rất xa xưa của hứa gia mà vì sao các ngươi lại bị ma tộc đuổi giết đến đây? Lớp hào quang che quanh bóng người trên không trung chợt tắt, theo đó là một thân hình xinh đẹp không tì vết cùng khuôn mặt như thiên thần đang mỉm cười hiện ra. Người thiếu nữ này chính là Ngân Nguyệt vừa mới từ giải đất chúng phá không mà tới. Rõ ràng là trong khoảng thời gian ở chung với Hàn Lập, nàng đã được nghe kể về băng phách tiên tử cùng với sự tồn tại của Hứa gia. Có lẽ bởi thế nên nàng mới giữ nét mặt hòa ái như vậy còn nếu đổi lại là những tu sĩ khác của nhân tộc thì với thân phận của một tiền bối hợp thể kỳ nàng cũng chẳng cần phải khách khí để làm gì bạn bè của tổ tiên nhà ta vậy tên của vị tiền bối kia là gì không chừng vãn bối đã từng nghe nói đến người đó rồi thiếu nữ mặc áo lam thầm buông lỏng vẻ đề phòng nhưng nàng vẫn cung kính hỏi lại ngươi tên gì ngân nguyệt không vội trả lời mà trước tiên là quan sát thiếu nữ đối diện vài lần sau đó hơi suy tư rồi hỏi vãn bối là hứa thiên vũ nếu tiền bối có việc cần sai bảo, xin cứ giao cho Vãn bối là được." Thiếu nữ mặc áo lam hơi dùng mình rồi trả lời, người con gái nhà họ Hứa này đúng là hứa tiên tử mà Hàn Lập đã từng quen biết tại Thành Thiên Uyên. Đã qua nhiều năm không gặp nhưng lúc này tu vi của nàng đã gần tiến tới cảnh giới luyện hư. Mà cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên nàng lại xuất hiện ở nơi này, lại còn bị một đám ma tộc đuổi giết chất vật đến nỗi suýt mất mạng như vậy. Hứa Thiên Vũ tính thêm dáng vẻ bề ngoài nữa thì ngươi đúng là tên đệ tử ở hứa ra mà hắn nhắc đến. Như vậy đi, ta tạm trưng dụng tất cả người nhà họ hứa các ngươi một lúc. Khu vực này cấm người lạ tới gần, tạm thời các ngươi cứ tuần tra quanh đây để phòng có người khác bén mảng tới. Ngân Nguyệt mỉm cười sau đó nàng không khách khí sai bảo. Được giúp việc cho tiền bối là vinh dự của chúng ta. Có điều tu vi của bọn ta quá thấp, nên sẽ chẳng thể nào ngăn cản nổi những kẻ có thần thông mạnh mẽ hơn chỉ sợ là lại làm chậm trễ việc lớn của tiền bối hứa thiên vũ nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu nhưng nàng vẫn nhanh nhỏ trả lời